Một con người thiếu đạo đức cũng giống như một con thú vật, nhưng con thú ấy lại mang lốt người. Con người ấy chẳng bao giờ có một tâm hồn thanh thản, an lạc và vô sự. Cuộc đời của họ chẳng có hạnh phúc, thường sống trong tâm trạng đau khổ, giận hờn, phiền muộn, lo âu, sợ hãi, bất an, bất toại nguyện, vân vân. Một gia đình thiếu đạo đức là một gia đình đau khổ. Phần đông mọi người sống trong gia đình đó chỉ còn biết chịu đựng với nhau. Chịu đựng để mà sống, sống trong khổ đau, nên không bao giờ tìm được chân hạnh phúc, an vui, chân thật. Sống trong gia đình đó cũng giống như sống trong địa ngục của trần gian. Một xã hội thiếu đạo đức là một xã hội mà mọi người đều gian ác, xảo trá, lừa đảo, lường gạt nhau bằng mọi cách. Họ luôn luôn phải bon chen, đấu tranh chà đạp lên nhau để tìm miếng ăn, mảnh áo, để tìm vật chất và tiền bạc, châu báu ngọc ngà cho nhiều, vân vân. Vì thế, đó là một xã hội rất phức tạp, rất đen tối, không trật tự, thiếu an ninh. Đó cũng làm gì cuộc sống cá nhân mà mọi người quên đi đạo đức nhân bản, nhân quả. Xem cá nhân là quan trọng, là trên hết, nên không còn có con người sống liêm sĩ, chỉ công vô tư. Họ không còn biết yêu thương nhau, chỉ biết có tiền và vật chất. Vì thế mà đạo đức lần lần biến mất. Triết lý của Phật về cách sống: ở đời đừng quá sân si, không biết gì thì nên im lặng. Triết lý của Phật về cách sống dạy chúng ta rằng, nếu không thể chia sẻ, không thể bao dung được cho người khác, thì hãy im lặng, chứ đừng soi mói, sân si, kẻo lại thêm nghiệp. Phật dạy đạo đức làm người. Thứ nhất, đời người có 8 cái khổ. Theo lời Phật dạy, đời người có 8 nỗi khổ lớn nhất: sinh, lão, bệnh, tử, yêu thương phải chia lìa, oán hận lâu dài, cầu mà không được, bị mê lạc bởi những điều thấy được. Sinh khổ, lão khổ, bệnh khổ, tử khổ, ái biệt ly khổ, oán tằng hồi khổ, cầu bất đắc khổ, ngũ quẩn xí thanh khổ. Sinh lão bệnh tử là những nỗi đau thể xác tự nhiên. Yêu thương phải chia lìa, oán hận lâu dài, cầu mà không được, bị mê lạc bởi những điều thấy được là những nỗi đau tinh thần. Triết lý của Phật về cách sống nói rằng, 7 nỗi khổ đầu tiên là nỗi khổ rõ ràng mà ai cũng có thể cảm nhận được. Nỗi khổ cuối cùng không dễ nhận ra, nhưng nó là căn nguyên của mọi đau khổ. Không cần biết bạn là ai, bạn cao quý như hoàng đế hay tướng quân, rẻ rúng hay sang chảnh cao sang, thì đều phải chịu đựng 8 cái điều gian khổ này. Cuộc sống đầy gian nan vất vả, không mấy ai thực sự sung sướng trọn vẹn cả đời. Có những nỗi đau khó quên mà người khác không thể hiểu được. Vì vậy, chúng ta có thể không hiểu những gì người khác đã trải qua, nhưng chúng ta không được tùy ý nhận xét về con người và cuộc sống của họ. Bạn chưa từng trải qua thì làm sao bạn thấu hiểu được? Trước khi nhận xét về một ai đó, thì phải xem lại mình. Ai cũng có nỗi khổ riêng cả. Nếu mình không thể chia sẻ, không thể bao dung được cho người khác, thì xin hãy im lặng, đừng soi mói, sân si, kẻo lại thêm nghiệp. Thứ hai là ngưng đổ lỗi cho người khác. Nếu bạn không biết những khó khăn người khác phải trải qua, đừng tùy ý soi mói lên án họ. Sống có khúc, người có lúc. Đời người rất dài và đôi khi lại rất ngắn, nên không ai biết được chuyện gì sẽ xảy ra trong tương lai. Đời người vô thường, quả từ miệng mà ra, đừng ăn nói hàm hồ. Trong nhà Phật thì khẩu nghiệp là một trong những nghiệp nặng nhất.
vì nó dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng. Nó dẫn đến sự đổ vỡ, dẫn đến sự đau khổ tột cùng, dẫn tới mọi phiền não. Một lời nói vô tình có thể làm mình và người khác đau khổ cả cuộc đời. Chúng ta hãy luôn cẩn thận với lời nói. Ông bà ta cũng có câu, lời nói không mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau. Theo quy luật nhân quả, nhân thế nào thì quả thế ấy. Gieo hạt dưa thì được quả dưa thơm ngọt, gieo hạt chanh thì được quả chanh chua. Chúng ta đã từng thấy những người vô cùng thiếu may mắn, sinh ra đã bị sứt môi, nói ngọng, thậm chí là bị câm. Đấy cũng là do tạo khẩu nghiệp xấu, gây nên những hậu quả lớn, đã mang khổ đau tới cho mọi người, nên giờ họ phải trả nghiệp. Vì thế hãy sám hối, nhận lỗi và sửa sai, không bao giờ tái phạm. Và hãy nói lời dễ nghe, lời hay, lời có ích cho mọi người. Nói lời vui vẻ, hòa nhã, nói lời gắn kết yêu thương, nói lời chân thực, nói lời hay, ý đẹp. Cái miệng xinh thì chỉ nói những lời hay. Xin được kể cho các bạn nghe về một câu chuyện. Hy vọng sau khi nghe xong, chúng ta sẽ hiểu như thế nào là đặt mình vào vị trí của người khác. Câu chuyện mang tên Con lợn và bầy cừu. Có một con lợn nhỏ xông vào đồng cỏ, ăn uống với bầy cừu mỗi ngày. Nhưng không lâu sau đó, người chăn cừu đã phát hiện ra sự tồn tại của nó và lập tức chộp lấy nó và đem ra chợ bán. Con lợn rú lên và vùng vẫy trong sự tuyệt vọng, nhưng không thể thoát khỏi sự kiểm soát của người chăn cừu. Bầy cừu sốt ruột nói, còn rú lên cái gì? Chúng tôi thường xuyên bị hắn tóm được, nhưng chưa bao giờ bị hắn đem ra chợ rồi làm ầm ĩ như người. Con heo tuyệt vọng nói, chúng ta không có giống nhau. Nếu hắn ta bắt mấy người, hắn chỉ lấy lông hoặc sữa của mấy người thôi. Nhưng nếu hắn bắt tôi, hắn muốn mạng sống của tôi. Bầy cừu bỗng dưng hiểu ra và im bặt. Thì ra, heo không giống cừu. Heo rú lên là có nguyên do cả. Làm gì có ai cận kề cái chết mà có thể bình tĩnh được. Cừu không bị làm thịt thì làm sao mà hiểu được. Những con cừu trước đó mắng chửi phê phán con heo vì chúng không hiểu những thử thách sinh tử mà con heo sắp phải đối mặt. Vì vậy cừu chỉ thấy heo làm quá mọi chuyện rồi rú lên ồn ào. Sau khi nghe heo nói xong thì bầy cừu đã hiểu ra và im miệng lại. Ở đời sợ nhất là chẳng biết cái gì nhưng vẫn đi nói xấu người khác, phê phán người khác. Một người chỉ có thể thấu hiểu nỗi đau, nỗi buồn sau khi đã trải qua nó hoặc từng chứng kiến người khác có hoàn cảnh giống mình. Cũng giống như câu chuyện trên, con heo rú lên là vì biết mình sẽ bị bán ra chợ rồi đem đi thịt giống như loài của mình. Vì vậy, nếu bạn không biết khó khăn của người khác thì xin đừng tùy tiện lên án họ. Biết cuộc sống của người khác cũng không dễ dàng gì, thì tại sao bạn cứ lên án họ làm chi, cho nhân sinh thêm khổ đau? Lòng tốt lớn nhất của con người chính là sự thông cảm và hiểu biết. Thứ ba, ngừng bới móc lỗi lầm của người khác. Tập thiền và nghĩ về bản thân, đừng chăm chăm bàn chuyện thiên hạ và ngừng nói về lỗi lầm của người khác. Một người khôn ngoan thực sự không tìm kiếm lỗi lầm và bới móc lỗi lầm ở người khác. Chúng ta không thể hiểu được nỗi đau của người khác. Vì vậy, chỉ cần lo cho bản thân là đủ. Có một câu chuyện khác mang tên chuyện bát mì vợ nấu. Có một cặp vợ chồng đã chung sống gần hết cuộc đời, sống rất hòa thuận. Nhưng điều khiến ông chồng không hài lòng nhất đó là ông không thích món mì mà bà vợ nấu vì nó quá mềm và
không thơm một chút xíu nào hết. Một hôm, ông lão quyết định tự tay nấu một tô mì, trổ tài để cho bà vợ ăn thử cho sáng mắt ra, lần sau mà nấu theo. Vì vậy, ông nấu một tô mì hoàn hảo và dồi dã gọi bà vợ đang ngủ thức dậy ăn. Nhưng bà vợ chậm rãi nói, đừng lo, hôm nay tôi sẽ nói cho ông biết lý do một tô mì ngon lại có thể bị nát và kém ngon như thế nào. Hóa ra, không phải bà lão không nấu được mì, mà bát mì bị nát và không thơm ngon là do mỗi lần bà nấu mì xong, gọi ông chồng dậy thì ông ấy đều ngủ say, không chịu thức dậy để ăn. Để lâu quá nên bát mì bị nở và nát, nguội lạnh. Trong cuộc sống cũng vậy, chúng ta luôn chú trọng đến cảm xúc của bản thân, nên cứ mù quáng trách móc nhau, từ đó bỏ qua toàn cảnh của sự việc. Bạn có trách người ta sai hoàn toàn hay không? Lỗi lầm đều nằm ở người ta có phải không? Trước khi oán trách thì nên xem xét cho kỹ. Lòng tốt lớn nhất của một người là không tùy ý đổ lỗi cho người khác. Những người có suy nghĩ càng thấp thì sẽ càng nhìn ra nhiều lỗi của người khác rồi phán xét. Cuộc sống là một hành trình cô đơn, không ai có thể thực sự đồng cảm với bạn. Nếu bạn chưa gặp phải khó khăn của người khác đang phải trải qua, thì đừng đòi hỏi người ta phải tươi cười, vui vẻ với bạn. Lời Phật dạy về sám hối, hy vọng mỗi con người chúng ta hãy chăm sóc trái tim và chăm sóc cái miệng của mình, thay vì sám soi chuyện người khác. Thứ tư, đừng đòi hỏi người khác phải rộng lượng. Giữa biển người mênh mông, ai mà không khó khăn? Tất cả chúng sinh ai mà không đau khổ? Cho dù đó là đau khổ hay đau đớn, chúng ta không bao giờ có thể trải nghiệm nó một cách trọn vẹn nếu không tự mình dấn thân trải nghiệm. Vì vậy, nếu bạn không biết hay là không hiểu nỗi khổ của người khác cũng được, nhưng xin đừng chỉ tay phán xét. Chuyện tu sĩ khoe nỗi đau. Có một câu chuyện kể về một vị tu sĩ được ghi lại trong Kinh Phật, kể rằng sau khi ông bị thương trong một vụ tai nạn, những người hàng xóm thấy thương cảm và lần lượt đến thăm hỏi ông. Vì vậy, người tu sĩ đã chịu khó mở vết thương của mình ra cho mọi người xem và kể cho những người đến thăm về trải nghiệm không may của mình. Với ánh mắt thương hại, mọi người thở dài khi nghe vị tu sĩ nói, rồi rời đi ngay khi họ nghe xong. Ngày này qua ngày khác, vết thương của vị tu sĩ không những không cải thiện mà ngày càng nghiêm trọng hơn. Cuối cùng ông chết vì chữa trị không hiệu quả. Người tu sĩ trong câu chuyện cũng giống như chúng ta trong cuộc sống vậy. Mong muốn người khác hiểu được nỗi đau của mình, rồi kể lể ra cho họ xem nhưng lại phản tác dụng. Đừng bao giờ kể với ai về vấn đề khó khăn của bạn. 90% trong số họ không quan tâm, 10% còn lại chỉ để vui sướng khi nghe thấy điều này. Đừng có kiểu chuyện gì cũng thật lòng kể hết cho người khác nghe. Đôi lúc bạn kể là chuyện buồn, nghe vào tai họ lại ra hàng ngàn phiên bản truyền cười. Đức Phật nói, ngàn người đau khổ 1000 cách, và nỗi thống khổ của họ đều khác nhau. Ai cũng có một cuộc sống riêng, khó thấu hiểu được nỗi đau nếu không phải chính thân mình trải qua. Chúng ta không thể hiểu nỗi cay đắng của người khác, cũng như người khác không thể chia sẻ niềm vui và nỗi buồn của chúng ta. Vì vậy, nếu bạn không biết khó khăn của mình, bạn không phải lo lắng vì điều đó. Nếu bạn không biết khó khăn của người khác, thì đừng thuyết phục người khác phải từ bi rộng lượng. Quan tâm không vượt qua ranh giới, thấu hiểu và không vu khống, tử tế và không làm tổn thương là sự bảo vệ lớn nhất dành cho nhau. Đạo làm người, hay còn gọi là đạo đức Phật giáo, là một hệ thống giá trị đạo đức và
quy tắc hành xử được giảng dạy bởi Đức Phật. Nó là một phần quan trọng trong tín ngưỡng Phật giáo và nhằm giúp con người tu dưỡng và trở thành một người tốt. Đạo làm người gồm nhiều giá trị đạo đức như phúc hậu, lương thiện, giữ chữ tín, khoan dung, thành thực, khiêm tốn, chính trực và kiên trì. Đạo làm người được coi là nền tảng cho một cuộc sống có ý nghĩa và mang lại sự an lạc, hạnh phúc cho con người. Những lời Phật dạy đạo làm người tốt, hay và ý nghĩa, quý Phật tử nên hiểu về đạo làm người và áp dụng nó vào cuộc sống hàng ngày để cuộc sống của mình trở nên tốt đẹp hơn. Nếu áp dụng những giá trị đạo đức này, chúng ta có thể đạt được sự an lạc và hạnh phúc trong cuộc sống. Để trở thành một người tốt, chúng ta cần tuân theo những lời Phật dạy đạo làm người dưới đây. Về phúc hậu, đạo Phật luôn coi trọng phúc hậu và đối xử hòa nhã với mọi người. Để trở thành một người tốt, chúng ta cần có tấm lòng phúc hậu. Về lương thiện, đạo Phật luôn khuyến khích hành động thiện và xét đoán đức hạnh của một người dựa trên lương tâm của họ. Về chữ tín, đạo Phật luôn răn dạy chúng ta phải giữ chữ tín, không dối trá hay thất hẹn với người khác. Đây là tiêu chuẩn của một người tốt. Về khoan dung, để trở thành người tốt, chúng ta không nên quá chú ý đến những chuyện nhỏ, mà hãy có cái nhìn bao dung, sẵn sàng tha thứ cho những sai lầm. Về thành thật, đây là điều cơ bản mà bất kỳ ai cũng cần hiểu. Phải tránh dối trá và luôn hành động thành thật để nhận lấy quả báo tốt. Về khiêm tốn, để trở thành một người tốt, chúng ta cần luôn tự tu dưỡng và khiêm tốn, kính trên nhường dưới. Về chính trực, một người tốt cần phải sống chính trực, không xu nịnh và dũng cảm đối mặt với sự thật, đấu tranh cho sự công bằng. Về sự kiên trì, cho dù cuộc sống có nhiều khó khăn, chúng ta cũng cần phải kiên trì, dũng cảm đối mặt và không nao núng. Đó là lời dạy của Đức Phật. Không nên thực hiện 6 việc ác. Đức Phật hiểu rõ nhân quả thiện ác và mong muốn giúp đệ tử của Ngài thoát khỏi sự đau khổ. Vì vậy, Ngài khuyên cả người cư sĩ nên tránh xa 6 nghề ác, bởi những nghề này không phù hợp với tâm từ bi của đạo Phật và gây khổ đau cho nhiều sinh linh. Trong kinh A Hàm và Nikaya, 6 nghề ác đó được liệt kê sau đây. Không nên làm nghề săn bắn, không nên làm nghề chài lưới, không nên kinh doanh thịt sống, không nên kinh doanh thịt chín, không nên sản xuất hoặc kinh doanh rượu bia, các sản phẩm và dịch vụ gây nghiện, không nên kinh doanh buôn bán người. Những nghề này không chỉ mang lại lợi ích tạm thời, mà còn gây hại cho bản thân và người khác. Và khi chết, người làm 6 nghề ác này sẽ bị đọa vào 3 ác đạo. 4 việc ác đó là tham, sân, sợ, ngu. Để hiểu đúng về 4 ác này, chúng ta cần phân biệt rõ 2 loại tham dục. Tham dục để đáp ứng tham vọng cá nhân như tiền bạc, danh vọng, tình yêu, sắc đẹp và thùy chọn, làm cho tâm trí mù quáng và mê muội, gây ra những hành động không tốt nên cần phải loại bỏ. Tuy nhiên, nếu tham dục phục vụ cho chánh kiến thức, chánh tư duy, cho việc học hành, trí tuệ, sự phồn thịnh xã hội, bình an và hạnh phúc, thì chúng ta nên thực hiện và phát huy. 4 việc ác, hay còn gọi là 4 nghiệp ác, mà Phật dạy, sát sinh, trộm cắp, dâm dật, vọng ngữ, là 4 điều ác mà bất cứ ai cũng nên tránh xa. Hằng ngày khi đọc báo, chúng ta vẫn thấy nhiều tội phạm phạm các tội này, như giết người, cướp tài sản, gây ra những bất an cho xã hội. Điều này cho thấy những gì Đức Phật đã dạy vẫn là những chuyện thực tế xảy ra hàng ngày trong thế gian này.
sáu nghiệp hao tổn tài sản cần tránh. Đức Phật đã dạy rằng, nếu ai tránh được bốn nghiệp kết và bốn việc ác cùng với sáu nghiệp hao tổn tài sản, thì không chỉ đời này mà cả đời sau cũng sẽ được hưởng những quả tốt đẹp có duyên lành. Bốn việc ác đó là say rượu, uống trà, cờ bạc, phóng đãng, ngoại tình, đam mê âm nhạc không tốt. Nếu tránh xa bốn việc ác đó cùng với sáu nghiệp hao tổn tài sản và cúng dường sáu phương, thì đời này và đời sau đều sẽ tốt đẹp và căn cơ. Trong hiện tại, người đó sẽ được người khác khen ngợi và nhận được quả báo tốt nhất. Khi qua đời, người đó sẽ được sanh ra ở cõi thiện. Làm thế nào để đạt được sự giác ngộ và thấu hiểu đạo làm người? Để đạt được sự giác ngộ và thấu hiểu đạo làm người, bạn có thể thực hiện các bước sau đây. Tìm hiểu về đạo làm người. Hãy tìm hiểu về đạo làm người bằng cách đọc sách, nghe thuyết giảng hoặc tìm hiểu trên Internet. Hiểu rõ về giá trị đạo đức và nguyên tắc hành xử được giảng dạy trong đạo làm người. Thực hành thiền định. Thiền định là một phần quan trọng trong đạo làm người. Hãy thực hành thiền định để giữ tâm trí trong sáng và tập trung vào việc học hỏi và cải thiện bản thân. Thực hành những giá trị đạo đức. Hãy thực hành những giá trị đạo đức như phúc hậu, lương thiện, giữ chữ tín, khoan dung, thành thật, khiêm tốn, chính trực và kiên trì. Thực hành những giá trị này sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về đạo làm người và đạt được sự giác ngộ. Học hỏi từ người có kinh nghiệm. Hãy học hỏi từ những người có kinh nghiệm trong đạo làm người. Họ sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về những khía cạnh khác nhau của đạo làm người và giúp bạn đạt được sự giác ngộ. Thực hành hàng ngày. Hãy thực hành những giá trị đạo đức trong cuộc sống hàng ngày. Điều này giúp bạn áp dụng những giá trị đạo đức vào cuộc sống và đạt được sự thấu hiểu về đạo làm người. Giữ tâm trong sáng. Hãy giữ tâm trong sáng và tránh xa những việc ác. Điều này giúp bạn giữ được tâm hồn trong sáng và giúp bạn đạt được sự giác ngộ và thấu hiểu đạo làm người. Đức Phật đã dạy rằng, nếu ai tránh được bốn nghiệp kết, bốn việc ác cùng với sáu nghiệp hao tổn tài sản, thì không chỉ đời này mà cả đời sau đều sẽ được hưởng những quả tốt đẹp và có duyên lành. Trong hiện tại, người đó sẽ được người khác khen ngợi, xã hội và gia đình đều ngợi khen. Và trên hết, người đó sẽ được an ổn, xã hội cũng sẽ trở nên tốt đẹp, không có sự lo sợ. Đức Phật cũng nói rằng, nếu ai không làm những việc ác do tham hận, sợ si, thì danh dự của người đó sẽ càng được tôn trọng như trăng hướng dậy rằm. Năm điều quán tưởng hàng ngày để sống hạnh phúc. Kính thưa quý vị, Đức Phật khuyên chúng ta mỗi ngày cần quán tưởng đến năm điều. Tất cả chúng ta đều biết những điều ấy, nhưng ta thường dễ quên. Ta thường tự dối rằng chúng không hiện hữu, để rồi khi chúng xảy ra như một định luật, ta lại cho đó là tai nạn, dù chúng chỉ là những định luật tự nhiên. Đây là quán tưởng, không phải là thiền quán. Ta cần phân biệt hai thứ này. Trong thiền quán, ta cố giữ tâm trụ vào một điểm, một đề mục của thiền quán, để giúp cho tâm trở nên tĩnh lặng thanh tịnh, hòng có được sức mạnh để đạt được tuệ giác. Trong quán tưởng, chúng ta chọn một đề tài, là một vấn đề chung của nhân loại, không phải là vấn đề của cá nhân, và xem chúng ảnh hưởng đến ta như thế nào. Phân tích thái độ của ta đối với chúng, chính các phản ứng đó chuyển tải tầm quan trọng của vấn đề đến với ta. Quán tưởng có nghĩa là ta đào sâu một vấn đề, cho dù đó là một vấn đề ta đã quá quen thuộc, ta vẫn có thể có những nhận thức mới về nó. Ta nhìn vấn đề ở một khía cạnh khác, chúng ta có thể có được tuệ giác
vì đã bỏ được những suy nghĩ viển vông, vì biết chuyên tâm vào một vấn đề. Trí tuệ được phát triển như thế đó không phải là do suy nghĩ về một vấn đề, mà quán tưởng đến chân lý của vấn đề, xem xét những ứng dụng của nó trong cuộc sống của chúng ta, nhìn với mọi khía cạnh, kết nối nó với thực tế để có được một quan điểm mới mẻ hơn. Có thể so sánh với việc ta ngồi ở cửa sổ quan sát một cái cây, với việc ta đứng lên quan sát nó trở lại. Trước ta chỉ thấy có nửa thân cây, sau đó ta có thể nhìn cây toàn diện. Cây không thay đổi, nhưng cái nhìn của ta về cây thì đã khác. Tôi khuyên các bạn hãy xướng những câu sau đây, vì nó giúp bạn dễ nhớ. Sau mỗi câu, tôi bổ túc thêm một số điều để giúp bạn dễ quán tưởng hơn. Bạn không cần phải tuân theo những điều ấy, vì chúng chỉ là phương tiện để hướng dẫn. Nếu bạn có những cách khác, cũng tốt thôi. Quán tưởng về nội tâm riêng của mình sẽ hiệu quả hơn. Trước hết, hãy trở về với hơi thở trong chốc lát, xong sướng lên những câu sau. Thứ nhất, tôi sẽ bị hoại diệt, tôi không tránh khỏi sự hoại diệt. Trước hết hãy xem xét câu này có đúng sự thật hay không. Nếu đúng, xét xem trong cuộc sống của ta có quan tâm đến điều này hay không. Hãy xét xem trong tâm thức của chúng ta có phản đối sự thật đó hay không. Ta có ước ao giá mà nó đừng xảy ra. Nếu là như thế, ta phải xét xem tại sao ta không tuân theo định luật tự nhiên này. Thứ hai, thân tôi sẽ bệnh, tôi không thoát khỏi bệnh yếu. Lần nữa, ta lại xét xem điều đó có đúng sự thật hay không. Ta đã từng bao giờ bệnh hoạn hay chưa? Ta có chắc không bệnh nữa không? Điều này có nghĩa gì đối với thân, với cái mà ta vẫn gọi là tôi? Thân ta có làm theo ý ta hay không? Hay là nó chỉ nghe theo những luật riêng của nó? Khi bệnh yếu không cần hỏi đến ý kiến của ta. Thứ ba, tôi sẽ chết, tôi không thoát khỏi cửa tử. Tất cả chúng ta đều biết đó là chân lý, nhưng cần phải xem xét ta có luôn nghĩ rằng điều đó có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Xem xét ta có sống theo suy nghĩ đó hay không. Hãy tự hỏi xem mình có chuẩn bị, có ở trong tư thế sẵn sàng. Nếu không, ta còn bám víu vào gì nữa? Chúng ta cần làm gì để chuẩn bị cho cái chết, để cái chết không còn là nỗi đe dọa của ta? Thứ tư, tất cả những gì tôi coi là quý báu, là niềm vui, là của tôi sẽ không còn, sẽ đổi thay. Hãy nhìn lại quá khứ. Chúng ta có thể nhớ lại rằng có nhân vật, những kỷ niệm, những hoàn cảnh, những con người mà ta trân quý, yêu thương đã thay đổi, đã hoại diệt. Nếu thế, những thứ ngay bây giờ ta trân quý sẽ ra sao? Liệu chúng có ở bên ta mãi mãi? Thứ năm, tôi là chủ của nghiệp. Khi ta chấp nhận sự thật này, ta sẽ có trách nhiệm với tất cả những gì xảy ra cho ta. Chúng ta cần quán tưởng xem ta có thực sự là chủ của nghiệp để buông bỏ bất cứ ý nghĩ nào cho rằng người khác đã tạo ra điều gì đó cho ta. Tôi thừa tự nghiệp của mình. Mỗi chúng ta tự tạo ra nghiệp của mình. Nếu chúng ta luôn ghi nhớ điều đó, thường suy tưởng về điều đó, ta sẽ thấy dễ làm điều thiện, điều hữu ích. Tôi sinh ra do nghiệp của mình. Chính ước muốn được có mặt, được sống khiến ta sinh ra trong hoàn cảnh của mình. Hoàn cảnh đó là một kinh nghiệm học hỏi của ta. Tôi liên hệ với nghiệp của thiện hay ác, tôi sẽ là người phải lãnh chịu. Nhận thức này mang chúng ta trở lại với thực tại, khi biết rằng ta không ngừng tạo nghiệp và thường là ta phải chịu quả ngay sau đó do ta tự tạo ra cho mình. Phật dạy về chính đức của nguyện bố thí để có phước quả lớn. Thực hành hạnh bố thí và cúng dường thì được hưởng phước, nhưng bố thí để được quả báo lớn đến chỗ cam lồ diệt tận thì không phải ai cũng tỏ được. Bố thí và cúng dường là một trong những hạnh tu căn bản
của hàng Phật tử tại gia, nhất là trong mùa an cư kiết hạ. Khi chúng tăng tập trung về một chỗ, không đi quá duyên, thì sự hộ trì của hàng cư sĩ lại càng mạnh mẽ hơn. Ai cũng biết, thực hành hạnh bố thí và cúng dường thì được phước, nhưng bố thí để được quả báo lớn đến chỗ cam lồ diệt tận thì không phải ai cũng tỏ tường. Nhiều người nghĩ rằng, chỉ cần có tài vật cùng với tấm lòng rộng mở thì đã có thể tùy duyên bố thí. Quả đúng như vậy, nhưng đó chỉ mới là điều kiện cần mà chưa đủ để hình thành nên phước báo lớn. Muốn bố thí có phước báo lớn thì người bố thí, vật được thí và người nhận thí phải đầy đủ chính đức. Thế Tôn đã nói về chính đức của nguyện bố thí như sau. Một thời Đức Phật ở tại nước Xám Vệ, rừng Kỳ Đà, vườn Cấp Cô Độc. Bây giờ Thế Tôn bảo các tỳ kheo, ta sẽ nói về chính đức của nguyện bố thí. Các thầy khéo suy nghĩ đó, ta sẽ diễn bài nghĩa ấy. Khi ấy các tỳ kheo vâng lãnh lời Phật dạy. Phật bảo các tỳ kheo, thế nào là chính đức của nguyện bố thí? Tỳ kheo nên biết, đang việc cúng thí thành tựu ba pháp, vật được thí cũng thành tựu ba pháp, người nhận vật thí cũng thành tựu ba pháp. Thế nào là thí chủ đàn việc thành tựu ba pháp? Ở đây, thí chủ đàn việc được thành tựu lòng tin, thành tựu tệ nguyện, cũng không sát sinh. Đó gọi là thí chủ đàn việc thành tựu ba pháp. Thế nào là vật thí thành tựu ba pháp? Ở đây, vật thí thành tựu sắc, thành tựu hương, thành tựu vị. Đó là vật thí thành tựu ba pháp. Thế nào là người nhận thí thành tựu ba pháp? Ở đây, người được thí thành tựu giới, thành tựu chánh, định, thành tựu trí tuệ. Đó là người nhận thí thành tựu ba pháp. Như thế, bố thí thành tựu chính pháp này được quả báo lớn đến chỗ cam lồ diệt tận. Phàm thí chủ muốn cầu được phước ấy thì nên tìm phương tiện thành tựu chính pháp. Như thế, các tỳ kheo nên học điều này. Bây giờ các tỳ kheo nghe Phật dạy xong vui vẻ dâng làm. Tại sao sống ở đời chúng ta cần bố thí? Xin làm bàn như thế này. Mới hay, người có điều kiện về tài vật mà muốn bố thí đúng như pháp, thì bản thân họ phải tu tập ít nhất là thành tựu ba pháp, tức thành tựu lòng tin, thành tựu thệ nguyện và không sát sanh. Lòng tin ở đây chính là tin vào Tam Bảo, tính vào phước quả của hành bố thí. Chính tấm lòng thệ nguyện sẽ chia một phần tài vật mà mình kiếm được, sẽ góp phần cải thiện phước báo của mình, nên càng chia sẻ bố thí và cúng dường thì phước đức càng tăng trưởng. Quan trọng hơn, người thí chủ phải có căn bản về đạo đức, tâm từ sung mãn, biểu hiện cụ thể là tôn trọng sinh mạng, không sát sinh hại vật. Kể đến, vật thí cũng phải thành tựu ba pháp, tức là thành tựu sắc, thành tựu hương, thành tựu vị. Ngày xưa, vật bố thí thường là thực phẩm, nên đồ ăn với hình thức đẹp, hương thơm và vị ngon là những tiêu chí để thể hiện rằng thí chủ đã hết lòng, tận tâm trong việc bố thí. Còn ngày nay, để tiện lợi nhiều bề, người ta thường bố thí bằng tiền mặt. Vậy thì, đồng tiền mà mình đem bố thí và cúng dường cũng phải sạch, không xuất phát từ sự gian dối, lừa gạt, nhũng nhiễu, giết hại mà có. Vật đem cho càng thanh tịnh bao nhiêu thì phước báo của người cho càng vô lượng bấy nhiêu. Đặc biệt là người nhận thí cũng phải thành tựu ba pháp, đó là giới, định và tuệ. Bởi thí cho người mà không tu hành đạo đức thấp kém thì chắc chắn người được thí được ít phước báo hơn. Vì thế, phát tâm bố thí và cúng dường cũng cần đúng người đúng chỗ, gieo phước vào các thửa ruộng tốt, như cúng dường cho chúng tăng, tinh chuyên tu hành trong 3 tháng an cư kiết hạ, chắc chắn sẽ mang lại phước báo thù thắng hơn, vì chư vị luôn trao dồi để thành tựu giới, định và tuệ. Mặt khác, ân đức của thí chủ rất to lớn,
nên người nhận thí phải tự hoàn thiện mình thì mới có thể trả được nợ tính thí đàn na. Do vậy, khi người thí, vật thí và người nhận thí đều thanh tịnh thì tất cả đều được quả báo lớn đến chỗ cam lồ diệt tận. Xây dựng mối quan hệ hòa bình và hữu nghị với các tôn giáo trên thế giới. Ngày nay, Phật giáo Việt Nam liên hệ với các tôn giáo trên thế giới là liên hệ về hòa bình và hữu nghị. Vì chúng ta đứng trên lập trường Phật giáo là tôn giáo lấy trí tuệ làm sự nghiệp và tôn trọng sự thật trên thế gian này. Và đó cũng là chủ trương của Đức Phật từ khi Ngài lập giáo khai tông mà chúng ta đang đi theo. Có thể nói tôn giáo là sản phẩm của trí tuệ loài người. Từ khi loài người có mặt trên trái đất cho đến ngày nay, tôn giáo đã theo đó xuất hiện nhiều nơi vào những thời kỳ khác nhau, phát xuất từ quan niệm khác nhau, lập trường khác nhau, chỗ đứng khác nhau, mà hình thành các tôn giáo khác nhau. Trở về đạo Phật, nhiều người nhận thấy Phật giáo Nguyên Thủy là một. Nhưng thực sự trong Phật giáo Nguyên Thủy, thập đại đệ tử của Phật đã nhìn về Phật, hiểu về Phật cũng không giống nhau và pháp hành cũng không giống nhau. Sự hiện hữu của thập đại đệ tử hành đạo khác nhau và lãnh đạo 10 tập đoàn khác nhau cho thấy cái gốc là Nguyên Thủy đã có sự khác biệt. Thật vậy, lập trường của Ca Diếp lấy hạnh đầu đà là chính, Ca Chiên Viên lấy việc biện luận là chính, La Hầu La lấy mật hạnh là chính, Phú Lâu Na lấy hoằng pháp là chính, Mục Kiền Liên xiển dương Phật pháp bằng thần thông là chính, A Nan lấy đa văn là chính, Xá Lợi Phất lấy trí tuệ là chính, Ưu Ba Ly lấy trị luật là chính. Như vậy, Phật giáo Nguyên Thủy với thập đại đệ tử đã có sự khác nhau, và đến khi Phật giáo Niết Bàn lại càng khác nhau hơn nữa. Vì Phật còn tại thế, Ngài dung hóa được tất cả tư tưởng dị biệt. Nhưng không còn Phật, các đệ tử mỗi người tự thấy theo cách riêng của mình, từ đó phát sinh các hệ phái khác nhau. Ở thời kỳ đầu đã có đến 20 hệ phái, và từ 20 hệ phái này sanh ra trăm hoa đua nở, mà hình thành Phật giáo phát triển và Phật giáo Đại Thừa. Như vậy, nhìn từ gốc, Phật giáo đã có sự khác biệt. Và ngày nay, chúng ta lấy trí tuệ làm nền tảng để nhìn về các hệ phái của chúng ta và nhìn rộng qua các tôn giáo khác. Nếu lấy trí tuệ làm chính để quan hệ với các tôn giáo khác, chúng ta không nên quơ đũa cả nắm. Người sai là cá nhân họ sai, không phải tôn giáo của họ sai. Nếu chúng ta phê phán cả tôn giáo của họ sai, chúng ta rơi vô chủ quan, thấy không chính xác. Nhờ đứng trên lập trường trí tuệ, tôi tham gia vào Hội đồng Tôn giáo Thế giới từ năm 1970 và đã sinh hoạt với các tôn giáo bạn. Lúc đó tôi lãnh trách nhiệm của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất vận động hòa bình cho Việt Nam. Tôi mới có điều kiện tiếp xúc với những người yêu chuộng hòa bình trên thế giới, gồm đủ thành phần tôn giáo tham gia và được họ chia sẻ nhiều kinh nghiệm quý báu. Từ đó tôi học được những điều hay từ các tôn giáo khác, giúp cho tôi có cái nhìn không giống với thời kỳ mà tôi chuyên nghiên cứu. Nhà bác học Einstein đã nói rằng nếu thế kỷ 21 có tôn giáo thì nên chọn Phật giáo, vì Phật giáo lấy trí tuệ làm chính. Như vậy, khoa học chấp nhận được một tôn giáo là Phật giáo. Đứng ở lập trường này nhìn ra, chúng ta cũng thấy có những người muốn tìm sự thật của con người, của muôn loài, của sự sống, đó là điểm chung. Tôi quan hệ với các tôn giáo nhận thấy điểm chung như vậy, nên tôi muốn nhắc nhở anh em về vai trò hoằng pháp trong tương lai, cần xây dựng mối quan hệ của Phật giáo chúng ta với các tôn giáo khác một cách tốt đẹp. Không nên nói tôn giáo nào sai, vì có người đúng, người sai, không phải tất cả đều sai. Từ đầu Phật giáo Nguyên Thủy căn cứ trên tạng kinh Nikaya, theo đó Phật nói pháp cho các nhà cai trị, cho đa số quần chúng, thậm chí nói pháp cho trẻ con. Và tôi cũng nhớ câu chuyện Hoàng hậu Vi Đề Hy dẫn Thái tử A Xà Thế đến thăm Phật. Bà nói rằng Phật đã cho vua quan lời khuyên, còn đối với trẻ con, xin Phật cũng nói cho chúng hiểu. Và Phật đã nói gì với lũ trẻ? Các thầy hoằng pháp phải suy nghĩ điều này. Riêng tôi, năm 1960, đã chuyển dạy giáo lý cho gia đình Phật tử thuộc lớp Oanh Vũ.
Phật đã kể chuyện cho trẻ con ở thôn Ưu Lầu Tần Loa, và nay theo lời thỉnh cầu của bà Vi Đề Hy, Ngài kể chuyện cho lũ trẻ ở thành Vương Xá. Phật cũng kể chuyện tiền thân của Ngài rằng, ta nhớ kiếp xa xưa, có lần ta làm cây bông sứ ở bên cạnh cái ao có nhiều cá tôm. Một hôm, bác cò mới suy nghĩ cách bắt được nhiều cá tôm. Bác cò liền nói với đám cá tôm là mấy chú ở đây chật hẹp, ta đem các chú qua hồ sen ở cho rộng rãi, lại có nhiều thức ăn ngon hơn. Mấy con cá tôm liền hội ý với nhau rằng, cha mẹ mình từng dạy là con cò luôn ăn thịt cá tôm, thấy cò thì phải lẩn trốn ngay. Nghe bác cò nói vậy, tuy chúng cũng có suy nghĩ, nhưng sau cùng lại khởi lên ý muốn qua hồ sen ở mát mẻ. Bác cò dụ dỗ rằng, bác muốn đem tụi con đi hết, nhưng phải đem từng đứa mới được. Tụi con từng đứa nổi lên, ta gấp đưa đi hồ sen, rồi ta trở về, gấp tiếp đứa khác. Đầu tiên, để lấy lòng tin của lũ cá tôm, còn gấp một con cá cho qua hồ sen bơi lội thoải mái, rồi gấp trở về để nó kể cho các con khác nghe. Nhưng sau đó cò gấp được con cá nào thì nó bay lên cây bông sứ ăn thịt luôn. Cuối cùng cò ăn hết cá tôm rồi, còn lại con cua nó cũng muốn ăn luôn. Nhưng con cua lớn quá, cò không gấp được. Nó để con cua leo lên mình và cua dùng cái càng kẹp vào cổ nó để không bị rớt xuống. Cò liền bay lên cây bông sứ định ăn thịt cua. Cua mới nói, nếu anh không đưa tôi đến ao sen như anh hứa, tôi sẽ kẹp cổ anh chết luôn. Rơi vào thế bí, cò đành đưa cua đến ao sen. Nhưng đến đó, cua không bò xuống mà kẹp cổ cò cho nó chết để trả thù giùm các bạn cá tôm bị cò ăn thịt. Qua câu chuyện, Phật cho biết tiền kiếp xa xưa đó, Ngài là cây bông sứ. Như vậy, Phật đã kể chuyện tiền thân của Ngài từ kiếp xa xưa, cũng giống như chuyện ngụ ngôn cho trẻ con nghe. Bài pháp thứ hai khi Phật dự lễ trai tăng của vua Tần Bà Sa La tổ chức tại thành Vương Xá. Phật nói cho vua và các quan lãnh đạo có trách nhiệm. Ngài đưa ra mẫu cai trị theo đạo đức trong Phật giáo là quy y Tam Bảo. Quy y Phật là trí tuệ, quy y Pháp là chân thật và quy y Tăng là hòa hợp. Xã hội muốn được bình yên đòi hỏi phải có ba điều này. Thật vậy, nếu như người lãnh đạo không hòa hợp mà có định kiến sai lệch, chắc chắn đưa xã hội đến bất an. Sự hòa hợp rất cần cho tổ chức, cho xã hội. Nhưng muốn xã hội hòa hợp, phải tôn trọng sự thật, không chủ quan, không bè phái. Vì có bè phái và chủ quan sẽ đưa đến định kiến lệch lạc. Vì vậy phải có trí tuệ để phán đoán việc đúng hay sai. Còn bị bè phái nặng quá, thí dụ thầy Nam Tông chủ quan rằng hệ phái mình là nhất, Bắc Tông là ngoại đạo, là Bà La Môn, hoặc người có định kiến khất sĩ là nhất vì vừa ăn ngọ vừa ăn chay, rồi chê Nam Tông không ăn chay, chê Bắc Tông ăn sáng, ăn trưa, ăn chiều. Nếu rơi vào sự cố chấp như vậy, thì dù là Phật giáo Nam Tông hay Bắc Tông, khất sĩ cũng là phi Phật giáo. Tôi gặp người bạn tu theo Nguyên Thủy nói rằng, thật ra Phật không bắt ăn chay, nhưng ăn chay do Đề Bà Đạt Đa đặt ra. Đối với người tu theo Nguyên Thủy, họ ghét Đề Bà Đạt Đa, nên thấy mình ăn chay cũng nghĩ mình là môn đệ của Đề Bà Đạt Đa. Đức Phật không công nhận 5 điểm của Đề Bà Đạt Đa đưa ra. Đề Bà Đạt Đa chủ trương đệ tử Phật phải ăn chay, nhưng Đức Phật không chấp nhận điều này. Đức Phật chủ trương đàn việc hiến cúng thức ăn gì, ta dùng thức ăn đó. Nhưng ta thấy họ giết súc vật cho ta ăn, tỳ kheo phải từ chối thức ăn đó, bởi họ đã vì mình mà giết súc vật. Thứ hai là họ bảo người khác giết súc vật để cúng cho ta, thì cũng không được ăn. Thứ ba là nghi họ giết súc vật cho mình ăn, cũng phải từ chối, không ăn. Ba điều này trong luật ghi rằng tự sát, giáo tha sát và kiến sát tùy hỷ, thì người tu không được ăn thịt súc vật do mình giết, hay bảo người giết hoặc thấy người giết. Nhưng Phật cho phép ai muốn ăn chay trọn đời như Đề Bà Đạt Đa đều được, hoặc Phật cũng cho phép ăn tịnh nhục. Điều thứ hai Đề Bà Đạt Đa đưa ra là người tu suốt đời phải ở trong rừng. Phật nói không cấm người tu ở trong rừng, nhưng ai muốn ở tăng xá, Phật có quy định cho việc ở tập thể. Qua hai quyết định của Phật cho chúng ta thấy rõ trí tuệ của Phật đã thấy biết đúng đắn sự thật của cuộc sống mà Ngài đưa ra giải pháp tương ưng hoàn toàn hợp lý, hợp tình.
Thật vậy, Đề Bà Đạt Đa đã đưa ra những điều quá cao, được một số người thích, nhưng lý tưởng là lý tưởng, còn thực tế lại khác. Trên bước đường tìm chân lý, Phật đã từng thực hiện lý tưởng tu ép sát, nhịn ăn đến mức ngã quỵ. Trong khi mục tiêu của Phật là đắc đạo và giải thoát khỏi sinh tử luân hồi. Nhưng nếu hành hạ cơ thể như vậy, có được giải thoát và thành đạo hay không? Đó là kinh nghiệm mà Phật đã trải qua và Ngài truyền dạy cho những người cố theo lý tưởng thật cao, nhưng giữ được lý tưởng này đến cuối cùng, rất ít người được. Duy nhất chỉ có Ngài Ca Diếp giữ được hạnh Đầu Đà trọn đời, thật đáng kính trọng. Chúng ta tu lập hạnh trọn đời theo không dễ. Thật vậy, Đề Bà Đạt Đa mới nói pháp ăn chay trường và ở núi rừng. Các tăng trẻ nghe hay, họ liền kéo qua núi Tượng Đầu tu theo Đề Bà Đạt Đa. Nhưng sống với thực tế phải ăn chay trường, mặc áo phấn tảo, thực hành hạnh Đầu Đà suốt đời thì họ chịu không nổi. Họ chỉ chịu đựng được vài tháng thôi và phải kéo nhau trở về trúc lâm sám hối Phật, xin trở lại tăng đoàn. Phật nói mỗi người có hoàn cảnh khác nhau, sức khỏe khác nhau, hiểu biết khác nhau. Tùy theo hoàn cảnh của từng người mà thực tập pháp nào thích hợp với mình để phát huy đức hạnh và tuệ giác dẫn đến đắc đạo thì theo đó mà tu tập. Trở lại việc Phật chỉ thuyết ba pháp quy y cho vua Tần Bà Sa La, vua liền nhận ra ý Phật dạy rất đúng. Vì các quan trong triều đình không hòa hợp, chắc chắn triều đình bị loạn. Nhưng vua muốn các quan hòa hợp, vua phải có trí tuệ để dung hóa những ý kiến dị biệt và đúc kết thành quyết định khiến mọi người chấp nhận. Còn dùng quyền uy mà áp đặt không thể được, dù họ có nghe theo cũng chỉ được một lúc mà thôi. Và tiếp theo, Phật nói tổ chức nào cũng phải giữ bảy điều tạo thành sự hòa hợp, luôn hòa hợp với nhau trong việc trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm và giải tán cũng trong tinh thần vui vẻ. Như vậy cũng xoay quanh ba pháp quy y, nhưng Phật triển khai ở mỗi nơi khác nhau. Và có lần Phật về thăm vua Tịnh Phạn bệnh nặng sắp qua đời. Phật cũng kể chuyện tiền thân của vua để ông quán tưởng, không sanh tâm sợ hãi trước cái chết. Phật nói rõ từ kiếp xa xưa cho đến hiện đời, vua cha từng làm những việc tốt đẹp mới kết thành sự nghiệp đế vương này, và từ hiện tại tốt đẹp như vậy sẽ là hạt nhân giúp ông có đời sống tương lai tốt ra sao. Phật đã chỉ dẫn cho vua cha cách quan sát sự hiện hữu của ông theo chuỗi mắt xích nhân duyên, từ quá khứ đến hiện tại và dẫn đến tương lai. Đức Phật cũng nói cho vua biết rằng, Ngài thành đạo, thành tựu quả vị Phật, chứng được túc mạng minh, thiên nhãn minh và lậu tận minh, tức thấy biết chính xác mối tương quan sinh tồn của ba đời nhân quả. Vì vậy, đối với Phật, không có gì đáng buồn, đáng khổ, đáng sợ, đáng lo, không có sinh, già, bệnh, chết. Quá khứ, hiện tại và vị lai cũng là ta. Kinh Nguyên Thủy cũng nói lý nhân duyên rằng, không có gì trên thế gian này tồn tại độc lập. Muôn sự, muôn vật đều do nhân duyên hợp thành. Nhân duyên ly tán thì mất. Và từ lý nhân duyên, Kinh Đại Thừa triển khai các pháp tìm ra cái thật của ta. Từ nền tảng lý nhân duyên, tôi nghiên cứu Kinh Đại Thừa và nhìn rộng hơn. Tôi tâm đắc yếu lý của Kinh Hoa Nghiêm. Kinh Hoa Nghiêm chúng ta có do Ngài Long Thọ xuống cung rộng Ta Kiệt La thỉnh về. Hòa Thượng Trí Tịnh dạy tôi như vậy. Tôi nghe nhưng khó chấp nhận vì không biết cung rộng Ta Kiệt La ở đâu. Xuống cung rộng, Ngài Long Thọ thấy có ba bộ Kinh Hoa Nghiêm. Bộ Đại Hoa Nghiêm quá nhiều, Ngài không thể đem về nhân gian được. Ngài thấy bộ Trung Hoa Nghiêm cũng nhiều, không thể đọc hết, không thể nhớ hết và cũng không đem về được. Cuối cùng, Ngài thấy bộ Tiểu Hoa Nghiêm tương đối nhỏ. Ngài nhớ được 100.000 bài kệ và trở về đất liền. Ngài diễn tả thành 80 quyển Hoa Nghiêm mà chúng ta tụng ngày nay. Nhưng 100.000 bài kệ Hoa Nghiêm tôi thấy cũng nhiều. Vì vậy tôi chỉ học thuộc lòng 60 bài kệ trong phẩm Phổ Hiền Bồ Tát và lấy 60 bài kệ này làm phương hướng tu hành của mình. Có lần họp ở miền Bắc, tôi ở chung phòng với Hòa Thượng Trí Tịnh. Buổi tối, Ngài tụng thuộc lòng phẩm Phương Tiện thứ hai, Kinh Pháp Hoa.
Ngài nói trước kia, Ngài tụng 28 phẩm Kinh Pháp Hoa, nhưng nay mắt không sáng, nên Ngài chỉ tụng thuộc lòng phẩm thứ hai. Và khi Hòa Thượng tụng xong, tôi tụng 60 bài kệ Kinh Hoa Nghiêm. Hòa Thượng hỏi tôi tại sao tụng như vậy. Tôi đáp con không tụng Đại Hoa Nghiêm, Trung Hoa Nghiêm và Tiểu Hoa Nghiêm vì quá nhiều, nên chỉ tụng thuộc lòng 60 bài kệ Hoa Nghiêm. Tôi nghĩ rằng học với thầy với tổ như thế, nhưng ứng dụng vào cuộc sống để phát huy tuệ giác của mình thì khác. Thầy nói vậy, kinh nói vậy, nhưng chúng ta ứng dụng thấy khác, đó là thực tế. Vì vậy, khi nghe tôn giáo bạn nói khác, tôi nghĩ điều này cũng bình thường. Vì thầy trò mà còn thấy khác nhau, nói khác nhau. Và tôn giáo là tư tưởng của loài người, nên ở chỗ này người ta nghĩ như vậy, chỗ khác có suy nghĩ khác. Nhận thức như vậy, chúng ta sẽ có được tầm nhìn thoáng, không rơi vô cố chấp, cục bộ. Hòa Thượng Trí Tịnh nói bộ Đại Hoa Nghiêm và Trung Hoa Nghiêm nhiều quá, không nhớ được. Tiểu Hoa Nghiêm 80 quyển thì học được. Nhưng đối với tôi, Đại Hoa Nghiêm và Trung Hoa Nghiêm quan trọng. Vì theo tôi, Ngài Long Thọ nói ẩn dụ, nghĩa là nói bên ngoài để gợi ý cho chúng ta hiểu được cốt lõi bên trong. Vì vậy, Ngài Long Thọ không giảng Đại Hoa Nghiêm và Trung Hoa Nghiêm, mà chỉ giảng Tiểu Hoa Nghiêm. Tuy nhiên, theo tôi, Tiểu Hoa Nghiêm mình đọc được và hiểu rồi, còn Đại Hoa Nghiêm và Trung Hoa Nghiêm không có để đọc mới quan trọng. Cũng trên yếu lý này, khi Phật thuyết Kinh Pháp Hoa xong, Phổ Hiền Bồ Tát mới đến thì nghe gì? Nhưng Phật giảng xong mà Phổ Hiền còn nghe được, thì cái nghe này mới quan trọng. Cũng vậy, tôi giảng xong, về rồi, nhưng các anh em vẫn còn nghe được những gì tôi nói là nghe bằng căn lành, bằng niềm tin, bằng sự thực tập của mình là điều chính yếu trong đạo chúng ta. Phổ Hiền hỏi Phật sao Phật diệt độ, làm sao có Kinh Pháp Hoa, tức có Phật thì có Kinh, không có Phật làm sao để có Kinh. Chỉ một câu hỏi như vậy gợi cho chúng ta nhận biết rằng Pháp Hoa là diệu pháp liên hoa, nghĩa là viên ngọc nằm trong hoa sen, tức trí tuệ nằm trong thân ngũ uẩn. Như vậy, làm sao hình thành con người mang thân ngũ uẩn và phát triển có được trí tuệ như Phật? Đó là ý Phổ Hiền muốn hỏi. Phật cũng mang thân người như chúng ta, nhưng được kính trọng vì Ngài có những việc làm đáng kính trọng phát xuất từ tư tưởng siêu việt đáng quý. Hiểu được sự kết hợp tinh ba của diệu pháp liên hoa hoàn hảo như vậy, giúp tôi nhận ra ý nghĩa của bộ Trung Hoa Nghiêm Kinh chính là việc làm và lời nói của Đức Phật thật sự đáng kính trọng. Kinh điển gọi đó là báo thân Phật, hay những gì Phật nói và làm khiến loài người phải kính quý Ngài. Đó là Trung Hoa Nghiêm Kinh. Còn Đại Hoa Nghiêm Kinh là gì? Từ Phật giáo Nguyên Thủy, Phật khẳng định rằng những gì Ngài nói như nắm lá trong tay, hay đó là Tiểu Hoa Nghiêm Kinh. Những gì Ngài hiểu biết như lá trong rừng, đó là Trung Hoa Nghiêm Kinh. Và những gì Phật chưa nói là tuệ giác Như Lai là Đại Hoa Nghiêm Kinh. Hay nói cách khác là sự sống từ vô thủy cho đến ngày nay và mãi về sau. Nói tóm gọn, Đại Hoa Nghiêm Kinh là tuệ giác của Phật. Trung Hoa Nghiêm Kinh là việc làm của Phật. Tiểu Hoa Nghiêm Kinh mà Bồ Tát Long Thọ ghi được, hay chính xác hơn được A Nan trùng tuyên sau Phật Niết Bàn 50 ngày. Đó là ý quan trọng chúng ta học về tư tưởng Đại Thừa. Thử nghĩ lời Phật dạy được A Nan kiết tập, chúng ta nhớ hết không? Dù Ngài Long Thọ gọi đó là Tiểu Hoa Nghiêm, còn những gì phần lớn của Phật có thể nói chúng ta chưa thấy hết được, cuộc đời Phật chúng ta cũng chưa thấy hết. Chỉ một việc nhỏ khi nghĩ về Phật, chúng ta cũng không trả lời được. Thí dụ như Thái tử Sĩ Đạt Ta được nuông chiều vô cùng, tại sao Ngài lại từ bỏ cuộc sống nhung lụa để dấn thân trên con đường cát bụi, sống rất cực khổ, trong khi tất cả mọi người ai cũng muốn sống giàu sang, sung sướng? Câu hỏi này chúng ta cũng chưa trả lời được, vì Ngài nghĩ gì, lịch sử không ghi. Tiểu Hoa Nghiêm Kinh kia cũng chỉ là một phần nhỏ của Phật thôi. Đó là việc thứ nhất tôi nhận ra. Nếu chúng ta suy nghĩ và triển khai về cuộc đời Phật, phải nói là vô cùng tận. Vì thứ hai, tại sao vua Tần Bà Sa La gặp Phật lại kính trọng Ngài đến mức dân cúng vườn trúc lâm để xây tịnh xá? Tôi gọi việc này là Trung Hoa Nghiêm Kinh.
Việc này được lịch sử ghi đơn giản rằng Thái tử Sĩ Đạt Ta tu ở Ma Kiệt Đà. Vua Tần Bà Sa La thấy Sa Môn có dáng giải thoát, đáng quý, vua mới tìm gặp. Và Sĩ Đạt Ta nói, khi nào ngài thành đạo sẽ đến độ vua. Nhớ lời hứa này, ngài đã trở lại gặp vua. Vua vui mừng, liền cúng Phật khu vườn Trúc Lâm. Lịch sử ghi như vậy, đó là Tiểu Hoa Nghiêm Kinh. Nhưng Trung Hoa Nghiêm Kinh còn ẩn chứa những gì quan trọng không thể tự nhiên có, mà phải thiết thân thể nghiệm tinh ba Phật Pháp mới nắm bắt được. Thật vậy, trước một hiện tượng xảy ra, người có tâm đại thừa luôn quan sát những gì liên hệ tác động đến sự việc. Thí dụ, Phật nói một lá cây bình thường, nhưng ta phải thấy đầy đủ sự tiến triển của nó, từ hạt trở thành thân cây, lá cây, và phải nhờ có ánh sáng, vườn mây, mưa mới hình thành chiếc lá. Không có vật nào đơn độc mà hiện hữu và tồn tại được. Vì vậy, tụng Tiểu Hoa Nghiêm Kinh phải thấy rộng là thấy tinh ba hàm chứa trong Trung Hoa Nghiêm Kinh và Đại Hoa Nghiêm Kinh. Tu học Phật, quan sát cuộc đời Phật, từ lời nói của Phật, việc làm của Phật và tuệ giác Phật dẫn đến quả vị vô thượng chánh đẳng chánh giác. Đó là cốt lõi của Đại Thừa, tức Đại Hoa Nghiêm Kinh. Quan sát theo tinh thần này, anh em thấy Phật nói từ đầu phát xuất từ cỏ cây, hoa lá mà chuyển hóa thành con người. Sự tiến triển này được Kinh Hoa Nghiêm diễn tả là ngũ ấm thế gian, hình thành quốc độ thế gian và tạo ra chúng sanh thế gian. Kinh Pháp Hoa gọi đó là Tam Thế Gian. Người học Đại Thừa, việc quan trọng phải tìm hiểu, quan sát để nhận ra Tam Thế Gian. Về quốc độ thế gian và chúng sanh thế gian, tôi đọc câu chuyện trao đổi giữa Uất Đầu Lam Phất và Cụ Đàm. Cụ Đàm hỏi, nếu đến phi tưởng phi tưởng xứ định, hành sẽ không có. Hành là hành động của nội tâm, thì cắt bỏ hoạt động nội tâm, ta đồng với gỗ đá hay sao? Uất Đầu Lam Phất trả lời rằng, đến sở đắc này thì không còn tưởng, nhưng cũng không hiện hữu luôn cái không còn tưởng, nên gọi là phi tưởng, phi tưởng định. Trên nền tảng tứ thiền và bát định học được từ Uất Đầu Lam Phất, Đức Phật đã từng bước khám phá những điều mới của riêng Ngài là Tứ Quả Thanh Văn, Tu Đà Hoàng, Tư Đà Hàm, A Na Hàm và A La Hán. Theo tôi, sở đắc này của Phật rất khoa học, vì những gì mà người trước đã đạt được, Ngài dùng trí tuệ để phát triển ra cái mới, tức có công trình sáng tạo riêng. Tuy nhiên, đối với chúng ta, có thể cái thấy còn giới hạn, gọi là người mù trờ voi, thì đó chỉ là một phần nhỏ của kiến thức. Còn những gì của các tôn giáo khác thấy, ta phải trân trọng. Vì vậy, các thầy hoằng pháp phải trân trọng người khác, không nên chủ quan. Vì người ta thấy khác, họ mới tin khác, làm khác thì đó là việc của họ. Trên bước đường hoằng pháp, đừng tạo khoảng cách tôn giáo rất nguy hiểm. Làm sao tôn giáo khác chấp nhận mình làm bạn, cố xây dựng những điều họ chấp nhận được, đừng đụng vô cái của họ, nhưng khơi dậy cái họ cần biết là chấp nhận được. Trong Phật giáo có những điều mà các tôn giáo khác muốn học, hiểu và học với người có kinh nghiệm. Sau khi dự hội nghị tôn giáo thế giới, Đức Hồng Y Thiên Chúa Giáo đã dẫn tôi vô, chỉ cho thấy họ có bộ Đại Tạng Kinh của mình. Tôi nói, hiện nay không phải là thời kỳ đối đầu, nhưng cần bổ sung kiến thức cho nhau, nên cởi mở, hòa hợp với các tôn giáo khác mới an toàn. Để rơi vào thế cực đoan là tự cô lập mình cho đến mức mình bị tiêu diệt là hỏng. Còn chúng ta theo Phật, phát huy tuệ giác, phải có cái thấy đúng đắn, càng chính xác càng tốt và thấy thoáng, thấy rộng mới dung hóa được mọi sai biệt và nhất là làm nơi nương tựa vững chãi, an ổn cho nhiều người bị hoang mang trong đám rừng rậm kiến thức tràn đầy nhiễu loạn thông tin rác, thông tin bẩn, thông tin vô bổ, tác hại tinh thần không ít trong thời đại công nghệ thông tin hiện nay, 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 thông tin hiện nay. Một con người thiếu đạo đức cũng giống như một con thú vật, nhưng con thú ấy lại mang lốt người. Con người ấy chẳng bao giờ có một tâm hồn thanh thản an lạc và vô sự. Cuộc đời của họ chẳng có hạnh phúc,
thường sống trong tâm trạng đau khổ, giận hờn, phiền muộn, lo âu, sợ hãi, bất an, bất toại nguyện, vân vân. Một gia đình thiếu đạo đức là một gia đình đau khổ. Phần đông mọi người sống trong gia đình đó chỉ còn biết chịu đựng với nhau. Chịu đựng để mà sống. Sống trong khổ đau nên không bao giờ tìm được chân hạnh phúc, an vui, chân thật. Sống trong gia đình đó cũng giống như sống trong địa ngục của trần gian. Một xã hội thiếu đạo đức là một xã hội mà mọi người đều gian ác, xảo trá, lừa đảo, lường gạt nhau bằng mọi cách. Họ luôn luôn phải bon chen, đấu tranh chà đạp lên nhau để tìm miếng ăn, mảnh áo, để tìm vật chất và tiền bạc, châu báu ngọc ngà cho nhiều, vân vân. Vì thế, đó là một xã hội rất phức tạp, rất đen tối, không trật tự, thiếu an ninh. Đó cũng làm gì cuộc sống cá nhân mà mọi người quên đi đạo đức nhân bản, nhân quả. Xem cá nhân là quan trọng, là trên hết, nên không còn có con người sống liêm sĩ, chỉ công vô tư. Họ không còn biết yêu thương nhau, chỉ biết có tiền và vật chất. Vì thế mà đạo đức lần lần biến mất. Triết lý của Phật về cách sống. Ở đời đừng quá sân si, không biết gì thì nên im lặng. Triết lý của Phật về cách sống dạy chúng ta rằng, nếu không thể chia sẻ, không thể bao dung được cho người khác, thì hãy im lặng, chứ đừng soi mói, sân si, kẻo lại thêm nghiệp. Phật dạy đạo đức làm người. Thứ nhất, đời người có 8 cái khổ. Theo lời Phật dạy, đời người có 8 nỗi khổ lớn nhất. Sinh, lão, bệnh, tử, yêu thương phải chia lìa, oán hận lâu dài, cầu mà không được, bị mê lạc bởi những điều thấy được. Sinh khổ, lão khổ, bệnh khổ, tử khổ, ái biệt ly khổ, oán tằng hồi khổ, cầu bất đắc khổ, ngũ quẩn xí thanh khổ. Sinh lão bệnh tử là những nỗi đau thể xác tự nhiên. Yêu thương phải chia lìa, oán hận lâu dài, cầu mà không được, bị mê lạc bởi những điều thấy được là những nỗi đau tinh thần. Triết lý của Phật về cách sống nói rằng, 7 nỗi khổ đầu tiên là nỗi khổ rõ ràng mà ai cũng có thể cảm nhận được. Nỗi khổ cuối cùng không dễ nhận ra, nhưng nó là căn nguyên của mọi đau khổ. Không cần biết bạn là ai, bạn cao quý như hoàng đế hay tướng quân, rẻ rúng hay sang chảnh cao sang, thì đều phải chịu đựng 8 cái điều gian khổ này. Cuộc sống đầy gian nan vất vả, không mấy ai thực sự sung sướng trọn vẹn cả đời. Có những nỗi đau khó quên mà người khác không thể hiểu được. Vì vậy, chúng ta có thể không hiểu những gì người khác đã trải qua, nhưng chúng ta không được tùy ý nhận xét về con người và cuộc sống của họ. Bạn chưa từng trải qua thì làm sao bạn thấu hiểu được? Trước khi nhận xét về một ai đó, thì phải xem lại mình. Ai cũng có nỗi khổ riêng cả. Nếu mình không thể chia sẻ, không thể bao dung được cho người khác, thì xin hãy im lặng, đừng soi mói, sân si, kẻo lại thêm nghiệp. Thứ hai là ngưng đổ lỗi cho người khác. Nếu bạn không biết những khó khăn người khác phải trải qua, đừng tùy ý soi mói lên án họ. Sống có khúc, người có lúc. Đời người rất dài và đôi khi lại rất ngắn, nên không ai biết được chuyện gì sẽ xảy ra trong tương lai. Đời người vô thường, quả từ miệng mà ra, đừng ăn nói hàm hồ. Trong nhà Phật thì khẩu nghiệp là một trong những nghiệp nặng nhất, vì nó dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng. Nó dẫn đến sự đổ vỡ, dẫn đến sự đau khổ tột cùng, dẫn tới mọi phiền não. Một lời nói vô tình có thể làm mình và người khác đau khổ cả cuộc đời. Chúng ta hãy luôn cẩn thận với lời nói.
ông bà ta cũng có câu, lời nói không mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau. Theo quy luật nhân quả, nhân thế nào thì quả thế ấy. Gieo hạt dưa thì được quả dưa thơm ngọt, gieo hạt chanh thì được quả chanh chua. Chúng ta đã từng thấy những người vô cùng thiếu may mắn, sinh ra đã bị sứt môi, nói ngọng, thậm chí là bị câm. Đấy cũng là do tạo khổ nghiệp xấu, gây nên những hậu quả lớn, đã mang khổ đau tới cho mọi người, nên giờ họ phải trả nghiệp. Vì thế hãy sám hối, nhận lỗi và sửa sai, không bao giờ tái phạm, và hãy nói lời dễ nghe, lời hay, lời có ích cho mọi người. Nói lời vui vẻ, hòa nhã, nói lời gắn kết yêu thương, nói lời chân thực, nói lời hay, ý đẹp. Cái miệng xinh thì chỉ nói những lời hay. Xin được kể cho các bạn nghe về một câu chuyện. Hy vọng sau khi nghe xong, chúng ta sẽ hiểu như thế nào là đặt mình vào vị trí của người khác. Câu chuyện mang tên Con lợn và bầy cừu. Có một con lợn nhỏ xông vào đồng cỏ, ăn uống với bầy cừu mỗi ngày. Nhưng không lâu sau đó, người chăn cừu đã phát hiện ra sự tồn tại của nó và lập tức chộp lấy nó và đem ra chợ bán. Con lợn rú lên và vùng vẫy trong sự tuyệt vọng, nhưng không thể thoát khỏi sự kiểm soát của người chăn cừu. Bầy cừu sốt ruột nói, còn rú lên cái gì? Chúng tôi thường xuyên bị hắn tóm được, nhưng chưa bao giờ bị hắn đem ra chợ rồi làm ầm ĩ như người. Con heo tuyệt vọng nói, chúng ta không có giống nhau. Nếu hắn ta bắt mấy người, hắn chỉ lấy lông hoặc sữa của mấy người thôi. Nhưng nếu hắn bắt tôi, hắn muốn mạng sống của tôi. Bầy cừu bỗng dưng hiểu ra và im bặt. Thì ra, heo không giống cừu. Heo rú lên là có nguyên do cả. Làm gì có ai cận kề cái chết mà có thể bình tĩnh được. Cừu không bị làm thịt thì làm sao mà hiểu được. Những con cừu trước đó mắng chửi phê phán con heo, vì chúng không hiểu những thử thách sinh tử mà con heo sắp phải đối mặt. Vì vậy cừu chỉ thấy heo làm quá mọi chuyện rồi rú lên ồn ào. Sau khi nghe heo nói xong thì bầy cừu đã hiểu ra và im miệng lại. Ở đời, sợ nhất là chẳng biết cái gì, nhưng vẫn đi nói xấu người khác, phê phán người khác. Một người chỉ có thể thấu hiểu nỗi đau, nỗi buồn sau khi đã trải qua nó, hoặc từng chứng kiến người khác có hoàn cảnh giống mình. Cũng giống như câu chuyện trên, con heo rú lên là vì biết mình sẽ bị bán ra chợ rồi đem đi thịt giống như loài của mình. Vì vậy, nếu bạn không biết khó khăn của người khác, thì xin đừng tùy tiện lên án họ. Biết cuộc sống của người khác cũng không dễ dàng gì, thì tại sao bạn cứ lên án họ làm chi, cho nhân sinh thêm khổ đau? Lòng tốt lớn nhất của con người chính là sự thông cảm và hiểu biết. Thứ ba, ngừng bới móc lỗi lầm của người khác. Tập thiền và nghĩ về bản thân, đừng chăm chăm bàn chuyện thiên hạ và ngưng nói về lỗi lầm của người khác. Một người khôn ngoan thực sự không tìm kiếm lỗi lầm và bới móc lỗi lầm ở người khác. Chúng ta không thể hiểu được nỗi đau của người khác, vì vậy chỉ cần lo cho bản thân là đủ. Có một câu chuyện khác mang tên Chuyện bát mì vợ nấu. Có một cặp vợ chồng đã chung sống gần hết cuộc đời, sống rất hòa thuận. Nhưng điều khiến ông chồng không hài lòng nhất đó là ông không thích món mì mà bà vợ nấu vì nó quá mềm và không thơm một chút xíu nào hết. Một hôm, ông lão quyết định tự tay nấu một tô mì trổ tài để cho bà vợ ăn thử cho sáng mắt ra, lần sau mà nấu theo. Vì vậy, ông nấu một tô mì hoàn hảo và vội vã gọi bà vợ đang ngủ thức dậy ăn.
Nhưng bà vợ chậm rãi nói, đừng lo, hôm nay tôi sẽ nói cho ông biết lý do một tô mì ngon lại có thể bị nát và kém ngon như thế nào. Hóa ra, không phải bà lão không nấu được mì, mà bát mì bị nát và không thơm ngon là do mỗi lần bà nấu mì xong, gọi ông chồng dậy thì ông ấy đều ngủ say, không chịu thức dậy để ăn. Để lâu quá nên bát mì bị nở và nát, nguội lạnh. Trong cuộc sống cũng vậy, chúng ta luôn chú trọng đến cảm xúc của bản thân, nên cứ mù quáng trách móc nhau, từ đó bỏ qua toàn cảnh của sự việc. Bạn có trách người ta sai hoàn toàn hay không? Lỗi lầm đều nằm ở người ta có phải không? Trước khi oán trách thì nên xem xét cho kỹ. Lòng tốt lớn nhất của một người là không tùy ý đổ lỗi cho người khác. Những người có suy nghĩ càng thấp thì sẽ càng nhìn ra nhiều lỗi của người khác rồi phán xét. Cuộc sống là một hành trình cô đơn, không ai có thể thực sự đồng cảm với bạn. Nếu bạn chưa gặp phải khó khăn của người khác đang phải trải qua, thì đừng đòi hỏi người ta phải tươi cười, vui vẻ với bạn. Lời Phật dạy về sám hối, hy vọng mỗi con người chúng ta hãy chăm sóc trái tim và chăm sóc cái miệng của mình, thay vì sám soi chuyện người khác. Thứ tư, đừng đòi hỏi người khác phải rộng lượng. Giữa biển người mênh mông, ai mà không khó khăn? Tất cả chúng sinh ai mà không đau khổ? Cho dù đó là đau khổ hay đau đớn, chúng ta không bao giờ có thể trải nghiệm nó một cách trọn vẹn nếu không tự mình dấn thân trải nghiệm. Vì vậy, nếu bạn không biết hay là không hiểu nỗi khổ của người khác cũng được, nhưng xin đừng chỉ tay phán xét. Chuyện tu sĩ khoe nỗi đau. Có một câu chuyện kể về một vị tu sĩ được ghi lại trong Kinh Phật, kể rằng sau khi ông bị thương trong một vụ tai nạn, những người hàng xóm thấy thương cảm và lần lượt đến thăm hỏi ông. Vì vậy, người tu sĩ đã chịu khó mở vết thương của mình ra cho mọi người xem và kể cho những người đến thăm về trải nghiệm không may của mình. Với ánh mắt thương hại, mọi người thở dài khi nghe vị tu sĩ nói, rồi rời đi ngay khi họ nghe xong. Ngày này qua ngày khác, vết thương của vị tu sĩ không những không cải thiện mà ngày càng nghiêm trọng hơn. Cuối cùng ông chết vì chữa trị không hiệu quả. Người tu sĩ trong câu chuyện cũng giống như chúng ta trong cuộc sống vậy. Mong muốn người khác hiểu được nỗi đau của mình, rồi kể lể ra cho họ xem, nhưng lại phản tác dụng. Đừng bao giờ kể với ai về vấn đề khó khăn của bạn. 90% trong số họ không quan tâm, 10% còn lại chỉ để vui sướng khi nghe thấy điều này. Đừng có kiểu chuyện gì cũng thật lòng kể hết cho người khác nghe. Đôi lúc bạn kể là chuyện buồn, nghe vào tai họ lại ra hàng ngàn phiên bản truyền cười. Đức Phật nói, ngàn người đau khổ, 1000 cách, và nỗi thống khổ của họ đều khác nhau. Ai cũng có một cuộc sống riêng, khó thấu hiểu được nỗi đau nếu không phải chính thân mình trải qua. Chúng ta không thể hiểu nỗi cay đắng của người khác, cũng như người khác không thể chia sẻ niềm vui và nỗi buồn của chúng ta. Vì vậy, nếu bạn không biết khó khăn của mình, bạn không phải lo lắng vì điều đó. Nếu bạn không biết khó khăn của người khác, thì đừng thuyết phục người khác phải từ bi rộng lượng. Quan tâm không vượt qua ranh giới, thấu hiểu và không vu khống, tử tế và không làm tổn thương là sự bảo vệ lớn nhất dành cho nhau. Đạo làm người, hay còn gọi là đạo đức Phật giáo, là một hệ thống giá trị đạo đức và nguyên tắc hành xử được giảng dạy bởi Đức Phật. Nó là một phần quan trọng trong tín ngưỡng Phật giáo và nhằm giúp con người tu dưỡng và trở thành một người tốt. Đạo làm người gồm nhiều giá trị đạo đức như phúc hậu, lương thiện, giữ chữ tín, khoan dung,
thành thật, khiêm tốn, chính trực và kiên trì. Đạo làm người được coi là nền tảng cho một cuộc sống có ý nghĩa và mang lại sự an lạc, hạnh phúc cho con người. Những lời Phật dạy đạo làm người tốt, hay và ý nghĩa, quý Phật tử nên hiểu về đạo làm người và áp dụng nó vào cuộc sống hàng ngày để cuộc sống của mình trở nên tốt đẹp hơn. Nếu áp dụng những giá trị đạo đức này, chúng ta có thể đạt được sự an lạc và hạnh phúc trong cuộc sống. Để trở thành một người tốt, chúng ta cần tuân theo những lời Phật dạy đạo làm người dưới đây. Về phúc hậu, đạo Phật luôn coi trọng phúc hậu và đối xử hòa nhã với mọi người. Để trở thành một người tốt, chúng ta cần có tấm lòng phúc hậu. Về lương thiện, đạo Phật luôn khuyến khích hành động thiện và xét đoán đức hạnh của một người dựa trên lương tâm của họ. Về chữ tín, đạo Phật luôn răn dạy chúng ta phải giữ chữ tín, không dối trá hay thất hẹn với người khác. Đây là tiêu chuẩn của một người tốt. Về khoan dung, để trở thành người tốt, chúng ta không nên quá chú ý đến những chuyện nhỏ, mà hãy có cái nhìn bao dung, sẵn sàng tha thứ cho những sai lầm. Về thành thật, đây là điều cơ bản mà bất kỳ ai cũng cần hiểu. Phải tránh dối trá và luôn hành động thành thật để nhận lấy quả báo tốt. Về khiêm tốn, để trở thành một người tốt, chúng ta cần luôn tự tu dưỡng và khiêm tốn, kính trên nhường dưới. Về chính trực, một người tốt cần phải sống chính trực, không xu nịnh và dũng cảm đối mặt với sự thật, đấu tranh cho sự công bằng. Về sự kiên trì, cho dù cuộc sống có nhiều khó khăn, chúng ta cũng cần phải kiên trì, dũng cảm đối mặt và không nao núng. Đó là lời dạy của Đức Phật. Không nên thực hiện 6 việc ác. Đức Phật hiểu rõ nhân quả thiện ác và mong muốn giúp đệ tử của Ngài thoát khỏi sự đau khổ. Vì vậy, Ngài khuyên cả người cư sĩ nên tránh xa 6 nghề ác. Bởi những nghề này không phù hợp với tâm từ bi của đạo Phật và gây khổ đau cho nhiều sinh linh. Trong kinh A Hàm và Nikaya, 6 nghề ác đó được liệt kê sau đây. Không nên làm nghề săn bắn, không nên làm nghề chài lưới, không nên kinh doanh thịt sống, không nên kinh doanh thịt chín, không nên sản xuất hoặc kinh doanh rượu bia, các sản phẩm và dịch vụ gây nghiện, không nên kinh doanh buôn bán người. Những nghề này không chỉ mang lại lợi ích tạm thời, mà còn gây hại cho bản thân và người khác. Và khi chết, người làm 6 nghề ác này sẽ bị đọa vào 3 ác đạo. 4 việc ác đó là tham, sân, sợ, ngu. Để hiểu đúng về 4 ác này, chúng ta cần phân biệt rõ 2 loại tham dục. Tham dục để đáp ứng tham vọng cá nhân như tiền bạc, danh vọng, tình yêu, sắc đẹp và thùy chọn làm cho tâm trí mù quáng và mê muội, gây ra những hành động không tốt nên cần phải loại bỏ. Tuy nhiên, nếu tham dục phục vụ cho chánh kiến thức, chánh tư duy, cho việc học hành, trí tuệ, sự phồn thịnh xã hội, bình an và hạnh phúc, thì chúng ta nên thực hiện và phát huy. 4 việc ác, hay còn gọi là 4 nghiệp ác, mà Phật dạy, sát sinh, trộm cắp, dâm dật, vọng ngữ, là 4 điều ác mà bất cứ ai cũng nên tránh xa. Hàng ngày khi đọc báo, chúng ta vẫn thấy nhiều tội phạm phạm các tội này, như giết người, cướp tài sản, gây ra những bất an cho xã hội. Điều này cho thấy những gì Đức Phật đã dạy vẫn là những chuyện thực tế xảy ra hàng ngày trong thế gian này. 6 nghiệp hao tổn tài sản cần tránh. Đức Phật đã dạy rằng, nếu ai tránh được 4 nghiệp kết và 4 việc ác cùng với 6 nghiệp hao tổn tài sản, thì không chỉ đời này mà các đời sau cũng sẽ được hưởng những quả tốt đẹp, có duyên lành.
bốn việc ác đó là say rượu, uống trà, cờ bạc, phóng đãng, ngoại tình, đam mê âm nhạc không tốt. Nếu tránh xa bốn việc ác đó cùng với sáu nghiệp hao tổn tài sản và cúng dường sáu phương, thì đời này và đời sau đều sẽ tốt đẹp và căn cơ. Trong hiện tại, người đó sẽ được người khác khen ngợi và nhận được quả báo tốt nhất. Khi qua đời, người đó sẽ được sanh ra ở cõi thiện. Làm thế nào để đạt được sự giác ngộ và thấu hiểu đạo làm người? Để đạt được sự giác ngộ và thấu hiểu đạo làm người, bạn có thể thực hiện các bước sau đây. Tìm hiểu về đạo làm người. Hãy tìm hiểu về đạo làm người bằng cách đọc sách, nghe thuyết giảng hoặc tìm hiểu trên Internet. Hiểu rõ về giá trị đạo đức và nguyên tắc hành xử được giảng dạy trong đạo làm người. Thực hành thiền định. Thiền định là một phần quan trọng trong đạo làm người. Hãy thực hành thiền định để giữ tâm trí trong sáng và tập trung vào việc học hỏi và cải thiện bản thân. Thực hành những giá trị đạo đức. Hãy thực hành những giá trị đạo đức như phúc hậu, lương thiện, giữ chữ tín, khoan dung, thành thật, khiêm tốn, chính trực và kiên trì. Thực hành những giá trị này sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về đạo làm người và đạt được sự giác ngộ. Học hỏi từ người có kinh nghiệm. Hãy học hỏi từ những người có kinh nghiệm trong đạo làm người. Họ sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về những khía cạnh khác nhau của đạo làm người và giúp bạn đạt được sự giác ngộ. Thực hành hàng ngày. Hãy thực hành những giá trị đạo đức trong cuộc sống hàng ngày. Điều này giúp bạn áp dụng những giá trị đạo đức vào cuộc sống và đạt được sự thấu hiểu về đạo làm người. Giữ tâm trong sáng. Hãy giữ tâm trong sáng và tránh xa những việc ác. Điều này giúp bạn giữ được tâm hồn trong sáng và giúp bạn đạt được sự giác ngộ và thấu hiểu đạo làm người. Đức Phật đã dạy rằng, nếu ai tránh được bốn nghiệp kết, bốn việc ác cùng với sáu nghiệp hao tổn tài sản, thì không chỉ đời này mà cả đời sau đều sẽ được hưởng những quả tốt đẹp và có duyên lành. Trong hiện tại, người đó sẽ được người khác khen ngợi, xã hội và gia đình đều ngợi khen. Và trên hết, người đó sẽ được an ổn, xã hội cũng sẽ trở nên tốt đẹp, không có sự lo sợ. Đức Phật cũng nói rằng, nếu ai không làm những việc ác do tham hận sợ si, thì danh dự của người đó sẽ càng được tôn trọng như trăng hướng dậy rằm. Năm điều quán tưởng hàng ngày để sống hạnh phúc. Kính thưa quý vị, Đức Phật khuyên chúng ta mỗi ngày cần quán tưởng đến năm điều. Tất cả chúng ta đều biết những điều ấy, nhưng ta thường dễ quên. Ta thường tự dối rằng chúng không hiện hữu, để rồi khi chúng xảy ra như một định luật, ta lại cho đó là tai nạn, dù chúng chỉ là những định luật tự nhiên. Đây là quán tưởng, không phải là thiền quán. Ta cần phân biệt hai thứ này. Trong thiền quán, ta cố giữ tâm trụ vào một điểm, một đề mục của thiền quán, để giúp cho tâm trở nên tĩnh lặng thanh tịnh, hòng có được sức mạnh để đạt được tuệ giác. Trong quán tưởng, chúng ta chọn một đề tài, là một vấn đề chung của nhân loại, không phải là vấn đề của cá nhân, và xem chúng ảnh hưởng đến ta như thế nào. Phân tích thái độ của ta đối với chúng, chính các phản ứng đó chuyển tải tầm quan trọng của vấn đề đến với ta. Quán tưởng có nghĩa là ta đào sâu một vấn đề, cho dù đó là một vấn đề ta đã quá quen thuộc, ta vẫn có thể có những nhận thức mới về nó. Ta nhìn vấn đề ở một khía cạnh khác. Chúng ta có thể có được tuệ giác vì đã bỏ được những suy nghĩ viển vông, vì biết chuyên tâm vào một vấn đề. Trí tuệ được phát triển như thế đó không phải là do suy nghĩ về một vấn đề, mà quán tưởng đến chân lý của vấn đề, xem xét những ứng dụng của nó trong cuộc sống của chúng ta, nhìn với mọi khía cạnh, kết nối nó
với thực tế để có được một quan điểm mới mẻ hơn. Có thể so sánh với việc ta ngồi ở cửa sổ quan sát một cái cây, với việc ta đứng lên quan sát nó trở lại. Trước ta chỉ thấy có nửa thân cây, sau đó ta có thể nhìn cây toàn diện. Cây không thay đổi, nhưng cái nhìn của ta về cây thì đã khác. Tôi khuyên các bạn hãy xướng những câu sau đây, vì nó giúp bạn dễ nhớ. Sau mỗi câu, tôi bổ túc thêm một số điều để giúp bạn dễ quán tưởng hơn. Bạn không cần phải tuân theo những điều ấy, vì chúng chỉ là phương tiện để hướng dẫn. Nếu bạn có những cách khác, cũng tốt thôi. Quán tưởng về nội tâm riêng của mình sẽ hiệu quả hơn. Trước hết, hãy trở về với hơi thở trong chốc lát. Xong, sướng lên những câu sau. Thứ nhất, tôi sẽ bị hoại diệt. Tôi không tránh khỏi sự hoại diệt. Trước hết hãy xem xét câu này có đúng sự thật hay không. Nếu đúng, xét xem trong cuộc sống của ta có quan tâm đến điều này hay không. Hãy xét xem trong tâm thức của chúng ta có phản đối sự thật đó hay không. Ta có ước ao giá mà nó đừng xảy ra. Nếu là như thế, ta phải xét xem tại sao ta không tuân theo định luật tự nhiên này. Thứ hai, thân tôi sẽ bệnh, tôi không thoát khỏi bệnh yếu. Lần nữa, ta lại xét xem điều đó có đúng sự thật hay không. Ta đã từng bao giờ bệnh hoạn hay chưa? Ta có chắc không bệnh nữa không? Điều này có nghĩa gì đối với thân, với cái mà ta vẫn gọi là tôi? Thân ta có làm theo ý ta hay không? Hay là nó chỉ nghe theo những luật riêng của nó? Khi bệnh yếu không cần hỏi đến ý kiến của ta. Thứ ba, tôi sẽ chết. Tôi không thoát khỏi cửa tử. Tất cả chúng ta đều biết đó là chân lý. Nhưng cần phải xem xét ta có luôn nghĩ rằng điều đó có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Xem xét ta có sống theo suy nghĩ đó hay không. Hãy tự hỏi xem mình có chuẩn bị, có ở trong tư thế sẵn sàng. Nếu không, ta còn bám víu vào gì nữa? Chúng ta cần làm gì để chuẩn bị cho cái chết, để cái chết không còn là nỗi đe dọa của ta? Thứ tư, tất cả những gì tôi coi là quý báu, là niềm vui, là của tôi sẽ không còn, sẽ đổi thay. Hãy nhìn lại quá khứ. Chúng ta có thể nhớ lại rằng có nhân vật, những kỷ niệm, những hoàn cảnh, những con người mà ta trân quý, yêu thương đã thay đổi, đã hoại diệt. Nếu thế, những thứ ngay bây giờ ta trân quý sẽ ra sao? Liệu chúng có ở bên ta mãi mãi? Thứ năm, tôi là chủ của nghiệp. Khi ta chấp nhận sự thật này, ta sẽ có trách nhiệm với tất cả những gì xảy ra cho ta. Chúng ta cần quán tưởng xem ta có thực sự là chủ của nghiệp để buông bỏ bất cứ ý nghĩ nào cho rằng người khác đã tạo ra điều gì đó cho ta. Tôi thừa tự nghiệp của mình. Mỗi chúng ta tự tạo ra nghiệp của mình. Nếu chúng ta luôn ghi nhớ điều đó, thường suy tưởng về điều đó, ta sẽ thấy dễ làm điều thiện, điều hữu ích. Tôi sinh ra do nghiệp của mình. Chính ước muốn được có mặt, được sống khiến ta sinh ra trong hoàn cảnh của mình. Hoàn cảnh đó là một kinh nghiệm học hỏi của ta. Tôi liên hệ với nghiệp của thiện hay ác, tôi sẽ là người phải lãnh chịu. Nhận thức này mang chúng ta trở lại với thực tại, khi biết rằng ta không ngừng tạo nghiệp và thường là ta phải chịu quả ngay sau đó do ta tự tạo ra cho mình. Phật dạy về chính đức của nguyện bố thí để có phước quả lớn. Thực hành hạnh bố thí và cúng dường thì được hưởng phước, nhưng bố thí để được quả báo lớn đến chỗ cam lồ diệt tận thì không phải ai cũng tỏ được. Bố thí và cúng dường là một trong những hạnh tu căn bản của hàng Phật tử tại gia, nhất là trong mùa an cư kiết hạ. Khi chúng tăng tập trung về một chỗ, không đi quá duyên, thì sự hộ trì của hàng cư sĩ lại càng mạnh mẽ hơn. Ai cũng biết, thực hành hạnh bố thí và cúng dường thì được phước, nhưng bố thí để được quả báo lớn đến chỗ cam lồ diệt tận
thì không phải ai cũng tỏ tường. Nhiều người nghĩ rằng chỉ cần có tài vật cùng với tấm lòng rộng mở thì đã có thể tùy duyên bố thí. Quả đúng như vậy, nhưng đó chỉ mới là điều kiện cần mà chưa đủ để hình thành nên phước báo lớn. Muốn bố thí có phước báo lớn thì người bố thí vật được thí và người nhận thí phải đầy đủ chính đức. Thế Tôn đã nói về chính đức của nguyện bố thí như sau. Một thời Đức Phật ở tại nước Xá Vệ, rừng Kỳ Đà, vườn Cấp Cô Độc. Bây giờ Thế Tôn bảo các tỳ kheo, ta sẽ nói về chính đức của nguyện bố thí. Các thầy khéo suy nghĩ đó, ta sẽ diễn bài nghĩa ấy. Khi ấy các tỳ kheo vâng lãnh lời Phật dạy. Phật bảo các tỳ kheo, thế nào là chính đức của nguyện bố thí? Tỳ kheo nên biết, đang việc cúng thí thành tựu ba pháp, vật được thí cũng thành tựu ba pháp, người nhận vật thí cũng thành tựu ba pháp. Thế nào là thí chủ đang việc thành tựu ba pháp? Ở đây, thí chủ đang việc được thành tựu lòng tin, thành tựu tệ nguyện, cũng không sát sinh. Đó gọi là thí chủ đang việc thành tựu ba pháp. Thế nào là vật thí thành tựu ba pháp? Ở đây, vật thí thành tựu sắc, thành tựu hương, thành tựu vị. Đó là vật thí thành tựu ba pháp. Thế nào là người nhận thí thành tựu ba pháp? Ở đây, người được thí thành tựu giới, thành tựu chánh, định, thành tựu trí tuệ. Đó là người nhận thí thành tựu ba pháp. Như thế, bố thí thành tựu chính pháp này được quả báo lớn đến chỗ cam lồ diệt tận. Phàm thí chủ muốn cầu được phước ấy thì nên tìm phương tiện thành tựu chính pháp. Như thế, các tỳ kheo nên học điều này. Bây giờ các tỳ kheo nghe Phật dạy xong, vui vẻ dâng làm. Tại sao sống ở đời chúng ta cần bố thí? Xin làm bàn như thế này. Mới hay, người có điều kiện về tài vật mà muốn bố thí đúng như pháp, thì bản thân họ phải tu tập ít nhất là thành tựu ba pháp, tức thành tựu lòng tin, thành tựu thệ nguyện và không sát sanh. Lòng tin ở đây chính là tin vào tam bảo, tin vào phước quả của hành bố thí. Chính tấm lòng, thệ nguyện sẽ chia một phần tài vật mà mình kiếm được, sẽ góp phần cải thiện phước báo của mình. Nên càng chia sẻ bố thí và cúng dường thì phước đức càng tăng trưởng. Quan trọng hơn, người thí chủ phải có căn bản về đạo đức, tâm từ sung mãn, biểu hiện cụ thể là tôn trọng sinh mạng, không sát sinh hại vật. Kế đến, vật thí cũng phải thành tựu ba pháp, tức là thành tựu sắc, thành tựu hương, thành tựu vị. Ngày xưa, vật bố thí thường là thực phẩm, nên đồ ăn với hình thức đẹp, hương thơm và vị ngon là những tiêu chí để thể hiện rằng thí chủ đã hết lòng tận tâm trong việc bố thí. Còn ngày nay, để tiện lợi nhiều bề, người ta thường bố thí bằng tiền mặt. Vậy thì đồng tiền mà mình đem bố thí và cúng dường cũng phải sạch, không xuất phát từ sự gian dối, lừa gạt, nhũng nhiễu, giết hại mà có. Vật đem cho càng thanh tịnh bao nhiêu thì phước báo của người cho càng vô lượng bấy nhiêu. Đặc biệt là người nhận thí cũng phải thành tựu ba pháp, đó là giới, định và tuệ. Bởi thí cho người mà không tu hành đạo đức thấp kém thì chắc chắn người được thí được ít phước báo hơn. Vì thế, phát tâm bố thí và cúng dường cũng cần đúng người đúng chỗ, gieo phước vào các thửa ruộng tốt, như cúng dường cho chúng tăng, tinh chuyên tu hành trong 3 tháng an cư kiết hạ, chắc chắn sẽ mang lại phước báo thù thắng hơn, vì chư vị luôn trao dồi để thành tựu giới, định và tuệ. Mặt khác, ân đức của thí chủ rất to lớn, nên người nhận thí phải tự hoàn thiện mình thì mới có thể trả được nợ tín thí đàng na. Do vậy, khi người thí, vật thí và người nhận thí đều thanh tịnh thì tất cả đều được quả báo lớn đến chỗ cam lồ diệt tận.
xây dựng mối quan hệ hòa bình và hữu nghị với các tôn giáo trên thế giới. Ngày nay, Phật giáo Việt Nam liên hệ với các tôn giáo trên thế giới là liên hệ về hòa bình và hữu nghị. Vì chúng ta đứng trên lập trường Phật giáo là tôn giáo lấy trí tuệ làm sự nghiệp và tôn trọng sự thật trên thế gian này. Và đó cũng là chủ trương của Đức Phật từ khi Ngài lập giáo khai tông mà chúng ta đang đi theo. Có thể nói tôn giáo là sản phẩm của trí tuệ loài người. Từ khi loài người có mặt trên trái đất cho đến ngày nay, tôn giáo đã theo đó xuất hiện nhiều nơi vào những thời kỳ khác nhau, phát xuất từ quan niệm khác nhau, lập trường khác nhau, chỗ đứng khác nhau, mà hình thành các tôn giáo khác nhau. Trở về đạo Phật, nhiều người nhận thấy Phật giáo Nguyên Thủy là một. Nhưng thực sự trong Phật giáo Nguyên Thủy, thập đại đệ tử của Phật đã nhìn về Phật, hiểu về Phật cũng không giống nhau và pháp hành cũng không giống nhau. Sự hiện hữu của thập đại đệ tử hành đạo khác nhau và lãnh đạo 10 tập đoàn khác nhau cho thấy cái gốc là Nguyên Thủy đã có sự khác biệt. Thật vậy, lập trường của Ca Diếp lấy hạnh đầu đà là chính, Ca Chiên Viên lấy việc biện luận là chính, La Hầu La lấy mật hạnh là chính, Phú Lâu Na lấy hoằng pháp là chính, Mục Kiền Liên xiển dương Phật Pháp bằng thần thông là chính, A Nan lấy đa văn là chính, Xá Lợi Phất lấy trí tuệ là chính, Ưu Ba Ly lấy trị luật là chính. Như vậy, Phật giáo Nguyên Thủy với thập đại đệ tử đã có sự khác nhau, và đến khi Phật giáo Niết Bàn lại càng khác nhau hơn nữa. Vì Phật còn tại thế, Ngài dung hóa được tất cả tư tưởng dị biệt. Nhưng không còn Phật, các đệ tử mỗi người tự thấy theo cách riêng của mình. Từ đó phát sinh các hệ phái khác nhau. Ở thời kỳ đầu đã có đến 20 hệ phái, và từ 20 hệ phái này sinh ra trăm hoa đua nở, mà hình thành Phật giáo phát triển và Phật giáo Đại Thừa. Như vậy, nhìn từ gốc, Phật giáo đã có sự khác biệt. Và ngày nay, chúng ta lấy trí tuệ làm nền tảng để nhìn về các hệ phái của chúng ta và nhìn rộng qua các tôn giáo khác. Nếu lấy trí tuệ làm chính để quan hệ với các tôn giáo khác, chúng ta không nên quơ đũa cả nắm. Người sai là cá nhân họ sai, không phải tôn giáo của họ sai. Nếu chúng ta phê phán cả tôn giáo của họ sai, chúng ta rơi vô chủ quan, thấy không chính xác. Nhờ đứng trên lập trường trí tuệ, tôi tham gia vào Hội đồng Tôn giáo Thế giới từ năm 1970 và đã sinh hoạt với các tôn giáo bạn. Lúc đó tôi lãnh trách nhiệm của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất vận động hòa bình cho Việt Nam. Tôi mới có điều kiện tiếp xúc với những người yêu chuộng hòa bình trên thế giới, gồm đủ thành phần tôn giáo tham gia và được họ chia sẻ nhiều kinh nghiệm quý báu. Từ đó tôi học được những điều hay từ các tôn giáo khác giúp cho tôi có cái nhìn không giống với thời kỳ mà tôi chuyên nghiên cứu. Nhà bác học Einstein đã nói rằng nếu thế kỷ 21 có tôn giáo thì nên chọn Phật giáo, vì Phật giáo lấy trí tuệ làm chính. Như vậy, khoa học chấp nhận được một tôn giáo là Phật giáo. Đứng ở lập trường này nhìn ra, chúng ta cũng thấy có những người muốn tìm sự thật của con người, của muôn loài, của sự sống, đó là điểm chung. Tôi quan hệ với các tôn giáo nhận thấy điểm chung như vậy, nên tôi muốn nhắc nhở anh em về vai trò hoằng pháp trong tương lai, cần xây dựng mối quan hệ của Phật giáo chúng ta với các tôn giáo khác một cách tốt đẹp. Không nên nói tôn giáo nào sai, vì có người đúng, người sai, không phải tất cả đều sai. Từ đầu Phật giáo Nguyên Thủy căn cứ trên tạng kinh Nikaya, theo đó Phật nói pháp cho các nhà cai trị, cho đa số quần chúng, thậm chí nói pháp cho trẻ con. Và tôi cũng nhớ câu chuyện Hoàng hậu Vi Đề Hy dẫn Thái tử A Xà Thế đến thăm Phật. Bà nói rằng Phật đã cho vua quan lời khuyên, còn đối với trẻ con, xin Phật cũng nói cho chúng hiểu. Và Phật đã nói gì với lũ trẻ? Các thầy hoằng pháp phải suy nghĩ điều này. Riêng tôi, năm 1960, đã chuyển dạy giáo lý cho gia đình Phật tử thuộc lớp Oanh Vũ. Phật đã kể chuyện cho trẻ con ở thôn Ưu Lầu Tần Loa, và nay theo lời thỉnh cầu của bà Vi Đề Hy, Ngài kể chuyện cho lũ trẻ ở thành Vương Xá. Phật cũng kể chuyện tiền thân của Ngài rằng, ta nhớ kiếp xa xưa, có lần ta làm cây bông sứ ở bên cạnh cái ao có nhiều cá tôm. Một hôm, bác cò mới suy nghĩ cách bắt được nhiều cá tôm.
Bác cọ liền nói với đám cá tôm là mấy chú ở đây chật hẹp, ta đem các chú qua hồ sen ở cho rộng rãi, lại có nhiều thức ăn ngon hơn. Mấy con cá tôm liền hội ý với nhau rằng cha mẹ mình từng dạy là con cò luôn ăn thịt cá tôm, thấy cò thì phải lẩn trốn ngay. Nghe bác cọ nói vậy, tuy chúng cũng có suy nghĩ, nhưng sau cùng lại khởi lên ý muốn qua hồ sen ở mát mẻ. Bác cọ dụ dỗ rằng bác muốn đem tụi con đi hết, nhưng phải đem từng đứa mới được. Tụi con từng đứa nổi lên, ta gấp đưa đi hồ sen, rồi ta trở về, gấp tiếp đứa khác. Đầu tiên, để lấy lòng tin của lũ cá tôm, còn gấp một con cá cho qua hồ sen bơi lội thoải mái, rồi gấp trở về để nó kể cho các con khác nghe. Nhưng sau đó cò gấp được con cá nào thì nó bay lên cây bông sứ ăn thịt luôn. Cuối cùng cò ăn hết cá tôm rồi, còn lại con cua nó cũng muốn ăn luôn. Nhưng con cua lớn quá, cò không gấp được. Nó để con cua leo lên mình và cua dùng cái càng kẹp vào cổ nó để không bị rớt xuống. Cò liền bay lên cây bông sứ định ăn thịt cua. Cua mới nói, nếu anh không đưa tôi đến ao sen như anh hứa, tôi sẽ kẹp cổ anh chết luôn. Rơi vào thế bí, cò đành đưa cua đến ao sen. Nhưng đến đó, cua không bò xuống mà kẹp cổ cò cho nó chết để trả thù giùm các bạn cá tôm bị cò ăn thịt. Qua câu chuyện, Phật cho biết tiền kiếp xa xưa đó, Ngài là cây bông sứ. Như vậy, Phật đã kể chuyện tiền thân của Ngài từ kiếp xa xưa, cũng giống như chuyện ngụ ngôn cho trẻ con nghe. Bài pháp thứ hai khi Phật dự lễ trai tăng của vua Tần Bà Sa La tổ chức tại thành Vương Xá, Phật nói cho vua và các quan lãnh đạo có trách nhiệm. Ngài đưa ra mẫu cai trị theo đạo đức trong Phật giáo là quy y Tam Bảo. Quy y Phật là trí tuệ, quy y Pháp là chân thật, và quy y Tăng là hòa hợp. Xã hội muốn được bình yên, đòi hỏi phải có ba điều này. Thật vậy, nếu những người lãnh đạo không hòa hợp mà có định kiến sai lệch, chắc chắn đưa xã hội đến bất an. Sự hòa hợp rất cần cho tổ chức, cho xã hội. Nhưng muốn xã hội hòa hợp, phải tôn trọng sự thật, không chủ quan, không bè phái. Vì có bè phái và chủ quan sẽ đưa đến định kiến lệch lạc. Vì vậy, phải có trí tuệ để phán đoán việc đúng hay sai. Còn bị bè phái nặng quá, thí dụ thầy Nam Tông chủ quan rằng hệ phái mình là nhất, Bắc Tông là ngoại đạo, là Bà La Môn, hoặc người có định kiến khất sĩ là nhất vì vừa ăn ngọ vừa ăn chay, rồi chê Nam Tông không ăn chay, chê Bắc Tông ăn sáng, ăn trưa, ăn chiều. Nếu rơi vào sự cố chấp như vậy, thì dù là Phật giáo Nam Tông hay Bắc Tông, khất sĩ cũng là phi Phật giáo. Tôi gặp người bạn tu theo Nguyên Thủy nói rằng, thật ra Phật không bắt ăn chay, nhưng ăn chay do Đề Bà Đạt Đa đặt ra. Đối với người tu theo Nguyên Thủy, họ ghét Đề Bà Đạt Đa, nên thấy mình ăn chay cũng nghĩ mình là môn đệ của Đề Bà Đạt Đa. Đức Phật không công nhận 5 điểm của Đề Bà Đạt Đa đưa ra. Đề Bà Đạt Đa chủ trương đệ tử Phật phải ăn chay, nhưng Đức Phật không chấp nhận điều này. Đức Phật chủ trương đàn việc hiến cúng thức ăn gì, ta dùng thức ăn đó. Nhưng ta thấy họ giết súc vật cho ta ăn, tỳ kheo phải từ chối thức ăn đó, bởi họ đã vì mình mà giết súc vật. Thứ hai là họ bảo người khác giết súc vật để cúng cho ta, thì cũng không được ăn. Thứ ba là nghi họ giết súc vật cho mình ăn, cũng phải từ chối, không ăn. Ba điều này trong luật ghi rằng tự sát, giáo tha sát và kiến sát tùy hỷ, thì người tu không được ăn thịt súc vật do mình giết, hay bảo người giết hoặc thấy người giết. Nhưng Phật cho phép ai muốn ăn chay trọn đời như Đề Bà Đạt Đa đều được, hoặc Phật cũng cho phép ăn tịnh nhục. Điều thứ hai Đề Bà Đạt Đa đưa ra là người tu suốt đời phải ở trong rừng. Phật nói không cấm người tu ở trong rừng, nhưng ai muốn ở tăng xá, Phật có quy định cho việc ở tập thể. Qua hai quyết định của Phật cho chúng ta thấy rõ trí tuệ của Phật đã thấy biết đúng đắn sự thật của cuộc sống mà Ngài đưa ra giải pháp tương ưng hoàn toàn hợp lý, hợp tình. Thật vậy, Đề Bà Đạt Đa đã đưa ra những điều quá cao, được một số người thích, nhưng lý tưởng là lý tưởng, còn thực tế lại khác. Trên bước đường tìm chân lý, Phật đã từng thực hiện lý tưởng tu ép sát, nhịn ăn đến mức ngã quỵ. Trong khi mục tiêu của Phật là đắc đạo và giải thoát khỏi sinh tử luân hồi,
Nhưng nếu hành hạ cơ thể như vậy, có được giải thoát và thành đạo hay không? Đó là kinh nghiệm mà Phật đã trải qua và Ngài truyền dạy cho những người cố theo lý tưởng thật cao, nhưng giữ được lý tưởng này đến cuối cùng, rất ít người được. Duy nhất chỉ có Ngài Ca Diếp giữ được hạnh Đầu Đà trọn đời, thật đáng kính trọng. Chúng ta tu lập hạnh trọn đời theo không dễ. Thật vậy, Đề Bà Đạt Đa mới nói pháp ăn chay trường và ở núi rừng. Các tăng trẻ nghe hay, họ liền kéo qua núi Tượng Đầu tu theo Đề Bà Đạt Đa. Nhưng sống với thực tế phải ăn chay trường, mặc áo phấn tảo, thực hành hạnh Đầu Đà suốt đời thì họ chịu không nổi. Họ chỉ chịu đựng được vài tháng thôi và phải kéo nhau trở về trúc lâm sám hối Phật, xin trở lại tăng đoàn. Phật nói mỗi người có hoàn cảnh khác nhau, sức khỏe khác nhau, hiểu biết khác nhau. Tùy theo hoàn cảnh của từng người mà thực tập pháp nào thích hợp với mình để phát huy đức hạnh và tuệ giác dẫn đến đắc đạo thì theo đó mà tu tập. Trở lại việc Phật chỉ thuyết ba pháp quy y cho vua Tần Bà Sa La, vua liền nhận ra ý Phật dạy rất đúng. Vì các quan trong triều đình không hòa hợp, chắc chắn triều đình bị loạn. Nhưng vua muốn các quan hòa hợp, vua phải có trí tuệ để dung hóa những ý kiến dị biệt và đúc kết thành quyết định khiến mọi người chấp nhận. Còn dùng quyền uy mà áp đặt không thể được, dù họ có nghe theo cũng chỉ được một lúc mà thôi. Và tiếp theo, Phật nói tổ chức nào cũng phải giữ bảy điều tạo thành sự hòa hợp, luôn hòa hợp với nhau trong việc trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm và giải tán cũng trong tinh thần vui vẻ. Như vậy cũng xoay quanh ba pháp quy y, nhưng Phật triển khai ở mỗi nơi khác nhau. Và có lần Phật về thăm vua Tịnh Phạn bệnh nặng sắp qua đời. Phật cũng kể chuyện tiền thân của vua để ông quán tưởng, không sanh tâm sợ hãi trước cái chết. Phật nói rõ từ kiếp xa xưa cho đến hiện đời, vua cha từng làm những việc tốt đẹp mới kết thành sự nghiệp đế vương này, và từ hiện tại tốt đẹp như vậy sẽ là hạt nhân giúp ông có đời sống tương lai tốt ra sao. Phật đã chỉ dẫn cho vua cha cách quan sát sự hiện hữu của ông theo chuỗi mắt xích nhân duyên, từ quá khứ đến hiện tại và dẫn đến tương lai. Đức Phật cũng nói cho vua biết rằng, Ngài thành đạo, thành tựu quả vị Phật, chứng được túc mạng minh, thiên nhãn minh và lậu tận minh, tức thấy biết chính xác mối tương quan sinh tồn của ba đời nhân quả. Vì vậy, đối với Phật, không có gì đáng buồn, đáng khổ, đáng sợ, đáng lo, không có sinh, già, bệnh, chết. Quá khứ, hiện tại và vị lai cũng là ta. Kinh Nguyên Thủy cũng nói lý nhân duyên rằng, không có gì trên thế gian này tồn tại độc lập. Muôn sự, muôn vật đều do nhân duyên hợp thành. Nhân duyên ly tán thì mất. Và từ lý nhân duyên, Kinh Đại Thừa triển khai các pháp tìm ra cái thật của ta. Từ nền tảng lý nhân duyên, tôi nghiên cứu Kinh Đại Thừa và nhìn rộng hơn. Tôi tâm đắc yếu lý của Kinh Hoa Nghiêm. Kinh Hoa Nghiêm chúng ta có do Ngài Long Thọ xuống cung rộng Ta Kiệt La thỉnh về. Hòa Thượng Trí Tịnh dạy tôi như vậy. Tôi nghe nhưng khó chấp nhận vì không biết cung rộng Ta Kiệt La ở đâu. Xuống cung rộng, Ngài Long Thọ thấy có ba bộ Kinh Hoa Nghiêm. Bộ Đại Hoa Nghiêm quá nhiều, Ngài không thể đem về nhân gian được. Ngài thấy bộ Trung Hoa Nghiêm cũng nhiều, không thể đọc hết, không thể nhớ hết và cũng không đem về được. Cuối cùng, Ngài thấy bộ Tiểu Hoa Nghiêm tương đối nhỏ. Ngài nhớ được 100.000 bài kệ và trở về đất liền. Ngài diễn tả thành 80 quyển Hoa Nghiêm mà chúng ta tụng ngày nay. Nhưng 100.000 bài kệ Hoa Nghiêm tôi thấy cũng nhiều. Vì vậy tôi chỉ học thuộc lòng 60 bài kệ trong phẩm Phổ Hiền Bồ Tát và lấy 60 bài kệ này làm phương hướng tu hành của mình. Có lần họp ở miền Bắc, tôi ở chung phòng với Hòa Thượng Trí Tịnh. Buổi tối, Ngài tụng thuộc lòng phẩm Phương Tiện thứ hai, Kinh Pháp Hoa. Ngài nói trước kia, Ngài tụng 28 phẩm Kinh Pháp Hoa, nhưng nay mắt không sáng nên Ngài chỉ tụng thuộc lòng phẩm thứ hai. Và khi Hòa Thượng tụng xong, tôi tụng 60 bài kệ Kinh Hoa Nghiêm. Hòa Thượng hỏi tôi tại sao tụng như vậy. Tôi đáp con không tụng Đại Hoa Nghiêm, Trung Hoa Nghiêm và Tiểu Hoa Nghiêm vì quá nhiều, nên chỉ tụng thuộc lòng 60 bài kệ Hoa Nghiêm.
Tôi nghĩ rằng học với thầy với tổ như thế, nhưng ứng dụng vào cuộc sống để phát huy tuệ giác của mình thì khác. Thầy nói vậy, kinh nói vậy, nhưng chúng ta ứng dụng thấy khác, đó là thực tế. Vì vậy, khi nghe tôn giáo bạn nói khác, tôi nghĩ điều này cũng bình thường. Vì thầy trò mà còn thấy khác nhau, nói khác nhau. Và tôn giáo là tư tưởng của loài người, nên ở chỗ này người ta nghĩ như vậy, chỗ khác có suy nghĩ khác. Nhận thức như vậy, chúng ta sẽ có được tầm nhìn thoáng, không rơi vô cố chấp, cục bộ. Hòa thượng Trí Tịnh nói bộ Đại Hoa Nghiêm và Trung Hoa Nghiêm nhiều quá, không nhớ được. Tiểu Hoa Nghiêm 80 quyển thì học được. Nhưng đối với tôi, Đại Hoa Nghiêm và Trung Hoa Nghiêm quan trọng. Vì theo tôi, Ngài Long Thọ nói ẩn dụ, nghĩa là nói bên ngoài để gợi ý cho chúng ta hiểu được cốt lõi bên trong. Vì vậy, Ngài Long Thọ không giảng Đại Hoa Nghiêm và Trung Hoa Nghiêm, mà chỉ giảng Tiểu Hoa Nghiêm. Tuy nhiên, theo tôi, Tiểu Hoa Nghiêm mình đọc được và hiểu rồi, còn Đại Hoa Nghiêm và Trung Hoa Nghiêm không có để đọc mới quan trọng. Cũng trên yếu lý này, khi Phật thuyết kinh Pháp Hoa xong, Phổ Hiền Bồ Tát mới đến thì nghe gì? Nhưng Phật giảng xong mà Phổ Hiền còn nghe được, thì cái nghe này mới quan trọng. Cũng vậy, tôi giảng xong, về rồi, nhưng các anh em vẫn còn nghe được những gì tôi nói là nghe bằng căn lành, bằng niềm tin, bằng sự thực tập của mình là điều chính yếu trong đạo chúng ta. Phổ Hiền hỏi Phật sao Phật diệt độ, làm sao có kinh Pháp Hoa, tức có Phật thì có kinh, không có Phật làm sao để có kinh. Chỉ một câu hỏi như vậy gợi cho chúng ta nhận biết rằng Pháp Hoa là diệu pháp liên hoa, nghĩa là viên ngọc nằm trong hoa sen, tức trí tuệ nằm trong thân ngũ uẩn. Như vậy, làm sao hình thành con người mang thân ngũ uẩn và phát triển có được trí tuệ như Phật? Đó là ý Phổ Hiền muốn hỏi. Phật cũng mang thân người như chúng ta, nhưng được kính trọng vì Ngài có những việc làm đáng kính trọng phát xuất từ tư tưởng siêu việt đáng quý. Hiểu được sự kết hợp tinh ba của diệu pháp liên hoa hoàn hảo như vậy giúp tôi nhận ra ý nghĩa của bộ Trung Hoa Nghiêm Kinh chính là việc làm và lời nói của Đức Phật thật sự đáng kính trọng. Kinh điển gọi đó là báo thân Phật, hay những gì Phật nói và làm khiến loài người phải kính quý Ngài. Đó là Trung Hoa Nghiêm Kinh. Còn Đại Hoa Nghiêm Kinh là gì? Từ Phật giáo Nguyên Thủy, Phật khẳng định rằng những gì Ngài nói như nắm lá trong tay, hay đó là Tiểu Hoa Nghiêm Kinh. Những gì Ngài hiểu biết như lá trong rừng, đó là Trung Hoa Nghiêm Kinh. Và những gì Phật chưa nói là tuệ giác Như Lai, là Đại Hoa Nghiêm Kinh. Hay nói cách khác là sự sống từ vô thủy cho đến ngày nay và mãi về sau. Nói tóm gọn, Đại Hoa Nghiêm Kinh là tuệ giác của Phật. Trung Hoa Nghiêm Kinh là việc làm của Phật. Tiểu Hoa Nghiêm Kinh mà Bồ Tát Long Thọ ghi được, hay chính xác hơn được A Nan trùng tuyên sau Phật Niết Bàn 50 ngày. Đó là ý quan trọng chúng ta học về tư tưởng Đại Thừa. Thử nghĩ lời Phật dạy được A Nan kiết tập. Chúng ta nhớ hết không? Dù Ngài Long Thọ gọi đó là Tiểu Hoa Nghiêm, còn những gì phần lớn của Phật có thể nói chúng ta chưa thấy hết được. Cuộc đời Phật chúng ta cũng chưa thấy hết. Chỉ một việc nhỏ khi nghĩ về Phật, chúng ta cũng không trả lời được. Thí dụ như Thái tử Sĩ Đạt Ta được nuông chiều vô cùng. Tại sao Ngài lại từ bỏ cuộc sống nhung lụa để dấn thân trên con đường cát bụi? Sống rất cực khổ, trong khi tất cả mọi người ai cũng muốn sống giàu sang, sung sướng. Câu hỏi này chúng ta cũng chưa trả lời được, vì Ngài nghĩ gì, lịch sử không ghi. Tiểu Hoa Nghiêm Kinh kia cũng chỉ là một phần nhỏ của Phật thôi. Đó là việc thứ nhất tôi nhận ra. Nếu chúng ta suy nghĩ và triển khai về cuộc đời Phật, phải nói là vô cùng tận. Vì thứ hai, tại sao vua Tần Bà Sa La gặp Phật lại kính trọng Ngài đến mức dân cúng vườn trúc lâm để xây tịnh xá? Tôi gọi việc này là Trung Hoa Nghiêm Kinh. Việc này được lịch sử ghi đơn giản rằng Thái tử Sĩ Đạt Ta tu ở Ma Kiệt Đà. Vua Tần Bà Sa La thấy Sa Môn có dáng giải thoát, đáng quý, vua mới tìm gặp. Và Sĩ Đạt Ta nói khi nào Ngài thành đạo sẽ đến độ vua. Nhớ lời hứa này, Ngài đã trở lại gặp vua. Vua vui mừng liền cúng Phật khu vườn trúc lâm. Lịch sử ghi như vậy, đó là Tiểu Hoa Nghiêm Kinh.
Nhưng Trung Hoa Nghiêm Kinh còn ẩn chứa những gì quan trọng không thể tự nhiên có, mà phải thiết thân thể nghiệm tinh ba Phật Pháp mới nắm bắt được. Thật vậy, trước một hiện tượng xảy ra, người có tâm đại thừa luôn quan sát những gì liên hệ tác động đến sự việc. Thí dụ, Phật nói một lá cây bình thường, nhưng ta phải thấy đầy đủ sự tiến triển của nó, từ hạt trở thành thân cây, lá cây, và phải nhờ có ánh sáng, vườn mây, mưa mới hình thành chiếc lá. Không có vật nào đơn độc mà hiện hữu và tồn tại được. Vì vậy, tụng Tiểu Hoa Nghiêm Kinh phải thấy rộng là thấy tinh ba hàm chứa trong Trung Hoa Nghiêm Kinh và Đại Hoa Nghiêm Kinh. Tu học Phật, quán sát cuộc đời Phật, từ lời nói của Phật, việc làm của Phật và tuệ giác Phật dẫn đến quả vị vô thượng chánh đẳng chánh giác. Đó là cốt lõi của Đại Thừa, tức Đại Hoa Nghiêm Kinh. Quán sát theo tinh thần này, anh em thấy Phật nói từ đầu phát xuất từ cỏ cây, hoa lá mà chuyển hóa thành con người. Sự tiến triển này được Kinh Hoa Nghiêm diễn tả là ngũ ấm thế gian, hình thành quốc độ thế gian và tạo ra chúng sanh thế gian. Kinh Pháp Hoa gọi đó là Tam Thế Gian. Người học Đại Thừa, việc quan trọng phải tìm hiểu, quan sát để nhận ra Tam Thế Gian. Về quốc độ thế gian và chúng sanh thế gian, tôi đọc câu chuyện trao đổi giữa Uất Đầu Lam Phất và Cụ Đàm. Cụ Đàm hỏi, nếu đến phi tưởng phi tưởng xứ định, hành sẽ không có. Hành là hành động của nội tâm, thì cắt bỏ hoạt động nội tâm, ta đồng với gỗ đá hay sao? Uất Đầu Lam Phất trả lời rằng, đến sở đắc này thì không còn tưởng, nhưng cũng không hiện hữu luôn cái không còn tưởng, nên gọi là phi tưởng, phi tưởng định. Trên nền tảng tứ thiền và bát định học được từ Uất Đầu Lam Phất, Đức Phật đã từng bước khám phá những điều mới của riêng Ngài là tứ quả thanh văn, Tu Đà Hoàng, Tư Đà Hàm, A Na Hàm và A La Hán. Theo tôi, sở đắc này của Phật rất khoa học, vì những gì mà người trước đã đạt được, Ngài dùng trí tuệ để phát triển ra cái mới, tức có công trình sáng tạo riêng. Tuy nhiên, đối với chúng ta, có thể cái thấy còn giới hạn, gọi là người mù trờ voi, thì đó chỉ là một phần nhỏ của kiến thức. Còn những gì của các tôn giáo khác thấy, ta phải trân trọng. Vì vậy, các thầy Hoằng Pháp phải trân trọng người khác, không nên chủ quan. Vì người ta thấy khác, họ mới tin khác. Làm khác thì đó là việc của họ. Trên bước đường hoằng pháp, đừng tạo khoảng cách tôn giáo rất nguy hiểm. Làm sao tôn giáo khác chấp nhận mình làm bạn, cố xây dựng những điều họ chấp nhận được, đừng đụng vô cái của họ, nhưng khơi dậy cái họ cần biết là chấp nhận được. Trong Phật giáo có những điều mà các tôn giáo khác muốn học, hiểu và học với người có kinh nghiệm. Sau khi dự hội nghị tôn giáo thế giới, Đức Hồng Y Thiên Chúa Giáo đã dẫn tôi vô, chỉ cho thấy họ có bộ Đại Tạng Kinh của mình. Tôi nói, hiện nay không phải là thời kỳ đối đầu, nhưng cần bổ sung kiến thức cho nhau, nên cởi mở, hòa hợp với các tôn giáo khác mới an toàn. Đi rơi vào thế cực đoan là tự cô lập mình cho đến mức mình bị tiêu diệt là hỏng. Còn chúng ta theo Phật, phát huy tuệ giác, phải có cái thấy đúng đắn, càng chính xác càng tốt, và thấy thoáng, thấy rộng mới dung hóa được mọi sai biệt, và nhất là làm nơi nương tựa vững chãi, an ổn cho nhiều người bị hoang mang trong đám rừng rậm kiến thức tràn đầy nhiễu loạn thông tin rác, thông tin bẩn, thông tin vô bổ, tác hại tinh thần không ít trong thời đại công nghệ thông tin hiện nay. Thông tin hiện nay, 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 thông tin hiện nay. Một con người thiếu đạo đức cũng giống như một con thú vật, nhưng con thú ấy lại mang lốt người. Con người ấy chẳng bao giờ có một tâm hồn thanh thản, an lạc và vô sự. Cuộc đời của họ chẳng có hạnh phúc, thường sống trong tâm trạng đau khổ, giận hờn, phiền muộn, lo âu, sợ hãi, bất an, bất toại nguyện, vân vân. Một gia đình thiếu đạo đức là một gia đình đau khổ. Phần đông mọi người sống trong gia đình đó chỉ còn biết chịu đựng với nhau. Chịu đựng để mà sống, sống trong khổ đau, nên không bao giờ tìm được chân hạnh phúc
an vui, chân thật. Sống trong gia đình đó cũng giống như sống trong địa ngục của trần gian. Một xã hội thiếu đạo đức là một xã hội mà mọi người đều gian ác, xảo trá, lừa đảo, lường gạt nhau bằng mọi cách. Họ luôn luôn phải bon chen, đấu tranh chà đạp lên nhau để tìm miếng ăn, mảnh áo, để tìm vật chất và tiền bạc, châu báu ngọc ngà cho nhiều, vân vân. Vì thế, đó là một xã hội rất phức tạp, rất đen tối, không trật tự, thiếu an ninh. Đó cũng làm gì cuộc sống cá nhân mà mọi người quên đi đạo đức nhân bản, nhân quả. Xem cá nhân là quan trọng, là trên hết, nên không còn có con người sống liêm sĩ, chỉ công vô tư. Họ không còn biết yêu thương nhau, chỉ biết có tiền và vật chất. Vì thế mà đạo đức lần lần biến mất. Triết lý của Phật về cách sống. Ở đời đừng quá sân si, không biết gì thì nên im lặng. Triết lý của Phật về cách sống dạy chúng ta rằng, nếu không thể chia sẻ, không thể bao dung được cho người khác, thì hãy im lặng, chứ đừng soi mói, sân si, kẻo lại thêm nghiệp. Phật dạy đạo đức làm người. Thứ nhất, đời người có 8 cái khổ. Theo lời Phật dạy, đời người có 8 nỗi khổ lớn nhất. Sinh, lão, bệnh, tử, yêu thương phải chia lìa, oán hận lâu dài, cầu mà không được, bị mê lạc bởi những điều thấy được. Sinh khổ, lão khổ, bệnh khổ, tử khổ, ái biệt ly khổ, oán tằn hồi khổ, cầu bất đắc khổ, ngũ quẩn xí thanh khổ. Sinh lão bệnh tử là những nỗi đau thể xác tự nhiên. Yêu thương phải chia lìa, oán hận lâu dài, cầu mà không được, bị mê lạc bởi những điều thấy được là những nỗi đau tinh thần. Triết lý của Phật về cách sống nói rằng, 7 nỗi khổ đầu tiên là nỗi khổ rõ ràng mà ai cũng có thể cảm nhận được. Nỗi khổ cuối cùng không dễ nhận ra, nhưng nó là căn nguyên của mọi đau khổ. Không cần biết bạn là ai, bạn cao quý như hoàng đế hay tướng quân, rẻ rúng hay sang chảnh cao sang, thì đều phải chịu đựng 8 cái điều gian khổ này. Cuộc sống đầy gian nan vất vả, không mấy ai thực sự sung sướng trọn vẹn cả đời. Có những nỗi đau khó quên mà người khác không thể hiểu được. Vì vậy, chúng ta có thể không hiểu những gì người khác đã trải qua, nhưng chúng ta không được tùy ý nhận xét về con người và cuộc sống của họ. Bạn chưa từng trải qua thì làm sao bạn thấu hiểu được? Trước khi nhận xét về một ai đó, thì phải xem lại mình. Ai cũng có nỗi khổ riêng cả. Nếu mình không thể chia sẻ, không thể bao dung được cho người khác, thì xin hãy im lặng, đừng soi mói, sân si, kẻo lại thêm nghiệp. Thứ hai là ngưng đổ lỗi cho người khác. Nếu bạn không biết những khó khăn người khác phải trải qua, đừng tùy ý soi mói lên án họ. Sống có khúc, người có lúc. Đời người rất dài và đôi khi lại rất ngắn, nên không ai biết được chuyện gì sẽ xảy ra trong tương lai. Đời người vô thường, quả từ miệng mà ra, đừng ăn nói hàm hồ. Trong nhà Phật thì khẩu nghiệp là một trong những nghiệp nặng nhất, vì nó dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng. Nó dẫn đến sự đổ vỡ, dẫn đến sự đau khổ tột cùng, dẫn tới mọi phiền não. Một lời nói vô tình có thể làm mình và người khác đau khổ cả cuộc đời. Chúng ta hãy luôn cẩn thận với lời nói. Ông bà ta cũng có câu, lời nói không mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau. Theo quy luật nhân quả, nhân thế nào thì quả thế ấy. Gieo hạt dưa thì được quả dưa thơm ngọt, gieo hạt chanh thì được quả chanh chua. Chúng ta đã từng thấy những người vô cùng thiếu may mắn,
sinh ra đã bị sứt môi, nói ngọng, thậm chí là bị câm. Đấy cũng là do tạo khổ nghiệp xấu, gây nên những hậu quả lớn, đã mang khổ đau tới cho mọi người, nên giờ họ phải trả nghiệp. Vì thế hãy sám hối, nhận lỗi và sửa sai, không bao giờ tái phạm, và hãy nói lời dễ nghe, lời hay, lời có ích cho mọi người. Nói lời vui vẻ, hòa nhã, nói lời gắn kết yêu thương, nói lời chân thực, nói lời hay, ý đẹp. Cái miệng xinh thì chỉ nói những lời hay. Xin được kể cho các bạn nghe về một câu chuyện. Hy vọng sau khi nghe xong, chúng ta sẽ hiểu như thế nào là đặt mình vào vị trí của người khác. Câu chuyện mang tên Con lợn và bầy cừu. Có một con lợn nhỏ xông vào đồng cỏ, ăn uống với bầy cừu mỗi ngày. Nhưng không lâu sau đó, người chăn cừu đã phát hiện ra sự tồn tại của nó và lập tức chộp lấy nó và đem ra chợ bán. Con lợn rú lên và vùng vẫy trong sự tuyệt vọng, nhưng không thể thoát khỏi sự kiểm soát của người chăn cừu. Bầy cừu sốt ruột nói, còn rú lên cái gì? Chúng tôi thường xuyên bị hắn tóm được, nhưng chưa bao giờ bị hắn đem ra chợ rồi làm ầm ĩ như người. Con heo tuyệt vọng nói, chúng ta không có giống nhau. Nếu hắn ta bắt mấy người, hắn chỉ lấy lông hoặc sữa của mấy người thôi. Nhưng nếu hắn bắt tôi, hắn muốn mạng sống của tôi. Bầy cừu bỗng dưng hiểu ra và im bặt. Thì ra, heo không giống cừu. Heo rú lên là có nguyên do cả. Làm gì có ai cận kề cái chết mà có thể bình tĩnh được? Cừu không bị làm thịt thì làm sao mà hiểu được? Những con cừu trước đó mắng chửi phê phán con heo vì chúng không hiểu những thử thách sinh tử mà con heo sắp phải đối mặt. Vì vậy cừu chỉ thấy heo làm quá mọi chuyện rồi rú lên ồn ào. Sau khi nghe heo nói xong thì bầy cừu đã hiểu ra và im miệng lại. Ở đời, sợ nhất là chẳng biết cái gì, nhưng vẫn đi nói xấu người khác, phê phán người khác. Một người chỉ có thể thấu hiểu nỗi đau, nỗi buồn sau khi đã trải qua nó, hoặc từng chứng kiến người khác có hoàn cảnh giống mình. Cũng giống như câu chuyện trên, con heo rú lên là vì biết mình sẽ bị bán ra chợ rồi đem đi thịt giống như loài của mình. Vì vậy, nếu bạn không biết khó khăn của người khác, thì xin đừng tùy tiện lên án họ. Biết cuộc sống của người khác cũng không dễ dàng gì, thì tại sao bạn cứ lên án họ làm chi, cho nhân sinh thêm khổ đau? Lòng tốt lớn nhất của con người chính là sự thông cảm và hiểu biết. Thứ ba, ngừng bới móc lỗi lầm của người khác. Tập thiền và nghĩ về bản thân, đừng chăm chăm bàn chuyện thiên hạ và ngưng nói về lỗi lầm của người khác. Một người khôn ngoan thực sự không tìm kiếm lỗi lầm và bới móc lỗi lầm ở người khác. Chúng ta không thể hiểu được nỗi đau của người khác, vì vậy chỉ cần lo cho bản thân là đủ. Có một câu chuyện khác mang tên Chuyện bát mì vợ nấu. Có một cặp vợ chồng đã chung sống gần hết cuộc đời, sống rất hòa thuận. Nhưng điều khiến ông chồng không hài lòng nhất đó là ông không thích món mì mà bà vợ nấu vì nó quá mềm và không thơm một chút xíu nào hết. Một hôm, ông lão quyết định tự tay nấu một tô mì, trổ tài để cho bà vợ ăn thử cho sáng mắt ra, lần sau mà nấu theo. Vì vậy, ông nấu một tô mì hoàn hảo và vội vã gọi bà vợ đang ngủ thức dậy ăn. Nhưng bà vợ chậm rãi nói, đừng lo, hôm nay tôi sẽ nói cho ông biết lý do một tô mì ngon lại có thể bị nát và kém ngon như thế nào. Hóa ra, không phải bà lão không nấu được mì, mà bát mì bị nát và không thơm ngon là do mỗi lần bà nấu mì xong, gọi ông chồng dậy thì ông ấy đều ngủ say.
không chịu thức dậy để ăn. Để lâu quá nên mắt mì bị nở và nát, nguội lạnh. Trong cuộc sống cũng vậy. Chúng ta luôn chú trọng đến cảm xúc của bản thân, nên cứ mù quáng trách móc nhau, từ đó bỏ qua toàn cảnh của sự việc. Bạn có trách người ta sai hoàn toàn hay không? Lỗi lầm đều nằm ở người ta có phải không? Trước khi oán trách thì nên xem xét cho kỹ. Lòng tốt lớn nhất của một người là không tùy ý đổ lỗi cho người khác. Những người có suy nghĩ càng thấp thì sẽ càng nhìn ra nhiều lỗi của người khác rồi phán xét. Cuộc sống là một hành trình cô đơn, không ai có thể thực sự đồng cảm với bạn. Nếu bạn chưa gặp phải khó khăn của người khác đang phải trải qua, thì đừng đòi hỏi người ta phải tươi cười, vui vẻ với bạn. Lời Phật dạy về sám hối, hy vọng mỗi con người chúng ta hãy chăm sóc trái tim và chăm sóc cái miệng của mình, thay vì sám soi chuyện người khác. Thứ tư, đừng đòi hỏi người khác phải rộng lượng. Giữa biển người mênh mông, ai mà không khó khăn? Tất cả chúng sinh ai mà không đau khổ? Cho dù đó là đau khổ hay đau đớn, chúng ta không bao giờ có thể trải nghiệm nó một cách trọn vẹn nếu không tự mình dấn thân trải nghiệm. Vì vậy, nếu bạn không biết hay là không hiểu nỗi khổ của người khác cũng được, nhưng xin đừng chỉ tay phán xét. Chuyện tu sĩ khoe nỗi đau. Có một câu chuyện kể về một vị tu sĩ được ghi lại trong Kinh Phật, kể rằng sau khi ông bị thương trong một vụ tai nạn, những người hàng xóm thấy thương cảm và lần lượt đến thăm hỏi ông. Vì vậy, người tu sĩ đã chịu khó mở vết thương của mình ra cho mọi người xem và kể cho những người đến thăm về trải nghiệm không may của mình. Với ánh mắt thương hại, mọi người thở dài khi nghe vị tu sĩ nói, rồi rời đi ngay khi họ nghe xong. Ngày này qua ngày khác, vết thương của vị tu sĩ không những không cải thiện mà ngày càng nghiêm trọng hơn. Cuối cùng ông chết vì chữa trị không hiệu quả. Người tu sĩ trong câu chuyện cũng giống như chúng ta trong cuộc sống vậy. Mong muốn người khác hiểu được nỗi đau của mình, rồi kể lể ra cho họ xem, nhưng lại phản tác dụng. Đừng bao giờ kể với ai về vấn đề khó khăn của bạn. 90% trong số họ không quan tâm, 10% còn lại chỉ để vui sướng khi nghe thấy điều này. Đừng có kiểu chuyện gì cũng thật lòng kể hết cho người khác nghe. Đôi lúc bạn kể là chuyện buồn, nghe vào tai họ lại ra hàng ngàn phiên bản truyền cười. Đức Phật nói, ngàn người đau khổ, 1000 cách, và nỗi thống khổ của họ đều khác nhau. Ai cũng có một cuộc sống riêng, khó thấu hiểu được nỗi đau nếu không phải chính thân mình trải qua. Chúng ta không thể hiểu nỗi cay đắng của người khác, cũng như người khác không thể chia sẻ niềm vui và nỗi buồn của chúng ta. Vì vậy, nếu bạn không biết khó khăn của mình, bạn không phải lo lắng vì điều đó. Nếu bạn không biết khó khăn của người khác, thì đừng thuyết phục người khác phải từ bi rộng lượng. Quan tâm không vượt qua ranh giới, thấu hiểu và không vu khống, tử tế và không làm tổn thương là sự bảo vệ lớn nhất dành cho nhau. Đạo làm người, hay còn gọi là đạo đức Phật giáo, là một hệ thống giá trị đạo đức và nguyên tắc hành xử được giảng dạy bởi Đức Phật. Nó là một phần quan trọng trong tín ngưỡng Phật giáo và nhằm giúp con người tu dưỡng và trở thành một người tốt. Đạo làm người gồm nhiều giá trị đạo đức như phúc hậu, lương thiện, giữ chữ tín, khoan dung, thành thật, khiêm tốn, chính trực và kiên trì. Đạo làm người được coi là nền tảng cho một cuộc sống có ý nghĩa và mang lại sự an lạc, hạnh phúc cho con người. Những lời Phật dạy đạo làm người tốt, hay và ý nghĩa, quý Phật tử nên hiểu về đạo làm người và áp dụng nó vào cuộc sống hàng ngày.
để cuộc sống của mình trở nên tốt đẹp hơn. Nếu áp dụng những giá trị đạo đức này, chúng ta có thể đạt được sự an lạc và hạnh phúc trong cuộc sống. Để trở thành một người tốt, chúng ta cần tuân theo những lời Phật dạy đạo làm người dưới đây. Về phúc hậu, đạo Phật luôn coi trọng phúc hậu và đối xử hòa nhã với mọi người. Để trở thành một người tốt, chúng ta cần có tấm lòng phúc hậu. Về lương thiện, đạo Phật luôn khuyến khích hành động thiện và xét đoán đức hạnh của một người dựa trên lương tâm của họ. Về chữ tín, đạo Phật luôn răn dạy chúng ta phải giữ chữ tín, không dối trá hay thất hẹn với người khác. Đây là tiêu chuẩn của một người tốt. Về khoan dung, để trở thành người tốt, chúng ta không nên quá chú ý đến những chuyện nhỏ, mà hãy có cái nhìn bao dung, sẵn sàng tha thứ cho những sai lầm. Về thành thật, đây là điều cơ bản mà bất kỳ ai cũng cần hiểu. Phải tránh dối trá và luôn hành động thành thật để nhận lấy quả báo tốt. Về khiêm tốn, để trở thành một người tốt, chúng ta cần luôn tự tu dưỡng và khiêm tốn, kính trên nhường dưới. Về chính trực, một người tốt cần phải sống chính trực, không xu nịnh và dũng cảm đối mặt với sự thật, đấu tranh cho sự công bằng. Về sự kiên trì, cho dù cuộc sống có nhiều khó khăn, chúng ta cũng cần phải kiên trì, dũng cảm đối mặt và không nao núng. Đó là lời dạy của Đức Phật. Không nên thực hiện 6 việc ác. Đức Phật hiểu rõ nhân quả thiện ác và mong muốn giúp đệ tử của Ngài thoát khỏi sự đau khổ. Vì vậy, Ngài khuyên cả người cư sĩ nên tránh xa 6 nghề ác, bởi những nghề này không phù hợp với tâm từ bi của đạo Phật và gây khổ đau cho nhiều sinh linh. Trong kinh A Hàm và Nikaya, 6 nghề ác đó được liệt kê sau đây. Không nên làm nghề săn bắn, không nên làm nghề chài lưới, không nên kinh doanh thịt sống, không nên kinh doanh thịt chín, không nên sản xuất hoặc kinh doanh rượu bia, các sản phẩm và dịch vụ gây nghiện, không nên kinh doanh buôn bán người. Những nghề này không chỉ mang lại lợi ích tạm thời, mà còn gây hại cho bản thân và người khác. Và khi chết, người làm 6 nghề ác này sẽ bị đọa vào 3 ác đạo. 4 việc ác đó là tham, sân, sợ, ngu. Để hiểu đúng về 4 ác này, chúng ta cần phân biệt rõ 2 loại tham dục. Tham dục để đáp ứng tham vọng cá nhân như tiền bạc, danh vọng, tình yêu, sắc đẹp và thùy chọn làm cho tâm trí mù quáng và mê muội, gây ra những hành động không tốt nên cần phải loại bỏ. Tuy nhiên, nếu tham dục phục vụ cho chánh kiến thức, chánh tư duy, cho việc học hành, trí tuệ, sự phồn thịnh xã hội, bình an và hạnh phúc, thì chúng ta nên thực hiện và phát huy. 4 việc ác, hay còn gọi là 4 nghiệp ác, mà Phật dạy, sát sinh, trộm cắp, dâm dật, vọng ngữ, là 4 điều ác mà bất cứ ai cũng nên tránh xa. Hàng ngày khi đọc báo, chúng ta vẫn thấy nhiều tội phạm phạm các tội này, như giết người, cướp tài sản, gây ra những bất an cho xã hội. Điều này cho thấy những gì Đức Phật đã dạy vẫn là những chuyện thực tế xảy ra hàng ngày trong thế gian này. 6 nghiệp hao tổn tài sản cần tránh. Đức Phật đã dạy rằng, nếu ai tránh được 4 nghiệp kết và 4 việc ác cùng với 6 nghiệp hao tổn tài sản, thì không chỉ đời này mà các đời sau cũng sẽ được hưởng những quả tốt đẹp có duyên lành. 4 việc ác đó là say rượu, uống trà, cờ bạc, phóng đãng, ngoại tình, đam mê âm nhạc không tốt. Nếu tránh xa 4 việc ác đó cùng với 6 nghiệp hao tổn tài sản và cúng dường 6 phương, thì đời này và đời sau đều sẽ tốt đẹp và căn cơ. Trong hiện tại, người đó sẽ được người khác khen ngợi,
và nhận được quả báo tốt nhất. Khi qua đời, người đó sẽ được sanh ra ở cõi thiện. Làm thế nào để đạt được sự giác ngộ và thấu hiểu đạo làm người? Để đạt được sự giác ngộ và thấu hiểu đạo làm người, bạn có thể thực hiện các bước sau đây. Tìm hiểu về đạo làm người. Hãy tìm hiểu về đạo làm người bằng cách đọc sách, nghe thuyết giảng hoặc tìm hiểu trên Internet. Hiểu rõ về giá trị đạo đức và nguyên tắc hành xử được giảng dạy trong đạo làm người. Thực hành thiền định. Thiền định là một phần quan trọng trong đạo làm người. Hãy thực hành thiền định để giữ tâm trí trong sáng và tập trung vào việc học hỏi và cải thiện bản thân. Thực hành những giá trị đạo đức. Hãy thực hành những giá trị đạo đức như phúc hậu, lương thiện, giữ chữ tín, khoan dung, thành thật, khiêm tốn, chính trực và kiên trì. Thực hành những giá trị này sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về đạo làm người và đạt được sự giác ngộ. Học hỏi từ người có kinh nghiệm. Hãy học hỏi từ những người có kinh nghiệm trong đạo làm người. Họ sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về những khía cạnh khác nhau của đạo làm người và giúp bạn đạt được sự giác ngộ. Thực hành hàng ngày. Hãy thực hành những giá trị đạo đức trong cuộc sống hàng ngày. Điều này giúp bạn áp dụng những giá trị đạo đức vào cuộc sống và đạt được sự thấu hiểu về đạo làm người. Giữ tâm trong sáng. Hãy giữ tâm trong sáng và tránh xa những việc ác. Điều này giúp bạn giữ được tâm hồn trong sáng và giúp bạn đạt được sự giác ngộ và thấu hiểu đạo làm người. Đức Phật đã dạy rằng, nếu ai tránh được 4 nghiệp kết, 4 việc ác cùng với 6 nghiệp hao tổn tài sản, thì không chỉ đời này mà cả đời sau đều sẽ được hưởng những quả tốt đẹp và có duyên lành. Trong hiện tại, người đó sẽ được người khác khen ngợi, xã hội và gia đình đều ngợi khen. Và trên hết, người đó sẽ được an ổn, xã hội cũng sẽ trở nên tốt đẹp, không có sự lo sợ. Đức Phật cũng nói rằng, nếu ai không làm những việc ác do tham hận sợ si, thì danh dự của người đó sẽ càng được tôn trọng như trăng hướng dậy rằm. 5 điều quán tưởng hàng ngày để sống hạnh phúc. Kính thưa quý vị, Đức Phật khuyên chúng ta mỗi ngày cần quán tưởng đến 5 điều. Tất cả chúng ta đều biết những điều ấy, nhưng ta thường dễ quên. Ta thường tự dối rằng chúng không hiện hữu, để rồi khi chúng xảy ra như một định luật, ta lại cho đó là tai nạn, dù chúng chỉ là những định luật tự nhiên. Đây là quán tưởng, không phải là thiền quán. Ta cần phân biệt hai thứ này. Trong thiền quán, ta cố giữ tâm trụ vào một điểm, một đề mục của thiền quán, để giúp cho tâm trở nên tĩnh lặng thanh tịnh, hòng có được sức mạnh để đạt được tuệ giác. Trong quán tưởng, chúng ta chọn một đề tài, là một vấn đề chung của nhân loại, không phải là vấn đề của cá nhân, và xem chúng ảnh hưởng đến ta như thế nào. Phân tích thái độ của ta đối với chúng, chính các phản ứng đó chuyển tải tầm quan trọng của vấn đề đến với ta. Quán tưởng có nghĩa là ta đào sâu một vấn đề, cho dù đó là một vấn đề ta đã quá quen thuộc, ta vẫn có thể có những nhận thức mới về nó. Ta nhìn vấn đề ở một khía cạnh khác. Chúng ta có thể có được tuệ giác vì đã bỏ được những suy nghĩ viển vông, vì biết chuyên tâm vào một vấn đề. Trí tuệ được phát triển như thế đó không phải là do suy nghĩ về một vấn đề, mà quán tưởng đến chân lý của vấn đề, xem xét những ứng dụng của nó trong cuộc sống của chúng ta, nhìn dưới mọi khía cạnh, kết nối nó với thực tế để có được một quan điểm mới mẻ hơn. Có thể so sánh với việc ta ngồi ở cửa sổ quan sát một cái cây, với việc ta đứng lên quan sát nó trở lại. Trước ta chỉ thấy có nửa thân cây, sau đó ta có thể nhìn cây toàn diện. Cây không thay đổi, nhưng cái nhìn của ta về cây thì đã khác.
Tôi khuyên các bạn hãy xướng những câu sau đây, vì nó giúp bạn dễ nhớ. Sau mỗi câu, tôi bổ túc thêm một số điều để giúp bạn dễ quán tưởng hơn. Bạn không cần phải tuân theo những điều ấy, vì chúng chỉ là phương tiện để hướng dẫn. Nếu bạn có những cách khác, cũng tốt thôi. Quán tưởng về nội tâm riêng của mình sẽ hiệu quả hơn. Trước hết, hãy trở về với hơi thở trong chốc lát, xong sướng lên những câu sau. Thứ nhất, tôi sẽ bị hoại diệt. Tôi không tránh khỏi sự hoại diệt. Trước hết hãy xem xét câu này có đúng sự thật hay không. Nếu đúng, xét xem trong cuộc sống của ta có quan tâm đến điều này hay không. Hãy xét xem trong tâm thức của chúng ta có phản đối sự thật đó hay không. Ta có ước ao giá mà nó đừng xảy ra. Nếu là như thế, ta phải xét xem tại sao ta không tuân theo định luật tự nhiên này. Thứ hai, thân tôi sẽ bệnh, tôi không thoát khỏi bệnh yếu. Lần nữa, ta lại xét xem điều đó có đúng sự thật hay không. Ta đã từng bao giờ bệnh hoạn hay chưa? Ta có chắc không bệnh nữa không? Điều này có nghĩa gì đối với thân, với cái mà ta vẫn gọi là tôi? Thân ta có làm theo ý ta hay không? Hay là nó chỉ nghe theo những luật riêng của nó? Khi bệnh yếu không cần hỏi đến ý kiến của ta. Thứ ba, tôi sẽ chết, tôi không thoát khỏi cửa tử. Tất cả chúng ta đều biết đó là chân lý, nhưng cần phải xem xét ta có luôn nghĩ rằng điều đó có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Xem xét ta có sống theo suy nghĩ đó hay không. Hãy tự hỏi xem mình có chuẩn bị, có ở trong tư thế sẵn sàng. Nếu không, ta còn bám víu vào gì nữa? Chúng ta cần làm gì để chuẩn bị cho cái chết, để cái chết không còn là nỗi đe dọa của ta? Thứ tư, tất cả những gì tôi coi là quý báu, là niềm vui, là của tôi sẽ không còn, sẽ đổi thay. Hãy nhìn lại quá khứ. Chúng ta có thể nhớ lại rằng có nhân vật, những kỷ niệm, những hoàn cảnh, những con người mà ta trân quý, yêu thương đã thay đổi, đã hoại diệt. Nếu thế, những thứ ngay bây giờ ta trân quý sẽ ra sao? Liệu chúng có ở bên ta mãi mãi? Thứ năm, tôi là chủ của nghiệp. Khi ta chấp nhận sự thật này, ta sẽ có trách nhiệm với tất cả những gì xảy ra cho ta. Chúng ta cần quán tưởng xem ta có thực sự là chủ của nghiệp để buông bỏ bất cứ ý nghĩ nào cho rằng người khác đã tạo ra điều gì đó cho ta. Tôi thừa tự nghiệp của mình. Mỗi chúng ta tự tạo ra nghiệp của mình. Nếu chúng ta luôn ghi nhớ điều đó, thường suy tưởng về điều đó, ta sẽ thấy dễ làm điều thiện, điều hữu ích. Tôi sinh ra do nghiệp của mình. Chính ước muốn được có mặt, được sống khiến ta sinh ra trong hoàn cảnh của mình. Hoàn cảnh đó là một kinh nghiệm học hỏi của ta. Tôi liên hệ với nghiệp của thiện hay ác, tôi sẽ là người phải lãnh chịu. Nhận thức này mang chúng ta trở lại với thực tại khi biết rằng ta không ngừng tạo nghiệp và thường là ta phải chịu quả ngay sau đó do ta tự tạo ra cho mình. Phật dạy về chính đức của nguyện bố thí để có phước quả lớn. Thực hành hạnh bố thí và cúng dường thì được hưởng phước, nhưng bố thí để được quả báo lớn đến chỗ cam lồ diệt tận thì không phải ai cũng tỏ được. Bố thí và cúng dường là một trong những hạnh tu căn bản của hàng Phật tử tại gia, nhất là trong mùa an cư kiết hạ. Khi chúng tăng tập trung về một chỗ, không đi quá duyên, thì sự hộ trì của hàng cư sĩ lại càng mạnh mẽ hơn. Ai cũng biết, thực hành hạnh bố thí và cúng dường thì được phước, nhưng bố thí để được quả báo lớn đến chỗ cam lồ diệt tận thì không phải ai cũng tỏ tường. Nhiều người nghĩ rằng chỉ cần có tài vật cùng với tấm lòng rộng mở thì đã có thể tùy duyên bố thí. Quả đúng như vậy, nhưng đó chỉ mới là điều kiện cần mà chưa đủ để hình thành nên phước báo lớn.
Muốn bố thí có phước báo lớn thì người bố thí vật được thí và người nhận thí phải đầy đủ chính đức. Thế Tôn đã nói về chính đức của nguyện bố thí như sau. Một thời Đức Phật ở tại nước Xá Vệ, rừng Kỳ Đà, vườn Cấp Cô Độc. Bây giờ Thế Tôn bảo các tỳ kheo, ta sẽ nói về chính đức của nguyện bố thí. Các thầy khéo suy nghĩ đó, ta sẽ diễn bài nghĩa ấy. Khi ấy các tỳ kheo dâng lãnh lời Phật dạy. Phật bảo các tỳ kheo, thế nào là chính đức của nguyện bố thí? Tỳ kheo nên biết, đàn việc cúng thí thành tựu ba pháp. Vật được thí cũng thành tựu ba pháp. Người nhận vật thí cũng thành tựu ba pháp. Thế nào là thí chủ đàn việc thành tựu ba pháp? Ở đây, thí chủ đàn việc được thành tựu lòng tin, thành tựu tệ nguyện, cũng không sát sinh. Đó gọi là thí chủ đàn việc thành tựu ba pháp. Thế nào là vật thí thành tựu ba pháp? Ở đây, vật thí thành tựu sắc, thành tựu hương, thành tựu vị. Đó là vật thí thành tựu ba pháp. Thế nào là người nhận thí thành tựu ba pháp? Ở đây, người được thí thành tựu giới, thành tựu chánh, định, thành tựu trí tuệ. Đó là người nhận thí thành tựu ba pháp. Như thế, bố thí thành tựu chính pháp này được quả báo lớn đến chỗ cam lồ diệt tận. Phàm thí chủ muốn cầu được phước ấy thì nên tìm phương tiện thành tựu chính pháp. Như thế, các tỳ kheo nên học điều này. Bây giờ các tỳ kheo nghe Phật dạy xong vui vẻ dâng làm. Tại sao sống ở đời chúng ta cần bố thí? Xin làm bàn như thế này. Mới hay, người có điều kiện về tài vật mà muốn bố thí đúng như pháp, thì bản thân họ phải tu tập ít nhất là thành tựu ba pháp, tức thành tựu lòng tin, thành tựu thệ nguyện và không sát sanh. Lòng tin ở đây chính là tin vào tam bảo, tin vào phước quả của hành bố thí. Chính tấm lòng, thệ nguyện sẽ chia một phần tài vật mà mình kiếm được, sẽ góp phần cải thiện phước báo của mình. Nên càng chia sẻ bố thí và cúng dường thì phước đức càng tăng trưởng. Quan trọng hơn, người thí chủ phải có căn bản về đạo đức, tâm từ sung mãn, biểu hiện cụ thể là tôn trọng sinh mạng, không sát sinh hại vật. Kế đến, vật thí cũng phải thành tựu ba pháp, tức là thành tựu sắc, thành tựu hương, thành tựu vị. Ngày xưa, vật bố thí thường là thực phẩm, nên đồ ăn với hình thức đẹp, hương thơm và vị ngon là những tiêu chí để thể hiện rằng thí chủ đã hết lòng, tận tâm trong việc bố thí. Còn ngày nay, để tiện lợi nhiều bề, người ta thường bố thí bằng tiền mặt. Vậy thì đồng tiền mà mình đem bố thí và cúng dường cũng phải sạch, không xuất phát từ sự gian dối, lừa gạt, nhũng nhiễu, giết hại mà có. Vật đem cho càng thanh tịnh bao nhiêu thì phước báo của người cho càng vô lượng bấy nhiêu. Đặc biệt là người nhận thí cũng phải thành tựu ba pháp, đó là giới, định và tuệ. Bởi thí cho người mà không tu hành đạo đức thấp kém thì chắc chắn người được thí được ít phước báo hơn. Vì thế, phát tâm bố thí và cúng dường cũng cần đúng người, đúng chỗ, gieo phước vào các thửa ruộng tốt, như cúng dường cho chúng tăng, tinh chuyên tu hành trong 3 tháng an cư kiết hạ, chắc chắn sẽ mang lại phước báo thù thắng hơn, vì chư vị luôn trao dồi để thành tựu giới, định và tuệ. Mặt khác, ân đức của thí chủ rất to lớn, nên người nhận thí phải tự hoàn thiện mình thì mới có thể trả được nợ tính thí đàn na. Do vậy, khi người thí, vật thí và người nhận thí đều thanh tịnh thì tất cả đều được quả báo lớn đến chỗ cam lồ diệt tận. Xây dựng mối quan hệ hòa bình và hữu nghị với các tôn giáo trên thế giới. Ngày nay, Phật giáo Việt Nam liên hệ với các tôn giáo trên thế giới là liên hệ về hòa bình và hữu nghị. Vì chúng ta đứng trên lập trường Phật giáo là tôn giáo lấy trí tuệ làm sự nghiệp và tôn trọng sự thật trên thế gian này.
và đó cũng là chủ trương của Đức Phật từ khi Ngài lập giáo khai tông mà chúng ta đang đi theo. Có thể nói tôn giáo là sản phẩm của trí tuệ loài người. Từ khi loài người có mặt trên trái đất cho đến ngày nay, tôn giáo đã theo đó xuất hiện nhiều nơi vào những thời kỳ khác nhau, phát xuất từ quan niệm khác nhau, lập trường khác nhau, chỗ đứng khác nhau, mà hình thành các tôn giáo khác nhau. Trở về đạo Phật, nhiều người nhận thấy Phật giáo Nguyên Thủy là một. Nhưng thực sự trong Phật giáo Nguyên Thủy, thập đại đệ tử của Phật đã nhìn về Phật, hiểu về Phật cũng không giống nhau và pháp hành cũng không giống nhau. Sự hiện hữu của thập đại đệ tử hành đạo khác nhau và lãnh đạo 10 tập đoàn khác nhau cho thấy cái gốc là Nguyên Thủy đã có sự khác biệt. Thật vậy, lập trường của Ca Diếp lấy hạnh đầu đà là chính, Ca Chiên Viên lấy việc biện luận là chính, La Hầu La lấy mật hạnh là chính, Phú Lâu Na lấy hoằng pháp là chính, Mục Kiền Liên xiển dương Phật Pháp bằng thần thông là chính, A Nan lấy đa văn là chính, Xá Lợi Phất lấy trí tuệ là chính, Ưu Ba Ly lấy trị luật là chính. Như vậy, Phật giáo Nguyên Thủy với thập đại đệ tử đã có sự khác nhau, và đến khi Phật giáo Niết Bàn lại càng khác nhau hơn nữa. Vì Phật còn tại thế, Ngài dung hóa được tất cả tư tưởng dị biệt. Nhưng không còn Phật, các đệ tử mỗi người tự thấy theo cách riêng của mình, từ đó phát sinh các hệ phái khác nhau. Ở thời kỳ đầu đã có đến 20 hệ phái, và từ 20 hệ phái này sinh ra trăm hoa đua nở, mà hình thành Phật giáo phát triển và Phật giáo Đại Thừa. Như vậy, nhìn từ gốc, Phật giáo đã có sự khác biệt. Và ngày nay, chúng ta lấy trí tuệ làm nền tảng để nhìn về các hệ phái của chúng ta và nhìn rộng qua các tôn giáo khác. Nếu lấy trí tuệ làm chính để quan hệ với các tôn giáo khác, chúng ta không nên quơ đũa cả nắm. Người sai là cá nhân họ sai, không phải tôn giáo của họ sai. Nếu chúng ta phê phán cả tôn giáo của họ sai, chúng ta rơi vô chủ quan, thấy không chính xác. Nhờ đứng trên lập trường trí tuệ, tôi tham gia vào Hội đồng Tôn giáo Thế giới từ năm 1970 và đã sinh hoạt với các tôn giáo bạn. Lúc đó tôi lãnh trách nhiệm của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất vận động hòa bình cho Việt Nam. Tôi mới có điều kiện tiếp xúc với những người yêu chuộng hòa bình trên thế giới, gồm đủ thành phần tôn giáo tham gia và được họ chia sẻ nhiều kinh nghiệm quý báu. Từ đó tôi học được những điều hay từ các tôn giáo khác, giúp cho tôi có cái nhìn không giống với thời kỳ mà tôi chuyên nghiên cứu. Nhà bác học Einstein đã nói rằng nếu thế kỷ 21 có tôn giáo thì nên chọn Phật giáo, vì Phật giáo lấy trí tuệ làm chính. Như vậy, khoa học chấp nhận được một tôn giáo là Phật giáo. Đứng ở lập trường này nhìn ra, chúng ta cũng thấy có những người muốn tìm sự thật của con người, của muôn loài, của sự sống, đó là điểm chung. Tôi quan hệ với các tôn giáo nhận thấy điểm chung như vậy, nên tôi muốn nhắc nhở anh em về vai trò hoằng pháp trong tương lai, cần xây dựng mối quan hệ của Phật giáo chúng ta với các tôn giáo khác một cách tốt đẹp. Không nên nói tôn giáo nào sai, vì có người đúng, người sai, không phải tất cả đều sai. Từ đầu Phật giáo Nguyên Thủy căn cứ trên tạng kinh Nikaya, theo đó Phật nói pháp cho các nhà cai trị, cho đa số quần chúng, thậm chí nói pháp cho trẻ con. Và tôi cũng nhớ câu chuyện Hoàng hậu Vi Đề Hy dẫn Thái tử A Xà Thế đến thăm Phật. Bà nói rằng Phật đã cho vua quan lời khuyên, còn đối với trẻ con, xin Phật cũng nói cho chúng hiểu. Và Phật đã nói gì với lũ trẻ? Các thầy hoằng pháp phải suy nghĩ điều này. Riêng tôi, năm 1960, đã chuyển dạy giáo lý cho gia đình Phật tử thuộc lớp Oanh Vũ. Phật đã kể chuyện cho trẻ con ở thôn Ưu Lầu Tần Loa, và nay theo lời thỉnh cầu của bà Vi Đề Hy, Ngài kể chuyện cho lũ trẻ ở thành Vương Xá. Phật cũng kể chuyện tiền thân của Ngài rằng, ta nhớ kiếp xa xưa, có lần ta làm cây bông sứ ở bên cạnh cái ao có nhiều cá tôm. Một hôm, bác cò mới suy nghĩ cách bắt được nhiều cá tôm. Bác cò liền nói với đám cá tôm là mấy chú ở đây chật hẹp, ta đem các chú qua hồ sen ở cho rộng rãi, lại có nhiều thức ăn ngon hơn. Mấy con cá tôm liền hội ý với nhau rằng cha mẹ mình từng dạy là con cò luôn ăn thịt cá tôm, thấy cò thì phải lẩn trốn ngay. Nghe bác cò nói vậy, tuy chúng cũng có suy nghĩ,
nhưng sau cùng lại khởi lên ý muốn qua hồ sen ở mát mẻ. Bác cò dụ dỗ rằng bác muốn đem tụi con đi hết, nhưng phải đem từng đứa mới được. Tụi con từng đứa nổi lên, ta gấp đưa đi hồ sen, rồi ta trở về, gấp tiếp đứa khác. Đầu tiên, để lấy lòng tin của lũ cá tôm, con gấp một con cá cho qua hồ sen bơi lội thoải mái, rồi gấp trở về để nó kể cho các con khác nghe. Nhưng sau đó cò gấp được con cá nào thì nó bay lên cây bông sứ ăn thịt luôn. Cuối cùng cò ăn hết cá tôm rồi, còn lại con cua nó cũng muốn ăn luôn. Nhưng con cua lớn quá, cò không gấp được. Nó để con cua leo lên mình và cua dùng cái càng kẹp vào cổ nó để không bị rớt xuống. Cò liền bay lên cây bông sứ định ăn thịt cua. Cua mới nói, nếu anh không đưa tôi đến ao sen như anh hứa, tôi sẽ kẹp cổ anh chết luôn. Rơi vào thế bí, cò đành đưa cua đến ao sen. Nhưng đến đó, cua không bò xuống mà kẹp cổ cò cho nó chết để trả thù giùm các bạn cá tôm bị cò ăn thịt. Qua câu chuyện, Phật cho biết tiền kiếp xa xưa đó, Ngài là cây bông sứ. Như vậy, Phật đã kể chuyện tiền thân của Ngài từ kiếp xa xưa, cũng giống như chuyện ngụ ngôn cho trẻ con nghe. Bài pháp thứ hai khi Phật dự lễ trai tăng của vua Tần Bà Sa La tổ chức tại thành Vương Xá, Phật nói cho vua và các quan lãnh đạo có trách nhiệm. Ngài đưa ra mẫu cai trị theo đạo đức trong Phật giáo là quy y Tam Bảo. Quy y Phật là trí tuệ, quy y Pháp là chân thật, và quy y Tăng là hòa hợp. Xã hội muốn được bình yên đòi hỏi phải có ba điều này. Thật vậy, nếu những người lãnh đạo không hòa hợp mà có định kiến sai lệch, chắc chắn đưa xã hội đến bất an. Sự hòa hợp rất cần cho tổ chức, cho xã hội. Nhưng muốn xã hội hòa hợp, phải tôn trọng sự thật, không chủ quan, không bè phái. Vì có bè phái và chủ quan sẽ đưa đến định kiến lệch lạc. Vì vậy phải có trí tuệ để phán đoán việc đúng hay sai. Còn bị bè phái nặng quá, thí dụ thầy Nam Tông chủ quan rằng hệ phái mình là nhất, Bắc Tông là ngoại đạo, là Bà La Môn, hoặc người có định kiến khất sĩ là nhất, vì vừa ăn ngọ vừa ăn chay, rồi chê Nam Tông không ăn chay, chê Bắc Tông ăn sáng, ăn trưa, ăn chiều. Nếu rơi vào sự cố chấp như vậy, thì dù là Phật giáo Nam Tông hay Bắc Tông, khất sĩ cũng là phi Phật giáo. Tôi gặp người bạn tu theo Nguyên Thủy nói rằng, thật ra Phật không bắt ăn chay, nhưng ăn chay do Đề Bà Đạt Đa đặt ra. Đối với người tu theo Nguyên Thủy, họ ghét Đề Bà Đạt Đa, nên thấy mình ăn chay cũng nghĩ mình là môn đệ của Đề Bà Đạt Đa. Đức Phật không công nhận 5 điểm của Đề Bà Đạt Đa đưa ra. Đề Bà Đạt Đa chủ trương đệ tử Phật phải ăn chay, nhưng Đức Phật không chấp nhận điều này. Đức Phật chủ trương đàn việc hiến cúng thức ăn gì, ta dùng thức ăn đó. Nhưng ta thấy họ giết súc vật cho ta ăn, tỳ kheo phải từ chối thức ăn đó, bởi họ đã vì mình mà giết súc vật. Thứ hai là họ bảo người khác giết súc vật để cúng cho ta, thì cũng không được ăn. Thứ ba là nghi họ giết súc vật cho mình ăn, cũng phải từ chối, không ăn. Ba điều này trong luật ghi rằng tự sát, giáo tha sát và kiến sát tùy hỷ, thì người tu không được ăn thịt súc vật do mình giết, hay bảo người giết hoặc thấy người giết. Nhưng Phật cho phép ai muốn ăn chay trọn đời như Đề Bà Đạt Đa đều được, hoặc Phật cũng cho phép ăn tịnh nhục. Điều thứ hai Đề Bà Đạt Đa đưa ra là người tu suốt đời phải ở trong rừng. Phật nói không cấm người tu ở trong rừng, nhưng ai muốn ở tăng xá, Phật có quy định cho việc ở tập thể. Qua hai quyết định của Phật cho chúng ta thấy rõ trí tuệ của Phật đã thấy biết đúng đắn sự thật của cuộc sống mà Ngài đưa ra giải pháp tương ưng hoàn toàn hợp lý, hợp tình. Thật vậy, Đề Bà Đạt Đa đã đưa ra những điều quá cao, được một số người thích, nhưng lý tưởng là lý tưởng, còn thực tế lại khác. Trên bước đường tìm chân lý, Phật đã từng thực hiện lý tưởng tu ép sát, nhịn ăn đến mức ngã quỵ. Trong khi mục tiêu của Phật là đắc đạo và giải thoát khỏi sinh tử luân hồi. Nhưng nếu hành hạ cơ thể như vậy, có được giải thoát và thành đạo hay không? Đó là kinh nghiệm mà Phật đã trải qua và Ngài truyền dạy cho những người cố theo lý tưởng thật cao, nhưng giữ được lý tưởng này đến cuối cùng, rất ít người được. Duy nhất chỉ có Ngài Ca Diếp giữ được hạnh Đầu Đà trọn đời. Thật đáng kính trọng.
chúng ta tu lập hạnh trọn đời theo không dễ. Thật vậy, Đề Bà Đạt Đa mới nói pháp ăn chay trường và ở núi rừng. Các tăng trẻ nghe hay, họ liền kéo qua núi Tượng Đầu tu theo Đề Bà Đạt Đa. Nhưng sống với thực tế phải ăn chay trường, mặc áo phấn tảo, thực hành hạnh đầu đà suốt đời thì họ chịu không nổi. Họ chỉ chịu đựng được vài tháng thôi và phải kéo nhau trở về trúc lâm sám hối Phật, xin trở lại tăng đoàn. Phật nói mỗi người có hoàn cảnh khác nhau, sức khỏe khác nhau, hiểu biết khác nhau. Tùy theo hoàn cảnh của từng người mà thực tập pháp nào thích hợp với mình để phát huy đức hạnh và tuệ giác dẫn đến đắc đạo thì theo đó mà tu tập. Trở lại việc Phật chỉ thuyết ba pháp quy y cho vua Tần Bà Sa La, vua liền nhận ra ý Phật dạy rất đúng. Vì các quan trong triều đình không hòa hợp, chắc chắn triều đình bị loạn. Nhưng vua muốn các quan hòa hợp, vua phải có trí tuệ để dung hóa những ý kiến dị biệt và đúc kết thành quyết định khiến mọi người chấp nhận. Còn dùng quyền uy mà áp đặt không thể được, dù họ có nghe theo cũng chỉ được một lúc mà thôi. Và tiếp theo, Phật nói tổ chức nào cũng phải giữ bảy điều tạo thành sự hòa hợp, luôn hòa hợp với nhau trong việc trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm và giải tán cũng trong tinh thần vui vẻ. Như vậy cũng xoay quanh ba pháp quy y, nhưng Phật triển khai ở mỗi nơi khác nhau. Và có lần Phật về thăm vua Tịnh Phạn bệnh nặng sắp qua đời. Phật cũng kể chuyện tiền thân của vua để ông quán tưởng, không sanh tâm sợ hãi trước cái chết. Phật nói rõ từ kiếp xa xưa cho đến hiện đời, vua cha từng làm những việc tốt đẹp mới kết thành sự nghiệp đế vương này, và từ hiện tại tốt đẹp như vậy sẽ là hạt nhân giúp ông có đời sống tương lai tốt ra sao. Phật đã chỉ dẫn cho vua cha cách quan sát sự hiện hữu của ông theo chuỗi mắt xích nhân duyên, từ quá khứ đến hiện tại và dẫn đến tương lai. Đức Phật cũng nói cho vua biết rằng Ngài thành đạo, thành tựu quả vị Phật, chứng được túc mạng minh, thiên nhãn minh và lậu tận minh, tức thấy biết chính xác mối tương quan sinh tồn của ba đời nhân quả. Vì vậy, đối với Phật, không có gì đáng buồn, đáng khổ, đáng sợ, đáng lo, không có sinh, già, bệnh, chết. Quá khứ, hiện tại và vị lai cũng là ta. Kinh Nguyên Thủy cũng nói lý nhân duyên rằng không có gì trên thế gian này tồn tại độc lập. Muôn sự, muôn vật đều do nhân duyên hợp thành. Nhân duyên ly tán thì mất. Và từ lý nhân duyên, Kinh Đại Thừa triển khai các pháp tìm ra cái thật của ta. Từ nền tảng lý nhân duyên, tôi nghiên cứu Kinh Đại Thừa và nhìn rộng hơn. Tôi tâm đắc yếu lý của Kinh Hoa Nghiêm. Kinh Hoa Nghiêm chúng ta có do Ngài Long Thọ xuống cung rộng Ta Kiệt La thỉnh về. Hòa Thượng Trí Tịnh dạy tôi như vậy. Tôi nghe nhưng khó chấp nhận vì không biết cung rộng Ta Kiệt La ở đâu. Xuống cung rộng, Ngài Long Thọ thấy có ba bộ Kinh Hoa Nghiêm. Bộ Đại Hoa Nghiêm quá nhiều, Ngài không thể đem về nhân gian được. Ngài thấy bộ Trung Hoa Nghiêm cũng nhiều, không thể đọc hết, không thể nhớ hết và cũng không đem về được. Cuối cùng, Ngài thấy bộ Tiểu Hoa Nghiêm tương đối nhỏ. Ngài nhớ được 100.000 bài kệ và trở về đất liền. Ngài diễn tả thành 80 quyển Hoa Nghiêm mà chúng ta tụng ngày nay. Nhưng 100.000 bài kệ Hoa Nghiêm tôi thấy cũng nhiều. Vì vậy tôi chỉ học thuộc lòng 60 bài kệ trong phẩm Phổ Hiền Bồ Tát và lấy 60 bài kệ này làm phương hướng tu hành của mình. Có lần họp ở miền Bắc, tôi ở chung phòng với Hòa Thượng Trí Tịnh. Buổi tối, Ngài tụng thuộc lòng phẩm Phương Tiện thứ hai, Kinh Pháp Hoa. Ngài nói trước kia, Ngài tụng 28 phẩm Kinh Pháp Hoa, nhưng nay mắt không sáng nên Ngài chỉ tụng thuộc lòng phẩm thứ hai. Và khi Hòa Thượng tụng xong, tôi tụng 60 bài kệ Kinh Hoa Nghiêm. Hòa Thượng hỏi tôi tại sao tụng như vậy. Tôi đáp con không tụng Đại Hoa Nghiêm, Trung Hoa Nghiêm và Tiểu Hoa Nghiêm vì quá nhiều, nên chỉ tụng thuộc lòng 60 bài kệ Hoa Nghiêm. Tôi nghĩ rằng học với thầy với tổ như thế, nhưng ứng dụng vào cuộc sống để phát huy tuệ giác của mình thì khác. Thầy nói vậy, kinh nói vậy, nhưng chúng ta ứng dụng thấy khác, đó là thực tế. Vì vậy, khi nghe tôn giáo bạn nói khác, tôi nghĩ điều này cũng bình thường. Vì thầy trò mà còn thấy khác nhau, nói khác nhau.
và tôn giáo là tư tưởng của loài người, nên ở chỗ này người ta nghĩ như vậy, chỗ khác có suy nghĩ khác. Nhận thức như vậy, chúng ta sẽ có được tầm nhìn thoáng, không rơi vô cố chấp, cục bộ. Hòa thượng Trí Tịnh nói bộ Đại Hoa Nghiêm và Trung Hoa Nghiêm nhiều quá, không nhớ được. Tiểu Hoa Nghiêm 80 quyển thì học được. Nhưng đối với tôi, Đại Hoa Nghiêm và Trung Hoa Nghiêm quan trọng. Vì theo tôi, Ngài Long Thọ nói ẩn dụ, nghĩa là nói bên ngoài để gợi ý cho chúng ta hiểu được cốt lõi bên trong. Vì vậy, Ngài Long Thọ không giảng Đại Hoa Nghiêm và Trung Hoa Nghiêm, mà chỉ giảng Tiểu Hoa Nghiêm. Tuy nhiên, theo tôi, Tiểu Hoa Nghiêm mình đọc được và hiểu rồi, còn Đại Hoa Nghiêm và Trung Hoa Nghiêm không có để đọc mới quan trọng. Cũng trên yếu lý này, khi Phật thuyết kinh Pháp Hoa xong, Phổ Hiền Bồ Tát mới đến thì nghe gì? Nhưng Phật giảng xong mà Phổ Hiền còn nghe được, thì cái nghe này mới quan trọng. Cũng vậy, tôi giảng xong, về rồi, nhưng các anh em vẫn còn nghe được những gì tôi nói là nghe bằng căn lành, bằng niềm tin, bằng sự thực tập của mình là điều chính yếu trong đạo chúng ta. Phổ Hiền hỏi Phật sao Phật diệt độ, làm sao có kinh Pháp Hoa? Tức có Phật thì có kinh, không có Phật làm sao để có kinh? Chỉ một câu hỏi như vậy gợi cho chúng ta nhận biết rằng Pháp Hoa là diệu pháp liên hoa, nghĩa là viên ngọc nằm trong hoa sen, tức trí tuệ nằm trong thân ngũ uẩn. Như vậy, làm sao hình thành con người mang thân ngũ uẩn và phát triển có được trí tuệ như Phật? Đó là ý Phổ Hiền muốn hỏi. Phật cũng mang thân người như chúng ta, nhưng được kính trọng vì Ngài có những việc làm đáng kính trọng phát xuất từ tư tưởng siêu việt đáng quý. Hiểu được sự kết hợp tinh ba của diệu pháp liên hoa hoàn hảo như vậy, giúp tôi nhận ra ý nghĩa của bộ Trung Hoa Nghiêm Kinh chính là việc làm và lời nói của Đức Phật thật sự đáng kính trọng. Kinh điển gọi đó là báo thân Phật, hay những gì Phật nói và làm khiến loài người phải kính quý Ngài. Đó là Trung Hoa Nghiêm Kinh. Còn Đại Hoa Nghiêm Kinh là gì? Từ Phật giáo Nguyên Thủy, Phật khẳng định rằng những gì Ngài nói như nắm lá trong tay, hay đó là Tiểu Hoa Nghiêm Kinh. Những gì Ngài hiểu biết như lá trong rừng, đó là Trung Hoa Nghiêm Kinh. Và những gì Phật chưa nói là tuệ giác Như Lai, là Đại Hoa Nghiêm Kinh. Hay nói cách khác là sự sống từ vô thủy cho đến ngày nay và mãi về sau. Nói tóm gọn, Đại Hoa Nghiêm Kinh là tuệ giác của Phật. Trung Hoa Nghiêm Kinh là việc làm của Phật. Tiểu Hoa Nghiêm Kinh mà Bồ Tát Long Thọ ghi được, hay chính xác hơn được A Nan trùng tuyên sau Phật Niết Bàn 50 ngày. Đó là ý quan trọng chúng ta học về tư tưởng Đại Thừa. Thử nghĩ lời Phật dạy được A Nan kiết tập, chúng ta nhớ hết không? Dù Ngài Long Thọ gọi đó là Tiểu Hoa Nghiêm, còn những gì phần lớn của Phật có thể nói chúng ta chưa thấy hết được. Cuộc đời Phật chúng ta cũng chưa thấy hết. Chỉ một việc nhỏ khi nghĩ về Phật, chúng ta cũng không trả lời được. Thí dụ như Thái tử Sĩ Đạt Ta được nuông chiều vô cùng, tại sao Ngài lại từ bỏ cuộc sống nhung lụa để dấn thân trên con đường cát bụi, sống rất cực khổ, trong khi tất cả mọi người ai cũng muốn sống giàu sang, sung sướng? Câu hỏi này chúng ta cũng chưa trả lời được, vì Ngài nghĩ gì, lịch sử không ghi. Tiểu Hoa Nghiêm Kinh kia cũng chỉ là một phần nhỏ của Phật thôi. Đó là việc thứ nhất tôi nhận ra. Nếu chúng ta suy nghĩ và triển khai về cuộc đời Phật, phải nói là vô cùng tận. Vì thứ hai, tại sao vua Tần Bà Sa La gặp Phật lại kính trọng Ngài đến mức dâng cúng vườn Trúc Lâm để xây tịnh xá? Tôi gọi việc này là Trung Hoa Nghiêm Kinh. Việc này được lịch sử ghi đơn giản rằng Thái tử Sĩ Đạt Ta tu ở Ma Kiệt Đà. Vua Tần Bà Sa La thấy Sa Môn có dáng giải thoát, đáng quý, vua mới tìm gặp. Và Sĩ Đạt Ta nói, khi nào Ngài thành đạo sẽ đến độ vua. Nhớ lời hứa này, Ngài đã trở lại gặp vua. Vua vui mừng, liền cúng Phật khu vườn Trúc Lâm. Lịch sử ghi như vậy, đó là Tiểu Hoa Nghiêm Kinh. Nhưng Trung Hoa Nghiêm Kinh còn ẩn chứa những gì quan trọng không thể tự nhiên có, mà phải thiết thân thể nghiệm tinh ba Phật Pháp mới nắm bắt được. Thật vậy, trước một hiện tượng xảy ra, người có tâm đại thừa luôn quan sát những gì liên hệ tác động đến sự việc. Thí dụ, Phật nói một lá cây bình thường,
nhưng ta phải thấy đầy đủ sự tiến triển của nó, từ hạt trở thành thân cây, lá cây, và phải nhờ có ánh sáng, vườn mây, mưa mới hình thành chiếc lá. Không có vật nào đơn độc mà hiện hữu và tồn tại được. Vì vậy, tụng Tiểu Hoa Nghiêm Kinh phải thấy rộng là thấy tinh ba hàm chứa trong Trung Hoa Nghiêm Kinh và Đại Hoa Nghiêm Kinh. Tu học Phật, quan sát cuộc đời Phật, từ lời nói của Phật, việc làm của Phật và tuệ giác Phật dẫn đến quả vị vô thượng chánh đẳng chánh giác. Đó là cốt lõi của Đại Thừa, tức Đại Hoa Nghiêm Kinh. Quan sát theo tinh thần này, anh em thấy Phật nói từ đầu phát xuất từ cỏ cây, hoa lá mà chuyển hóa thành con người. Sự tiến triển này được Kinh Hoa Nghiêm diễn tả là ngũ ấm thế gian, hình thành quốc độ thế gian và tạo ra chúng sanh thế gian. Kinh Pháp Hoa gọi đó là Tam Thế Gian. Người học Đại Thừa, việc quan trọng phải tìm hiểu, quan sát để nhận ra Tam Thế Gian. Về quốc độ thế gian và chúng sanh thế gian, tôi đọc câu chuyện trao đổi giữa Uất Đầu Lam Phất và Cụ Đàm. Cụ Đàm hỏi, nếu đến phi tưởng phi tưởng xứ định, hành sẽ không có. Hành là hành động của nội tâm, thì cắt bỏ hoạt động nội tâm, ta đồng với gỗ đá hay sao? Uất Đầu Lam Phất trả lời rằng, đến sở đắc này thì không còn tưởng, nhưng cũng không hiện hữu luôn cái không còn tưởng, nên gọi là phi tưởng, phi tưởng định. Trên nền tảng tứ thiền và bát định học được từ Uất Đầu Lam Phất, Đức Phật đã từng bước khám phá những điều mới của riêng Ngài là Tứ Quả Thanh Văn, Tu Đà Hoàng, Tư Đà Hàm, A Na Hàm và A La Hán. Theo tôi, sở đắc này của Phật rất khoa học, vì những gì mà người trước đã đạt được, Ngài dùng trí tuệ để phát triển ra cái mới, tức có công trình sáng tạo riêng. Tuy nhiên, đối với chúng ta, có thể cái thấy còn giới hạn, gọi là người mù trờ voi, thì đó chỉ là một phần nhỏ của kiến thức. Còn những gì của các tôn giáo khác thấy, ta phải trân trọng. Vì vậy, các thầy hoằng pháp phải trân trọng người khác, không nên chủ quan. Vì người ta thấy khác, họ mới tin khác. Làm khác thì đó là việc của họ. Trên bước đường hoằng pháp, đừng tạo khoảng cách tôn giáo rất nguy hiểm. Làm sao tôn giáo khác chấp nhận mình làm bạn, cố xây dựng những điều họ chấp nhận được, đừng đụng vô cái của họ, nhưng khơi dậy cái họ cần biết là chấp nhận được. Trong Phật giáo có những điều mà các tôn giáo khác muốn học, hiểu và học với người có kinh nghiệm. Sau khi dự hội nghị tôn giáo thế giới, Đức Hồng Y Thiên Chúa Giáo đã dẫn tôi vô, chỉ cho thấy họ có bộ Đại Tạng Kinh của mình. Tôi nói, hiện nay không phải là thời kỳ đối đầu, nhưng cần bổ sung kiến thức cho nhau, nên cởi mở, hòa hợp với các tôn giáo khác mới an toàn. Để rơi vào thế cực đoan là tự cô lập mình cho đến mức mình bị tiêu diệt là hỏng. Còn chúng ta theo Phật, phát huy tuệ giác, phải có cái thấy đúng đắn, càng chính xác càng tốt, và thấy thoáng, thấy rộng mới dung hóa được mọi sai biệt, và nhất là làm nơi nương tựa vững chãi, an ổn cho nhiều người bị hoang mang trong đám rừng rậm kiến thức tràn đầy nhiễu loạn thông tin rác, thông tin bẩn, thông tin vô bổ, tác hại tinh thần không ít trong thời đại công nghệ thông tin hiện nay, 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 thông tin hiện nay. Một con người thiếu đạo đức cũng giống như một con thú vật. Nhưng con thú ấy lại mang lốt người. Con người ấy chẳng bao giờ có một tâm hồn thanh thản an lạc và vô sự. Cuộc đời của họ chẳng có hạnh phúc, thường sống trong tâm trạng đau khổ, giận hờn, phiền muộn, lo âu, sợ hãi, bất an, bất toại nguyện, vân vân. Một gia đình thiếu đạo đức là một gia đình đau khổ. Phần đông mọi người sống trong gia đình đó chỉ còn biết chịu đựng với nhau. Chịu đựng để mà sống, sống trong khổ đau, nên không bao giờ tìm được chân hạnh phúc, an vui, chân thật. Sống trong gia đình đó cũng giống như sống trong địa ngục của trần gian. Một xã hội thiếu đạo đức là một xã hội mà mọi người đều gian ác, xảo trá, lừa đảo, lường gạt nhau bằng mọi cách.
họ luôn luôn phải bon chen, đấu tranh chà đạp lên nhau để tìm miếng ăn, manh áo, để tìm vật chất và tiền bạc, châu báu ngọc ngà cho nhiều, vân vân. Vì thế, đó là một xã hội rất phức tạp, rất đen tối, không trật tự, thiếu an ninh. Đó cũng làm gì cuộc sống cá nhân mà mọi người quên đi đạo đức nhân bản, nhân quả. Xem cá nhân là quan trọng, là trên hết, nên không còn có con người sống liêm sĩ, chỉ công vô tư. Họ không còn biết yêu thương nhau, chỉ biết có tiền và vật chất. Vì thế mà đạo đức lần lần biến mất. Triết lý của Phật về cách sống. Ở đời đừng quá sân si, không biết gì thì nên im lặng. Triết lý của Phật về cách sống dạy chúng ta rằng, nếu không thể chia sẻ, không thể bao dung được cho người khác, thì hãy im lặng, chứ đừng soi mói, sân si, kẻo lại thêm nghiệp. Phật dạy đạo đức làm người. Thứ nhất, đời người có 8 cái khổ. Theo lời Phật dạy, đời người có 8 nỗi khổ lớn nhất. Sinh, lão, bệnh, tử, yêu thương phải chia lìa, oán hận lâu dài, cầu mà không được, bị mê lạc bởi những điều thấy được. Sinh khổ, lão khổ, bệnh khổ, tử khổ, ái biệt ly khổ, oán tằn hồi khổ, cầu bất đắc khổ, ngũ quẩn xí thanh khổ. Sinh lão bệnh tử là những nỗi đau thể xác tự nhiên. Yêu thương phải chia lìa, oán hận lâu dài, cầu mà không được, bị mê lạc bởi những điều thấy được là những nỗi đau tinh thần. Triết lý của Phật về cách sống nói rằng, 7 nỗi khổ đầu tiên là nỗi khổ rõ ràng mà ai cũng có thể cảm nhận được. Nỗi khổ cuối cùng không dễ nhận ra, nhưng nó là căn nguyên của mọi đau khổ. Không cần biết bạn là ai, bạn cao quý như hoàng đế hay tướng quân, rẻ rúng hay sang chảnh cao sang, thì đều phải chịu đựng 8 cái điều gian khổ này. Cuộc sống đầy gian nan vất vả, không mấy ai thực sự sung sướng trọn vẹn cả đời. Có những nỗi đau khó quên mà người khác không thể hiểu được. Vì vậy, chúng ta có thể không hiểu những gì người khác đã trải qua, nhưng chúng ta không được tùy ý nhận xét về con người và cuộc sống của họ. Bạn chưa từng trải qua thì làm sao bạn thấu hiểu được? Trước khi nhận xét về một ai đó, thì phải xem lại mình. Ai cũng có nỗi khổ riêng cả. Nếu mình không thể chia sẻ, không thể bao dung được cho người khác, thì xin hãy im lặng, đừng soi mói, sân si, kẻo lại thêm nghiệp. Thứ hai là ngưng đổ lỗi cho người khác. Nếu bạn không biết những khó khăn người khác phải trải qua, đừng tùy ý soi mói lên án họ. Sống có khúc, người có lúc. Đời người rất dài và đôi khi lại rất ngắn, nên không ai biết được chuyện gì sẽ xảy ra trong tương lai. Đời người vô thường, quả từ miệng mà ra, đừng ăn nói hàm hồ. Trong nhà Phật thì khẩu nghiệp là một trong những nghiệp nặng nhất, vì nó dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng. Nó dẫn đến sự đổ vỡ, dẫn đến sự đau khổ tột cùng, dẫn tới mọi phiền não. Một lời nói vô tình có thể làm mình và người khác đau khổ cả cuộc đời. Chúng ta hãy luôn cẩn thận với lời nói. Ông bà ta cũng có câu, lời nói không mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau. Theo quy luật nhân quả, nhân thế nào thì quả thế ấy. Gieo hạt dưa thì được quả dưa thơm ngọt, gieo hạt chanh thì được quả chanh chua. Chúng ta đã từng thấy những người vô cùng thiếu may mắn, sinh ra đã bị sứt môi, nói ngọng, thậm chí là bị câm. Đấy cũng là do tạo khẩu nghiệp xấu, gây nên những hậu quả lớn, đã mang khổ đau tới cho mọi người, nên giờ họ phải trả nghiệp. Vì thế hãy sám hối nhận lỗi và sửa sai.
không bao giờ tái phạm. Và hãy nói lời dễ nghe, lời hay, lời có ích cho mọi người. Nói lời vui vẻ, hòa nhã, nói lời gắn kết yêu thương, nói lời chân thực, nói lời hay, ý đẹp. Cái miệng xinh thì chỉ nói những lời hay. Xin được kể cho các bạn nghe về một câu chuyện. Hy vọng sau khi nghe xong, chúng ta sẽ hiểu như thế nào là đặt mình vào vị trí của người khác. Câu chuyện mang tên Con lợn và bầy cừu. Có một con lợn nhỏ xông vào đồng cỏ, ăn uống với bầy cừu mỗi ngày. Nhưng không lâu sau đó, người chăn cừu đã phát hiện ra sự tồn tại của nó và lập tức chộp lấy nó và đem ra chợ bán. Con lợn rú lên và vùng vẫy trong sự tuyệt vọng, nhưng không thể thoát khỏi sự kiểm soát của người chăn cừu. Bầy cừu sốt ruột nói, còn rú lên cái gì? Chúng tôi thường xuyên bị hắn tốn được, nhưng chưa bao giờ bị hắn đem ra chợ rồi làm ầm ĩ như người. Con heo tuyệt vọng nói, chúng ta không có giống nhau. Nếu hắn ta bắt mấy người, hắn chỉ lấy lông hoặc sữa của mấy người thôi. Nhưng nếu hắn bắt tôi, hắn muốn mạng sống của tôi. Bầy cừu bỗng dưng hiểu ra và im bặt. Thì ra, heo không giống cừu. Heo rú lên là có nguyên do cả. Làm gì có ai cận kề cái chết mà có thể bình tĩnh được. Cừu không bị làm thịt thì làm sao mà hiểu được. Những con cừu trước đó mắng chửi phê phán con heo vì chúng không hiểu những thử thách sinh tử mà con heo sắp phải đối mặt. Vì vậy cừu chỉ thấy heo làm quá mọi chuyện rồi rú lên ồn ào. Sau khi nghe heo nói xong thì bầy cừu đã hiểu ra và im miệng lại. Ở đời sợ nhất là chẳng biết cái gì nhưng vẫn đi nói xấu người khác, phê phán người khác. Một người chỉ có thể thấu hiểu nỗi đau, nỗi buồn sau khi đã trải qua nó, hoặc từng chứng kiến người khác có hoàn cảnh giống mình. Cũng giống như câu chuyện trên, con heo rú lên là vì biết mình sẽ bị bán ra chợ rồi đem đi thịt giống như loài của mình. Vì vậy, nếu bạn không biết khó khăn của người khác, thì xin đừng tùy tiện lên án họ. Biết cuộc sống của người khác cũng không dễ dàng gì, thì tại sao bạn cứ lên án họ làm chi, cho nhân sinh thêm khổ đau? Lòng tốt lớn nhất của con người chính là sự thông cảm và hiểu biết. Thứ ba, ngừng bới móc lỗi lầm của người khác. Tập thiền và nghĩ về bản thân, đừng chăm chăm bàn chuyện thiên hạ và ngừng nói về lỗi lầm của người khác. Một người khôn ngoan thực sự không tìm kiếm lỗi lầm và bới móc lỗi lầm ở người khác. Chúng ta không thể hiểu được nỗi đau của người khác. Vì vậy, chỉ cần lo cho bản thân là đủ. Có một câu chuyện khác mang tên Chuyện bát mì vợ nấu. Có một cặp vợ chồng đã chung sống gần hết cuộc đời, sống rất hòa thuận. Nhưng điều khiến ông chồng không hài lòng nhất đó là ông không thích món mì mà bà vợ nấu vì nó quá mềm và không thơm một chút xíu nào hết. Một hôm, ông lão quyết định tự tay nấu một tô mì, trấu tay để cho bà vợ ăn thử cho sáng mắt ra, lần sau mà nấu theo. Vì vậy, ông nấu một tô mì hoàn hảo và vội vã gọi bà vợ đang ngủ thức dậy ăn. Nhưng bà vợ chậm rãi nói, đừng lo, hôm nay tôi sẽ nói cho ông biết lý do một tô mì ngon lại có thể bị nát và kém ngon như thế nào. Hóa ra, không phải bà lão không nấu được mì, mà bát mì bị nát và không thơm ngon là do mỗi lần bà nấu mì xong, gọi ông chồng dậy thì ông ấy đều ngủ say, không chịu thức dậy để ăn. Để lâu quá nên bát mì bị nở và nát, nguội lạnh. Trong cuộc sống cũng vậy, chúng ta luôn chú trọng đến cảm xúc của bản thân, nên cứ mù quáng trách móc nhau, từ đó bỏ qua toàn cảnh của sự việc.
bạn có trách người ta sai hoàn toàn hay không? Lỗi lầm đều nằm ở người ta có phải không? Trước khi oán trách thì nên xem xét cho kỹ. Lòng tốt lớn nhất của một người là không tùy ý đổ lỗi cho người khác. Những người có suy nghĩ càng thấp thì sẽ càng nhìn ra nhiều lỗi của người khác rồi phán xét. Cuộc sống là một hành trình cô đơn, không ai có thể thực sự đồng cảm với bạn. Nếu bạn chưa gặp phải khó khăn của người khác đang phải trải qua, thì đừng đòi hỏi người ta phải tươi cười, vui vẻ với bạn. Lời Phật dạy về sám hối, hy vọng mỗi con người chúng ta hãy chăm sóc trái tim và chăm sóc cái miệng của mình, thay vì sám soi chuyện người khác. Thứ tư, đừng đòi hỏi người khác phải rộng lượng. Giữa biển người mênh mông, ai mà không khó khăn? Tất cả chúng sinh ai mà không đau khổ? Cho dù đó là đau khổ hay đau đớn, chúng ta không bao giờ có thể trải nghiệm nó một cách trọn vẹn nếu không tự mình dấn thân trải nghiệm. Vì vậy, nếu bạn không biết hay là không hiểu nỗi khổ của người khác cũng được, nhưng xin đừng chỉ tay phán xét. Chuyện tu sĩ khoe nỗi đau. Có một câu chuyện kể về một vị tu sĩ được ghi lại trong Kinh Phật, kể rằng sau khi ông bị thương trong một vụ tai nạn, những người hàng xóm thấy thương cảm và lần lượt đến thăm hỏi ông. Vì vậy, người tu sĩ đã chịu khó mở vết thương của mình ra cho mọi người xem và kể cho những người đến thăm về trải nghiệm không may của mình. Với ánh mắt thương hại, mọi người thở dài khi nghe vị tu sĩ nói, rồi rời đi ngay khi họ nghe xong. Ngày này qua ngày khác, vết thương của vị tu sĩ không những không cải thiện mà ngày càng nghiêm trọng hơn. Cuối cùng ông chết vì chữa trị không hiệu quả. Người tu sĩ trong câu chuyện cũng giống như chúng ta trong cuộc sống vậy. Mong muốn người khác hiểu được nỗi đau của mình, rồi kể lể ra cho họ xem, nhưng lại phản tác dụng. Đừng bao giờ kể với ai về vấn đề khó khăn của bạn. 90% trong số họ không quan tâm, 10% còn lại chỉ để vui sướng khi nghe thấy điều này. Đừng có kiểu chuyện gì cũng thật lòng kể hết cho người khác nghe. Đôi lúc bạn kể là chuyện buồn, nghe vào tai họ lại ra hàng ngàn phiên bản truyền cười. Đức Phật nói, ngàn người đau khổ, 1000 cách, và nỗi thống khổ của họ đều khác nhau. Ai cũng có một cuộc sống riêng, khó thấu hiểu được nỗi đau nếu không phải chính thân mình trải qua. Chúng ta không thể hiểu nỗi cay đắng của người khác, cũng như người khác không thể chia sẻ niềm vui và nỗi buồn của chúng ta. Vì vậy, nếu bạn không biết khó khăn của mình, bạn không phải lo lắng vì điều đó. Nếu bạn không biết khó khăn của người khác, thì đừng thuyết phục người khác phải từ bi rộng lượng. Quan tâm không vượt qua ranh giới, thấu hiểu và không vu khống, tử tế và không làm tổn thương là sự bảo vệ lớn nhất dành cho nhau. Đạo làm người, hay còn gọi là đạo đức Phật giáo, là một hệ thống giá trị đạo đức và nguyên tắc hành xử được giảng dạy bởi Đức Phật. Nó là một phần quan trọng trong tín ngưỡng Phật giáo và nhằm giúp con người tu dưỡng và trở thành một người tốt. Đạo làm người gồm nhiều giá trị đạo đức như phúc hậu, lương thiện, giữ chữ tín, khoan dung, thành thật, khiêm tốn, chính trực và kiên trì. Đạo làm người được coi là nền tảng cho một cuộc sống có ý nghĩa và mang lại sự an lạc, hạnh phúc cho con người. Những lời Phật dạy đạo làm người tốt, hay và ý nghĩa, quý Phật tử nên hiểu về đạo làm người và áp dụng nó vào cuộc sống hàng ngày, để cuộc sống của mình trở nên tốt đẹp hơn. Nếu áp dụng những giá trị đạo đức này, chúng ta có thể đạt được sự an lạc và hạnh phúc trong cuộc sống. Để trở thành một người tốt, chúng ta cần tuân theo những lời Phật dạy đạo làm người dưới đây. Về phúc hậu,
Đạo Phật luôn coi trọng phúc hậu và đối xử hòa nhã với mọi người. Để trở thành một người tốt, chúng ta cần có tấm lòng phúc hậu. Về lương thiện, Đạo Phật luôn khuyến khích hành động thiện và xét đoán đức hạnh của một người dựa trên lương tâm của họ. Về chữ tín, Đạo Phật luôn răn dạy chúng ta phải giữ chữ tín, không dối trá hay thất hẹn với người khác. Đây là tiêu chuẩn của một người tốt. Về khoan dung, để trở thành người tốt, chúng ta không nên quá chú ý đến những chuyện nhỏ, mà hãy có cái nhìn bao dung, sẵn sàng tha thứ cho những sai lầm. Về thành thật, đây là điều cơ bản mà bất kỳ ai cũng cần hiểu. Phải tránh dối trá và luôn hành động thành thật để nhận lấy quả báo tốt. Về khiêm tốn, để trở thành một người tốt, chúng ta cần luôn tự tu dưỡng và khiêm tốn, kính trên nhường dưới. Về chính trực, một người tốt cần phải sống chính trực, không xu nịnh và dũng cảm đối mặt với sự thật, đấu tranh cho sự công bằng. Về sự kiên trì, cho dù cuộc sống có nhiều khó khăn, chúng ta cũng cần phải kiên trì, dũng cảm đối mặt và không nao núng. Đó là lời dạy của Đức Phật. Không nên thực hiện 6 việc ác. Đức Phật hiểu rõ nhân quả thiện ác và mong muốn giúp đệ tử của Ngài thoát khỏi sự đau khổ. Vì vậy, Ngài khuyên cả người cư sĩ nên tránh xa 6 nghề ác, bởi những nghề này không phù hợp với tâm từ bi của Đạo Phật và gây khổ đau cho nhiều sinh linh. Trong kinh A Hàm và Nikaya, 6 nghề ác đó được liệt kê sau đây. Không nên làm nghề săn bắn, không nên làm nghề chài lưới, không nên kinh doanh thịt sống, không nên kinh doanh thịt chín, không nên sản xuất hoặc kinh doanh rượu bia, các sản phẩm và dịch vụ gây nghiện, không nên kinh doanh buôn bán người. Những nghề này không chỉ mang lại lợi ích tạm thời, mà còn gây hại cho bản thân và người khác. Và khi chết, người làm 6 nghề ác này sẽ bị đọa vào 3 ác đạo. 4 việc ác đó là tham, sân, sợ, ngu. Để hiểu đúng về 4 ác này, chúng ta cần phân biệt rõ 2 loại tham dục. Tham dục để đáp ứng tham vọng cá nhân như tiền bạc, danh vọng, tình yêu, sắc đẹp và thùy chọn làm cho tâm trí mù quáng và mê muội, gây ra những hành động không tốt nên cần phải loại bỏ. Tuy nhiên, nếu tham dục phục vụ cho chánh kiến thức, chánh tư duy, cho việc học hành, trí tuệ, sự phồn thịnh xã hội, bình an và hạnh phúc, thì chúng ta nên thực hiện và phát huy. 4 việc ác, hay còn gọi là 4 nghiệp ác, mà Phật dạy, sát sinh, trộm cắp, dâm dật, vọng ngữ, là 4 điều ác mà bất cứ ai cũng nên tránh xa. Hàng ngày khi đọc báo, chúng ta vẫn thấy nhiều tội phạm phạm các tội này, như giết người, cướp tài sản, gây ra những bất an cho xã hội. Điều này cho thấy những gì Đức Phật đã dạy vẫn là những chuyện thực tế xảy ra hàng ngày trong thế gian này. 6 nghiệp hao tổn tài sản cần tránh. Đức Phật đã dạy rằng, nếu ai tránh được 4 nghiệp kết và 4 việc ác cùng với 6 nghiệp hao tổn tài sản, thì không chỉ đời này mà các đời sau cũng sẽ được hưởng những quả tốt đẹp có duyên lành. 4 việc ác đó là say rượu, uống trà, cờ bạc, phóng đãng, ngoại tình, đam mê âm nhạc không tốt. Nếu tránh xa 4 việc ác đó cùng với 6 nghiệp hao tổn tài sản và cúng dường 6 phương, thì đời này và đời sau đều sẽ tốt đẹp và căn cơ. Trong hiện tại, người đó sẽ được người khác khen ngợi và nhận được quả báo tốt nhất. Khi qua đời, người đó sẽ được sanh ra ở cõi thiện. Làm thế nào để đạt được sự giác ngộ và thấu hiểu đạo làm người? Để đạt được sự giác ngộ và thấu hiểu đạo làm người, bạn có thể thực hiện các bước sau đây.
tìm hiểu về đạo làm người. Hãy tìm hiểu về đạo làm người bằng cách đọc sách, nghe thuyết giảng hoặc tìm hiểu trên Internet. Hiểu rõ về giá trị đạo đức và nguyên tắc hành xử được giảng dạy trong đạo làm người. Thực hành thiền định. Thiền định là một phần quan trọng trong đạo làm người. Hãy thực hành thiền định để giữ tâm trí trong sáng và tập trung vào việc học hỏi và cải thiện bản thân. Thực hành những giá trị đạo đức. Hãy thực hành những giá trị đạo đức như phúc hậu, lương thiện, giữ chữ tín, khoan dung, thành thật, khiêm tốn, chính trực và kiên trì. Thực hành những giá trị này sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về đạo làm người và đạt được sự giác ngộ. Học hỏi từ người có kinh nghiệm. Hãy học hỏi từ những người có kinh nghiệm trong đạo làm người. Họ sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về những khía cạnh khác nhau của đạo làm người và giúp bạn đạt được sự giác ngộ. Thực hành hàng ngày. Hãy thực hành những giá trị đạo đức trong cuộc sống hàng ngày. Điều này giúp bạn áp dụng những giá trị đạo đức vào cuộc sống và đạt được sự thấu hiểu về đạo làm người. Giữ tâm trong sáng. Hãy giữ tâm trong sáng và tránh xa những việc ác. Điều này giúp bạn giữ được tâm hồn trong sáng và giúp bạn đạt được sự giác ngộ và thấu hiểu đạo làm người. Đức Phật đã dạy rằng, nếu ai tránh được 4 nghiệp kết, 4 việc ác cùng với 6 nghiệp hao tổn tài sản, thì không chỉ đời này mà cả đời sau đều sẽ được hưởng những quả tốt đẹp và có duyên lành. Trong hiện tại, người đó sẽ được người khác khen ngợi, xã hội và gia đình đều ngợi khen. Và trên hết, người đó sẽ được an ổn, xã hội cũng sẽ trở nên tốt đẹp, không có sự lo sợ. Đức Phật cũng nói rằng, nếu ai không làm những việc ác do tham hận sợ si, thì danh dự của người đó sẽ càng được tôn trọng như trăng hướng dậy rằm. 5 điều quán tưởng hàng ngày để sống hạnh phúc. Kính thưa quý vị, Đức Phật khuyên chúng ta mỗi ngày cần quán tưởng đến 5 điều. Tất cả chúng ta đều biết những điều ấy, nhưng ta thường dễ quên. Ta thường tự dối rằng chúng không hiện hữu, để rồi khi chúng xảy ra như một định luật, ta lại cho đó là tai nạn, dù chúng chỉ là những định luật tự nhiên. Đây là quán tưởng, không phải là thiền quán. Ta cần phân biệt hai thứ này. Trong thiền quán, ta cố giữ tâm trụ vào một điểm, một đề mục của thiền quán, để giúp cho tâm trở nên tĩnh lặng thanh tịnh, hòng có được sức mạnh để đạt được tuệ giác. Trong quán tưởng, chúng ta chọn một đề tài, là một vấn đề chung của nhân loại, không phải là vấn đề của cá nhân, và xem chúng ảnh hưởng đến ta như thế nào. Phân tích thái độ của ta đối với chúng, chính các phản ứng đó chuyển tải tầm quan trọng của vấn đề đến với ta. Quán tưởng có nghĩa là ta đào sâu một vấn đề, cho dù đó là một vấn đề ta đã quá quen thuộc, ta vẫn có thể có những nhận thức mới về nó. Ta nhìn vấn đề ở một khía cạnh khác. Chúng ta có thể có được tuệ giác vì đã bỏ được những suy nghĩ diễn dung, vì biết chuyên tâm vào một vấn đề. Trí tuệ được phát triển như thế đó không phải là do suy nghĩ về một vấn đề, mà quán tưởng đến chân lý của vấn đề, xem xét những ứng dụng của nó trong cuộc sống của chúng ta, nhìn dưới mọi khía cạnh, kết nối nó với thực tế để có được một quan điểm mới mẻ hơn. Có thể so sánh với việc ta ngồi ở cửa sổ quan sát một cái cây, với việc ta đứng lên quan sát nó trở lại. Trước ta chỉ thấy có nửa thân cây, sau đó ta có thể nhìn cây toàn diện. Cây không thay đổi, nhưng cái nhìn của ta về cây thì đã khác. Tôi khuyên các bạn hãy xướng những câu sau đây, vì nó giúp bạn dễ nhớ. Sau mỗi câu, tôi bổ túc thêm một số điều để giúp bạn dễ quán tưởng hơn. Bạn không cần phải tuân theo những điều ấy, vì chúng chỉ là phương tiện để hướng dẫn.
Nếu bạn có những cách khác, cũng tốt thôi. Quán tưởng về nội tâm riêng của mình sẽ hiệu quả hơn. Trước hết, hãy trở về với hơi thở trong chốc lát. Xong, sướng lên những câu sau. Thứ nhất, tôi sẽ bị hoại diệt. Tôi không tránh khỏi sự hoại diệt. Trước hết hãy xem xét câu này có đúng sự thật hay không. Nếu đúng, xét xem trong cuộc sống của ta có quan tâm đến điều này hay không. Hãy xét xem trong tâm thức của chúng ta có phản đối sự thật đó hay không. Ta có ước ao giá mà nó đừng xảy ra. Nếu là như thế, ta phải xét xem tại sao ta không tuân theo định luật tự nhiên này. Thứ hai, thân tôi sẽ bệnh, tôi không thoát khỏi bệnh yếu. Lần nữa, ta lại xét xem điều đó có đúng sự thật hay không. Ta đã từng bao giờ bệnh hoạn hay chưa? Ta có chắc không bệnh nữa không? Điều này có nghĩa gì đối với thân, với cái mà ta vẫn gọi là tôi? Thân ta có làm theo ý ta hay không? Hay là nó chỉ nghe theo những luật riêng của nó? Khi bệnh yếu không cần hỏi đến ý kiến của ta. Thứ ba, tôi sẽ chết, tôi không thoát khỏi cửa tử. Tất cả chúng ta đều biết đó là chân lý. Nhưng cần phải xem xét ta có luôn nghĩ rằng điều đó có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Xem xét ta có sống theo suy nghĩ đó hay không. Hãy tự hỏi xem mình có chuẩn bị, có ở trong tư thế sẵn sàng. Nếu không, ta còn bám víu vào gì nữa? Chúng ta cần làm gì để chuẩn bị cho cái chết, để cái chết không còn là nỗi đe dọa của ta? Thứ tư, tất cả những gì tôi coi là quý báu, là niềm vui, là của tôi sẽ không còn, sẽ đổi thay. Hãy nhìn lại quá khứ. Chúng ta có thể nhớ lại rằng có nhân vật, những kỷ niệm, những hoàn cảnh, những con người mà ta trân quý, yêu thương đã thay đổi, đã hoại diệt. Nếu thế, những thứ ngay bây giờ ta trân quý sẽ ra sao? Liệu chúng có ở bên ta mãi mãi? Thứ năm, tôi là chủ của nghiệp. Khi ta chấp nhận sự thật này, ta sẽ có trách nhiệm với tất cả những gì xảy ra cho ta. Chúng ta cần quán tưởng xem ta có thực sự là chủ của nghiệp để buông bỏ bất cứ ý nghĩ nào cho rằng người khác đã tạo ra điều gì đó cho ta. Tôi thừa tự nghiệp của mình. Mỗi chúng ta tự tạo ra nghiệp của mình. Nếu chúng ta luôn ghi nhớ điều đó, thường suy tưởng về điều đó, ta sẽ thấy dễ làm điều thiện, điều hữu ích. Tôi sinh ra do nghiệp của mình. Chính ước muốn được có mặt, được sống khiến ta sinh ra trong hoàn cảnh của mình. Hoàn cảnh đó là một kinh nghiệm học hỏi của ta. Tôi liên hệ với nghiệp của thiện hay ác, tôi sẽ là người phải lãnh chịu. Nhận thức này mang chúng ta trở lại với thực tại, khi biết rằng ta không ngừng tạo nghiệp và thường là ta phải chịu quả ngay sau đó do ta tự tạo ra cho mình. Phật dạy về chính đức của nguyện bố thí để có phước quả lớn. Thực hành hạnh bố thí và cúng dường thì được hưởng phước, nhưng bố thí để được quả báo lớn đến chỗ cam lồ diệt tận thì không phải ai cũng tỏ được. Bố thí và cúng dường là một trong những hạnh tu căn bản của hàng Phật tử tại gia, nhất là trong mùa an cư kiết hạ. Khi chúng tăng tập trung về một chỗ, không đi quá duyên, thì sự hộ trì của hàng cư sĩ lại càng mạnh mẽ hơn. Ai cũng biết, thực hành hạnh bố thí và cúng dường thì được phước, nhưng bố thí để được quả báo lớn đến chỗ cam lồ diệt tận thì không phải ai cũng tỏ tường. Nhiều người nghĩ rằng chỉ cần có tài vật cùng với tấm lòng rộng mở thì đã có thể tùy duyên bố thí. Quả đúng như vậy, nhưng đó chỉ mới là điều kiện cần mà chưa đủ để hình thành nên phước báo lớn. Muốn bố thí có phước báo lớn thì người bố thí vật được thí và người nhận thí phải đầy đủ chính đức. Thế Tôn đã nói về chính đức của nguyện bố thí như sau. Một thời Đức Phật ở tại nước Xá Vệ, rừng Kỳ Đà, vườn Cấp Cô Độc. Bây giờ Thế Tôn bảo các tỳ kheo, ta sẽ nói về
chính đức của nguyện bố thí. Các thầy khéo suy nghĩ đó, ta sẽ diễn bài nghĩa ấy. Khi ấy các tỳ kheo dâng lãnh lời Phật dạy. Phật bảo các tỳ kheo, thế nào là chính đức của nguyện bố thí? Tỳ kheo nên biết, đang việc cúng thí thành tựu ba pháp, vật được thí cũng thành tựu ba pháp, người nhận vật thí cũng thành tựu ba pháp. Thế nào là thí chủ đang việc thành tựu ba pháp? Ở đây, thí chủ đang việc được thành tựu lòng tin, thành tựu tệ nguyện, cũng không sát sinh. Đó gọi là thí chủ đang việc thành tựu ba pháp. Thế nào là vật thí thành tựu ba pháp? Ở đây, vật thí thành tựu sắc, thành tựu hương, thành tựu vị. Đó là vật thí thành tựu ba pháp. Thế nào là người nhận thí thành tựu ba pháp? Ở đây, người được thí thành tựu giới, thành tựu chánh định, thành tựu trí tuệ. Đó là người nhận thí thành tựu ba pháp. Như thế, bố thí thành tựu chính pháp này được quả báo lớn, đến chỗ cam lồ diệt tận. Phàm thí chủ muốn cầu được phước ấy thì nên tìm phương tiện thành tựu chính pháp. Như thế, các tỳ kheo nên học điều này. Bây giờ các tỳ kheo nghe Phật dạy xong, vui vẻ dâng làm. Tại sao sống ở đời chúng ta cần bố thí? Xin làm bàn như thế này. Mới hay, người có điều kiện về tài vật mà muốn bố thí đúng như pháp, thì bản thân họ phải tu tập ít nhất là thành tựu ba pháp, tức thành tựu lòng tin, thành tựu thệ nguyện và không sát sanh. Lòng tin ở đây chính là tin vào tam bảo, tin vào phước quả của hành bố thí. Chính tấm lòng thệ nguyện sẽ chia một phần tài vật mà mình kiếm được, sẽ góp phần cải thiện phước báo của mình. Nên càng chia sẻ bố thí và cúng dường thì phước đức càng tăng trưởng. Quan trọng hơn, người thí chủ phải có căn bản về đạo đức, tâm từ sung mãn, biểu hiện cụ thể là tôn trọng sinh mạng, không sát sinh hại vật. Kế đến, vật thí cũng phải thành tựu ba pháp, tức là thành tựu sắc, thành tựu hương, thành tựu vị. Ngày xưa, vật bố thí thường là thực phẩm, nên đồ ăn với hình thức đẹp, hương thơm và vị ngon là những tiêu chí để thể hiện rằng thí chủ đã hết lòng, tận tâm trong việc bố thí. Còn ngày nay, để tiện lợi nhiều bề, người ta thường bố thí bằng tiền mặt. Vậy thì, đồng tiền mà mình đem bố thí và cúng dường cũng phải sạch, không xuất phát từ sự gian dối, lừa gạt, nhũng nhiễu, giết hại mà có. Vật đem cho càng thanh tịnh bao nhiêu thì phước báo của người cho càng vô lượng bấy nhiêu. Đặc biệt là người nhận thí cũng phải thành tựu ba pháp, đó là giới, định và tuệ. Bởi thí cho người mà không tu hành đạo đức thấp kém thì chắc chắn người được thí được ít phước báo hơn. Vì thế, phát tâm bố thí và cúng dường cũng cần đúng người, đúng chỗ, gieo phước vào các thửa ruộng tốt, như cúng dường cho chúng tăng, tinh chuyên tu hành trong 3 tháng an cư kiết hạ, chắc chắn sẽ mang lại phước báo thù thắng hơn, vì chư vị luôn trao dồi để thành tựu giới, định và tuệ. Mặt khác, ân đức của thí chủ rất to lớn, nên người nhận thí phải tự hoàn thiện mình thì mới có thể trả được nợ tính thí đàn na. Do vậy, khi người thí, vật thí và người nhận thí đều thanh tịnh thì tất cả đều được quả báo lớn, đến chỗ cam lồ diệt tận. Xây dựng mối quan hệ hòa bình và hữu nghị với các tôn giáo trên thế giới. Ngày nay, Phật giáo Việt Nam liên hệ với các tôn giáo trên thế giới là liên hệ về hòa bình và hữu nghị. Vì chúng ta đứng trên lập trường Phật giáo là tôn giáo lấy trí tuệ làm sự nghiệp và tôn trọng sự thật trên thế gian này. Và đó cũng là chủ trương của Đức Phật từ khi Ngài lập giáo khai tông mà chúng ta đang đi theo. Có thể nói tôn giáo là sản phẩm của trí tuệ loài người. Từ khi loài người có mặt trên trái đất cho đến ngày nay, tôn giáo đã theo đó xuất hiện nhiều nơi vào những thời kỳ khác nhau, phát xuất từ quan niệm khác nhau, lập trường khác nhau, chỗ đứng khác nhau, mà hình thành các tôn giáo khác nhau.
Trở về đạo Phật, nhiều người nhận thấy Phật giáo Nguyên Thủy là một. Nhưng thực sự trong Phật giáo Nguyên Thủy, thập đại đệ tử của Phật đã nhìn về Phật, hiểu về Phật cũng không giống nhau và pháp hành cũng không giống nhau. Sự hiện hữu của thập đại đệ tử hành đạo khác nhau và lãnh đạo 10 tập đoàn khác nhau cho thấy cái gốc là Nguyên Thủy đã có sự khác biệt. Thật vậy, lập trường của Ca Diếp lấy hạnh đầu đà là chính. Ca Chiên Viên lấy việc biện luận là chính. La Hầu La lấy mật hạnh là chính. Phú Lâu Na lấy hoằng pháp là chính. Mục Kiền Liên xiển dương Phật Pháp bằng thần thông là chính. A Nan lấy đa văn là chính. Xá Lợi Phất lấy trí tuệ là chính. Ưu Ba Ly lấy trị luật là chính. Như vậy, Phật giáo Nguyên Thủy với thập đại đệ tử đã có sự khác nhau, và đến khi Phật giáo Niết Bàn lại càng khác nhau hơn nữa. Vì Phật còn tại thế, Ngài dung hóa được tất cả tư tưởng dị biệt. Nhưng không còn Phật, các đệ tử mỗi người tự thấy theo cách riêng của mình, từ đó phát sinh các hệ phái khác nhau. Ở thời kỳ đầu đã có đến 20 hệ phái, và từ 20 hệ phái này sinh ra trăm hoa đua nở, mà hình thành Phật giáo phát triển và Phật giáo Đại Thừa. Như vậy, nhìn từ gốc, Phật giáo đã có sự khác biệt. Và ngày nay chúng ta lấy trí tuệ làm nền tảng để nhìn về các hệ phái của chúng ta và nhìn rộng qua các tôn giáo khác. Nếu lấy trí tuệ làm chính để quan hệ với các tôn giáo khác, chúng ta không nên quơ đũa cả nắm. Người sai là cá nhân họ sai, không phải tôn giáo của họ sai. Nếu chúng ta phê phán cả tôn giáo của họ sai, chúng ta rơi vô chủ quan, thấy không chính xác. Nhờ đứng trên lập trường trí tuệ, tôi tham gia vào Hội đồng Tôn giáo Thế giới từ năm 1970 và đã sinh hoạt với các tôn giáo bạn. Lúc đó tôi lãnh trách nhiệm của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất vận động hòa bình cho Việt Nam. Tôi mới có điều kiện tiếp xúc với những người yêu chuộng hòa bình trên thế giới, gồm đủ thành phần tôn giáo tham gia và được họ chia sẻ nhiều kinh nghiệm quý báu. Từ đó tôi học được những điều hay từ các tôn giáo khác, giúp cho tôi có cái nhìn không giống với thời kỳ mà tôi chuyên nghiên cứu. Nhà bác học Einstein đã nói rằng nếu thế kỷ 21 có tôn giáo thì nên chọn Phật giáo, vì Phật giáo lấy trí tuệ làm chính. Như vậy, khoa học chấp nhận được một tôn giáo là Phật giáo. Đứng ở lập trường này nhìn ra, chúng ta cũng thấy có những người muốn tìm sự thật của con người, của muôn loài, của sự sống, đó là điểm chung. Tôi quan hệ với các tôn giáo nhận thấy điểm chung như vậy, nên tôi muốn nhắc nhở anh em về vai trò hoằng pháp trong tương lai, cần xây dựng mối quan hệ của Phật giáo chúng ta với các tôn giáo khác một cách tốt đẹp. Không nên nói tôn giáo nào sai, vì có người đúng, người sai, không phải tất cả đều sai. Từ đầu Phật giáo Nguyên Thủy căn cứ trên Tạng Kinh Nikaya, theo đó Phật nói pháp cho các nhà cai trị, cho đa số quần chúng, thậm chí nói pháp cho trẻ con. Và tôi cũng nhớ câu chuyện Hoàng hậu Vi Đề Hy dẫn Thái tử A Xà Thế đến thăm Phật. Bà nói rằng Phật đã cho vua quan lời khuyên, còn đối với trẻ con, xin Phật cũng nói cho chúng hiểu. Và Phật đã nói gì với lũ trẻ? Các thầy hoằng pháp phải suy nghĩ điều này. Riêng tôi, năm 1960, đã chuyển dạy giáo lý cho gia đình Phật tử thuộc lớp Oanh Vũ. Phật đã kể chuyện cho trẻ con ở thôn Ưu Lầu Tần Loa, và nay theo lời thỉnh cầu của bà Vi Đề Hy, Ngài kể chuyện cho lũ trẻ ở thành Vương Xá. Phật cũng kể chuyện tiền thân của Ngài rằng, ta nhớ kiếp xa xưa, có lần ta làm cây bông sứ ở bên cạnh cái ao có nhiều cá tôm. Một hôm, bác cò mới suy nghĩ cách bắt được nhiều cá tôm. Bác cò liền nói với đám cá tôm là mấy chú ở đây chật hẹp, ta đem các chú qua hồ sen ở cho rộng rãi, lại có nhiều thức ăn ngon hơn. Mấy con cá tôm liền hội ý với nhau rằng, cha mẹ mình từng dạy là con cò luôn ăn thịt cá tôm, thấy cò thì phải lẩn trốn ngay. Nghe bác cò nói vậy, tuy chúng cũng có suy nghĩ, nhưng sau cùng lại khởi lên ý muốn qua hồ sen ở mát mẻ. Bác cò dụ dỗ rằng bác muốn đem tụi con đi hết, nhưng phải đem từng đứa mới được. Tụi con từng đứa nổi lên, ta gấp đưa đi hồ sen, rồi ta trở về, gấp tiếp đứa khác. Đầu tiên, để lấy lòng tin của lũ cá tôm, con gấp một con cá cho qua hồ sen bơi lội thoải mái, rồi gấp trở về để nó kể cho các con khác nghe.
Nhưng sau đó cò gấp được con cá nào thì nó bay lên cây bông sứ ăn thịt luôn. Cuối cùng cò ăn hết cá tôm rồi, còn lại con cua nó cũng muốn ăn luôn. Nhưng con cua lớn quá, cò không gấp được. Nó để con cua leo lên mình và cua dùng cái càng kẹp vào cổ nó để không bị rớt xuống. Cò liền bay lên cây bông sứ định ăn thịt cua. Cua mới nói, nếu anh không đưa tôi đến ao sen như anh hứa, tôi sẽ kẹp cổ anh chết luôn. Rơi vào thế bí, cò đành đưa cua đến ao sen. Nhưng đến đó, cua không bò xuống mà kẹp cổ cò cho nó chết để trả thù giùm các bạn cá tôm bị cò ăn thịt. Qua câu chuyện, Phật cho biết tiền kiếp xa xưa đó, Ngài là cây bông sứ. Như vậy, Phật đã kể chuyện tiền thân của Ngài từ kiếp xa xưa, cũng giống như chuyện ngụ ngôn cho trẻ con nghe. Bài pháp thứ hai khi Phật dự lễ trai tăng của vua Tần Bà Sa La, tổ chức tại thành Vương Xá. Phật nói cho vua và các quan lãnh đạo có trách nhiệm. Ngài đưa ra mẫu cai trị theo đạo đức trong Phật giáo là quy y Tam Bảo. Quy y Phật là trí tuệ, quy y Pháp là chân thật, và quy y Tăng là hòa hợp. Xã hội muốn được bình yên, đòi hỏi phải có ba điều này. Thật vậy, nếu những người lãnh đạo không hòa hợp mà có định kiến sai lệch, chắc chắn đưa xã hội đến bất an. Sự hòa hợp rất cần cho tổ chức, cho xã hội. Nhưng muốn xã hội hòa hợp, phải tôn trọng sự thật, không chủ quan, không bè phái. Vì có bè phái và chủ quan sẽ đưa đến định kiến lệch lạc. Vì vậy, phải có trí tuệ để phán đoán việc đúng hay sai. Còn bị bè phái nặng quá, thí dụ thầy Nam Tông chủ quan rằng hệ phái mình là nhất, Bắc Tông là ngoại đạo, là Bà La Môn, hoặc người có định kiến khất sĩ là nhất, vì vừa ăn ngọ vừa ăn chay, rồi chê Nam Tông không ăn chay, chê Bắc Tông ăn sáng, ăn trưa, ăn chiều. Nếu rơi vào sự cố chấp như vậy, thì dù là Phật giáo Nam Tông hay Bắc Tông, khất sĩ cũng là phi Phật giáo. Tôi gặp người bạn tu theo Nguyên Thủy nói rằng, thật ra Phật không bắt ăn chay, nhưng ăn chay do Đề Bà Đạt Đa đặt ra. Đối với người tu theo Nguyên Thủy, họ ghét Đề Bà Đạt Đa, nên thấy mình ăn chay cũng nghĩ mình là môn đệ của Đề Bà Đạt Đa. Đức Phật không công nhận 5 điểm của Đề Bà Đạt Đa đưa ra. Đề Bà Đạt Đa chủ trương đệ tử Phật phải ăn chay, nhưng Đức Phật không chấp nhận điều này. Đức Phật chủ trương đàn việc hiến cúng thức ăn gì, ta dùng thức ăn đó. Nhưng ta thấy họ dí súc vật cho ta ăn, tỳ kheo phải từ chối thức ăn đó, bởi họ đã vì mình mà dí súc vật. Thứ hai là họ bảo người khác dí súc vật để cúng cho ta, thì cũng không được ăn. Thứ ba là nghi họ dí súc vật cho mình ăn, cũng phải từ chối, không ăn. Ba điều này trong luật ghi rằng tự sát, giáo tha sát và kiến sát tùy hỷ, thì người tu không được ăn thịt súc vật do mình giết, hay bảo người giết hoặc thấy người giết. Nhưng Phật cho phép ai muốn ăn chay trọn đời như Đề Bà Đạt Đa đều được, hoặc Phật cũng cho phép ăn tịnh nhục. Điều thứ hai Đề Bà Đạt Đa đưa ra là người tu suốt đời phải ở trong rừng. Phật nói không cấm người tu ở trong rừng, nhưng ai muốn ở tăng xá, Phật có quy định cho việc ở tập thể. Qua hai quyết định của Phật cho chúng ta thấy rõ trí tuệ của Phật đã thấy biết đúng đắn sự thật của cuộc sống mà Ngài đưa ra giải pháp tương ưng hoàn toàn hợp lý, hợp tình. Thật vậy, Đề Bà Đạt Đa đã đưa ra những điều quá cao, được một số người thích, nhưng lý tưởng là lý tưởng, còn thực tế lại khác. Trên bước đường tìm chân lý, Phật đã từng thực hiện lý tưởng tu ép sát, nhịn ăn đến mức ngã quỵ. Trong khi mục tiêu của Phật là đắc đạo và giải thoát khỏi sinh tử luân hồi. Nhưng nếu hành hạ cơ thể như vậy, có được giải thoát và thành đạo hay không? Đó là kinh nghiệm mà Phật đã trải qua và Ngài truyền dạy cho những người cố theo lý tưởng thật cao, nhưng giữ được lý tưởng này đến cuối cùng, rất ít người được. Duy nhất chỉ có Ngài Ca Diếp giữ được hạnh Đầu Đà trọn đời, thật đáng kính trọng. Chúng ta tu lập hạnh trọn đời theo không dễ. Thật vậy, Đề Bà Đạt Đa mới nói pháp ăn chay trường và ở núi rừng. Các tăng trẻ nghe hay, họ liền kéo qua núi Tượng Đầu tu theo Đề Bà Đạt Đa. Nhưng sống với thực tế phải ăn chay trường, mặc áo phấn tảo, thực hành hạnh Đầu Đà suốt đời thì họ chịu không nổi. Họ chỉ chịu đựng được vài tháng thôi
và phải kéo nhau trở về Trúc Lâm sám hối Phật, xin trở lại tăng đoàn. Phật nói mỗi người có hoàn cảnh khác nhau, sức khỏe khác nhau, hiểu biết khác nhau. Tùy theo hoàn cảnh của từng người mà thực tập pháp nào thích hợp với mình để phát huy đức hạnh và tuệ giác dẫn đến đắc đạo thì theo đó mà tu tập. Trở lại việc Phật chỉ thuyết ba pháp quy y cho vua Tần Bà Sa La, vua liền nhận ra ý Phật dạy rất đúng. Vì các quan trong triều đình không hòa hợp, chắc chắn triều đình bị loạn. Nhưng vua muốn các quan hòa hợp, vua phải có trí tuệ để dung hóa những ý kiến dị biệt và đúc kết thành quyết định khiến mọi người chấp nhận. Còn dùng quyền uy mà áp đặt không thể được, dù họ có nghe theo cũng chỉ được một lúc mà thôi. Và tiếp theo, Phật nói tổ chức nào cũng phải giữ bảy điều tạo thành sự hòa hợp, luôn hòa hợp với nhau trong việc trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm và giải tán cũng trong tinh thần vui vẻ. Như vậy cũng xoay quanh ba pháp quy y, nhưng Phật triển khai ở mỗi nơi khác nhau. Và có lần Phật về thăm vua Tịnh Phạn bệnh nặng sắp qua đời. Phật cũng kể chuyện tiền thân của vua để ông quán tưởng, không sanh tâm sợ hãi trước cái chết. Phật nói rõ từ kiếp xa xưa cho đến hiện đời, vua cha từng làm những việc tốt đẹp mới kết thành sự nghiệp đế vương này, và từ hiện tại tốt đẹp như vậy sẽ là hạt nhân giúp ông có đời sống tương lai tốt ra sao. Phật đã chỉ dẫn cho vua cha cách quan sát sự hiện hữu của ông theo chuỗi mắt xích nhân duyên, từ quá khứ đến hiện tại và dẫn đến tương lai. Đức Phật cũng nói cho vua biết rằng, Ngài thành đạo, thành tựu quả vị Phật, chứng được túc mạng minh, thiên nhãn minh và lậu tận minh, tức thấy biết chính xác mối tương quan sinh tồn của ba đời nhân quả. Vì vậy, đối với Phật, không có gì đáng buồn, đáng khổ, đáng sợ, đáng lo, không có sinh, già, bệnh, chết. Quá khứ, hiện tại và vị lai cũng là ta. Kinh Nguyên Thủy cũng nói lý nhân duyên rằng, không có gì trên thế gian này tồn tại độc lập. Muôn sự, muôn vật đều do nhân duyên hợp thành. Nhân duyên ly tán thì mất. Và từ lý nhân duyên, Kinh Đại Thừa triển khai các pháp tìm ra cái thật của ta. Từ nền tảng lý nhân duyên, tôi nghiên cứu Kinh Đại Thừa và nhìn rộng hơn. Tôi tâm đắc yếu lý của Kinh Hoa Nghiêm. Kinh Hoa Nghiêm chúng ta có do Ngài Long Thọ xuống cung rộng Ta Kiệt La thỉnh về. Hòa Thượng Trí Tịnh dạy tôi như vậy. Tôi nghe nhưng khó chấp nhận vì không biết cung rộng Ta Kiệt La ở đâu. Xuống cung rộng, Ngài Long Thọ thấy có ba bộ Kinh Hoa Nghiêm. Bộ Đại Hoa Nghiêm quá nhiều, Ngài không thể đem về nhân gian được. Ngài thấy bộ Trung Hoa Nghiêm cũng nhiều, không thể đọc hết, không thể nhớ hết và cũng không đem về được. Cuối cùng, Ngài thấy bộ Tiểu Hoa Nghiêm tương đối nhỏ. Ngài nhớ được 100.000 bài kệ và trở về đất liền. Ngài diễn tả thành 80 quyển Hoa Nghiêm mà chúng ta tụng ngày nay. Nhưng 100.000 bài kệ Hoa Nghiêm tôi thấy cũng nhiều. Vì vậy tôi chỉ học thuộc lòng 60 bài kệ trong phẩm Phổ Hiền Bồ Tát và lấy 60 bài kệ này làm phương hướng tu hành của mình. Có lần họp ở miền Bắc, tôi ở chung phòng với Hòa Thượng Trí Tịnh. Buổi tối, Ngài tụng thuộc lòng phẩm Phương Tiện thứ hai, Kinh Pháp Hoa. Ngài nói trước kia, Ngài tụng 28 phẩm Kinh Pháp Hoa, nhưng nay mắt không sáng nên Ngài chỉ tụng thuộc lòng phẩm thứ hai. Và khi Hòa Thượng tụng xong, tôi tụng 60 bài kệ Kinh Hoa Nghiêm. Hòa Thượng hỏi tôi tại sao tụng như vậy. Tôi đáp con không tụng Đại Hoa Nghiêm, Trung Hoa Nghiêm và Tiểu Hoa Nghiêm vì quá nhiều, nên chỉ tụng thuộc lòng 60 bài kệ Hoa Nghiêm. Tôi nghĩ rằng học với thầy với tổ như thế, nhưng ứng dụng vào cuộc sống để phát huy tuệ giác của mình thì khác. Thầy nói vậy, kinh nói vậy, nhưng chúng ta ứng dụng thấy khác, đó là thực tế. Vì vậy, khi nghe tôn giáo bạn nói khác, tôi nghĩ điều này cũng bình thường. Vì thầy trò mà còn thấy khác nhau, nói khác nhau. Và tôn giáo là tư tưởng của loài người, nên ở chỗ này người ta nghĩ như vậy, chỗ khác có suy nghĩ khác. Nhận thức như vậy, chúng ta sẽ có được tầm nhìn thoáng, không rơi vô cố chấp, cục bộ. Hòa Thượng Trí Tịnh nói bộ Đại Hoa Nghiêm và Trung Hoa Nghiêm nhiều quá, không nhớ được. Tiểu Hoa Nghiêm 80 quyển thì học được. Nhưng đối với tôi,
Đại Hoa Nghiêm và Trung Hoa Nghiêm quan trọng. Vì theo tôi, Ngài Long Thọ nói ẩn dụ, nghĩa là nói bên ngoài để gợi ý cho chúng ta hiểu được cốt lõi bên trong. Vì vậy, Ngài Long Thọ không giảng Đại Hoa Nghiêm và Trung Hoa Nghiêm, mà chỉ giảng Tiểu Hoa Nghiêm. Tuy nhiên, theo tôi, Tiểu Hoa Nghiêm mình đọc được và hiểu rồi, còn Đại Hoa Nghiêm và Trung Hoa Nghiêm không có để đọc mới quan trọng. Cũng trên yếu lý này, khi Phật thuyết kinh Pháp Hoa xong, Phổ Hiền Bồ Tát mới đến thì nghe gì? Nhưng Phật giảng xong mà Phổ Hiền còn nghe được, thì cái nghe này mới quan trọng. Cũng vậy, tôi giảng xong, về rồi, nhưng các anh em vẫn còn nghe được những gì tôi nói là nghe bằng căn lành, bằng niềm tin, bằng sự thực tập của mình là điều chính yếu trong đạo chúng ta. Phổ Hiền hỏi Phật sao Phật diệt độ, làm sao có kinh Pháp Hoa? Tức có Phật thì có kinh, không có Phật làm sao để có kinh? Chỉ một câu hỏi như vậy gợi cho chúng ta nhận biết rằng Pháp Hoa là diệu pháp liên hoa, nghĩa là viên ngọc nằm trong hoa sen, tức trí tuệ nằm trong thân ngũ uẩn. Như vậy, làm sao hình thành con người mang thân ngũ uẩn và phát triển có được trí tuệ như Phật? Đó là ý Phổ Hiền muốn hỏi. Phật cũng mang thân người như chúng ta, nhưng được kính trọng vì Ngài có những việc làm đáng kính trọng phát xuất từ tư tưởng siêu việt đáng quý. Hiểu được sự kết hợp tinh ba của diệu pháp liên hoa hoàn hảo như vậy, giúp tôi nhận ra ý nghĩa của bộ Trung Hoa Nghiêm Kinh chính là việc làm và lời nói của Đức Phật thật sự đáng kính trọng. Kinh điển gọi đó là báo thân Phật, hay những gì Phật nói và làm khiến loài người phải kính quý Ngài. Đó là Trung Hoa Nghiêm Kinh. Còn Đại Hoa Nghiêm Kinh là gì? Từ Phật giáo Nguyên Thủy, Phật khẳng định rằng những gì Ngài nói như nắm lá trong tay, hay đó là Tiểu Hoa Nghiêm Kinh. Những gì Ngài hiểu biết như lá trong rừng, đó là Trung Hoa Nghiêm Kinh. Và những gì Phật chưa nói là tuệ giác Như Lai, là Đại Hoa Nghiêm Kinh. Hay nói cách khác là sự sống từ vô thủy cho đến ngày nay và mãi về sau. Nói tóm gọn, Đại Hoa Nghiêm Kinh là tuệ giác của Phật. Trung Hoa Nghiêm Kinh là việc làm của Phật. Tiểu Hoa Nghiêm Kinh mà Bồ Tát Long Thọ ghi được, hay chính xác hơn được A Nan trùng tuyên sau Phật Niết Bàn 50 ngày. Đó là ý quan trọng chúng ta học về tư tưởng Đại Thừa. Thử nghĩ lời Phật dạy được A Nan kiết tập, chúng ta nhớ hết không? Dù Ngài Long Thọ gọi đó là Tiểu Hoa Nghiêm, còn những gì phần lớn của Phật có thể nói chúng ta chưa thấy hết được. Cuộc đời Phật chúng ta cũng chưa thấy hết. Chỉ một việc nhỏ khi nghĩ về Phật, chúng ta cũng không trả lời được. Thí dụ như Thái tử Sĩ Đạt Ta được nuông chiều vô cùng, tại sao Ngài lại từ bỏ cuộc sống nhung lụa để dấn thân trên con đường cát bụi, sống rất cực khổ, trong khi tất cả mọi người ai cũng muốn sống giàu sang, sung sướng? Câu hỏi này chúng ta cũng chưa trả lời được, vì Ngài nghĩ gì, lịch sử không ghi. Tiểu Hoa Nghiêm Kinh kia cũng chỉ là một phần nhỏ của Phật thôi. Đó là việc thứ nhất tôi nhận ra. Nếu chúng ta suy nghĩ và triển khai về cuộc đời Phật, phải nói là vô cùng tận. Vì thứ hai, tại sao vua Tần Bà Sa La gặp Phật lại kính trọng Ngài đến mức dâng cúng vườn Trúc Lâm để xây tịnh xá? Tôi gọi việc này là Trung Hoa Nghiêm Kinh. Việc này được lịch sử ghi đơn giản rằng Thái tử Sĩ Đạt Ta tu ở Ma Kiệt Đà. Vua Tần Bà Sa La thấy Sa Môn có dáng giải thoát, đáng quý, vua mới tìm gặp. Và Sĩ Đạt Ta nói, khi nào Ngài thành đạo sẽ đến độ vua. Nhớ lời hứa này, Ngài đã trở lại gặp vua. Vua vui mừng, liền cúng Phật khu vườn Trúc Lâm. Lịch sử ghi như vậy, đó là Tiểu Hoa Nghiêm Kinh. Nhưng Trung Hoa Nghiêm Kinh còn ẩn chứa những gì quan trọng không thể tự nhiên có, mà phải thiết thân thể nghiệm tinh ba Phật Pháp mới nắm bắt được. Thật vậy, trước một hiện tượng xảy ra, người có tâm đại thừa luôn quan sát những gì